551 đòn sát thủ. Thần binh truyền thừa địa cấp, Băng Hoàng Thương, Triệu Phong thúc dục lực lượng huyết mạch, trước người hiện ra hư ảnh thần binh địa cấp, khác biệt so với trước kia chính là hư ảnh thần binh địa cấp lần này không ngừng ngưng thực, nhanh chóng hiện ra bản thể chính thức của thần binh địa cấp, Băng Hoàng Thương, vụt, huyết mạch ở sâu bên trong cơ thể Triệu Phong hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, trạng thái dịch của Băng Hoàng Thương nhanh chóng tổ hợp lại hiện ra trong lòng bàn tay của triệu phong lúc bình thường băng hoàng thương tách ra thành vô số hạt dung nhập trong cơ thể huyết mạch của triệu phong ngay cả hắn cũng khó có thể cảm giác được khí tức của nó mà bây giờ băng hoàng thương dưới loại trạng thái này nhanh chóng nghịch chuyển ô ô ông hư hành hình thái thần binh địa cấp kia trong khoảnh khắc chuyển hóa thành thật thể hiện ra một thanh băng thương hoàng giả trong suốt long lanh như thủy tinh toàn thân u lam thâm thúy băng hoàng thương thần binh địa cấp nguyên vẹn. Triệu Phong cảm giác lực lượng huyết mạch của mình tăng vọt đến một cấp độ mới. Lực lượng băng hoàng thương vốn ngủ say, cũng được kích phát thức tỉnh. Điểm này có chút giống như thần binh địa cấp trong tay Vũ Thiên Ngô, bởi vì, thần binh địa cấp nguyên vẹn chính thức, sẽ kích phát quá nửa băng hoàng thương đang ngủ say trong huyết mạch Triệu Phong. Không ngờ ngươi cũng có thần binh địa cấp, sắc mặt lữ thiên nhất đại biến, thân thể run rẩy một trận, trong nháy mắt bản thể của băng hoàng thương xuất hiện, một luồng hàn uy của Băng Hoàng thượng cổ ngưng kết thiên địa vạn vật, lập tức bao trùm cả một mảnh thiên địa. Thiên Nha Lang Nguyệt Đao trong tay hắn phát ra sự run rẩy bất an, kêu lên cảnh báo. Băng Hoàng Thương, không ngờ lại là thanh thần binh truyền thừa địa cấp này. Bên ngoài, ba đại vương giả hư thần cảnh đều nhìn chăm chăm vào Băng Hoàng Thương trong tay Triệu Phong, không khỏi nghẹn giọng. Lấy kiến thức lịch duyệt của ba đại vương giả hư thần cảnh, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra lai lịch của Băng Hoàng Thương trong hạp cốc thần bí hai kiện thần binh địa cấp gặp nhau lực lượng khí tức của chúng đan sen trong hư không và chạm trong vô hình băng hoàng áo nghĩa lên triệu phong cảm giác lực lượng huyết mạch và chân linh nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao băng hoàng thương này quả thật không khác gì một cái động không đáy ô ô ông nhờ vào tác dụng ngày thường tham tu tìm hiểu băng hoàng thương triệu phong vừa đẩy hai tay ra trên thân băng hoàng thương lập tức nổi lên một tầng hàn quang băng lên màu u lam như thủy tinh đâm thẳng về phía trước thoáng chốc tất cả mọi vật chất trong thiên địa xung quanh đều nhanh chóng đóng băng một luồng hàn uy cấm kỵ từ thời thượng cổ lấy băng hoàng thương làm trung tâm phóng thẳng về phía dưới chỉ trong khoảnh khắc hàn uy đã khoách tán khắp phương viên mười dặm trong khoảnh khắc đó bất kể là lữ thiên nhất hay là tham thiên thụ yêu ở gần đó đều lập tức bị một tầng xương lạnh ngừng kết Thân thể thoáng cứng đờ, phốc phốc, thân thể lữ thiên nhất cứng nhắc, miễn cưỡng huy động, thiên nha lang nguyệt đao, hư ảnh đầu sói xích tử giữ tần va chạm với hàn quang băng liên, liên sinh ra một luồng khí tức cấm kỵ chấn động, thế nhưng, bất kể là hỏa cỏ cây cối, hay là đao mang dày đặc lẫm liệt, vừa gặp phải băng hoàng thương, lập tức bị đóng băng ngay tức khắc, vụt, tử thanh phong lôi chi dực chấn động, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí cũ, khoảnh khắc tiếp theo, triệu phong phi thân ra ngoài hơn trăm trượng tránh khỏi luồng khí tức cấm kỵ chấn động này ọc mặc dù hắn đã trốn kịp nhưng vẫn bị dư âm lan đến gần khiến cho phun ra một búng máu sắc mặt hơi tái đi mặc dù ta đủ cảnh giới lực lượng huyết mạch cũng không tầm thường nhưng dùng tu vi chân chủ cấp để khống chế băng hoàng thương quả thật vẫn có chút miễn cưỡng bên ngoài thân thể triệu phong nổi lên một tầng thủy quang ôn nhuận nhanh chóng chữa trị thương thế mà bên dưới cục diện của Lữ Thiên Nhất lại càng bết bát hơn. Toàn thân ngưng kết xương lạnh, hắn căn bản không thể chống đỡ được uy lực cấm kỵ do hai đại thần binh địa cấp va chạm sinh ra. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, khóe miệng tràn ra vết máu, nhanh chóng bị đông cứng lại. Lữ Thiên Nhất thất bại rồi. Tại ngoại giới, Hoàng Kim Khô Lâu thở dài một tiếng, vương giả ma đạo hắc khí lượn lờ, đồng dạng cũng lắc đầu. Lúc trước bị chém dụng một tay, bị lực lượng của tử diệt phong lôi xâm nhập vào cơ thể, bây giờ lại lâm vào tình cảnh trọng thương có thể nói trước mắt lữ thiên nhất đã tràn ngập nguy cơ thiên nhất đã quá vọng động rồi hắn không phải thua do thực lực chênh lệch mà thua bởi tâm tính của mình thánh nguyệt tiên cô than nhẹ một tiếng nàng cũng không phủ nhận kết luận của hai đại vương giả nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ quá lo lắng lữ thiên nhất người thua rồi phong lôi chi rực sau lưng triệu phong chấn động băng hoàng thương trong tay toàn thân u lam trong suốt giống như biển cả bao la thâm thúy Triệu Phong, ngươi lấy đông hiếp ít, ở đằng sau đánh lén, ngươi thắng thì có gì vẻ vang chứ? Lữ Thiên nhất nghiến răng nghiến lợi, thúc giục chân linh nguyên, miễn cưỡng ngăn chặn thương thế. Đối với tiếng mắng chửi tức giận của Lữ Thiên nhất, trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia trào phúng, đạm mặc không nói, giống như khinh thường giải thích, Lữ Thiên nhất bị thua, đơn giản vì ba lý do. Lý do thứ nhất, bị Triệu Phong và Sơn Thạch cự nhân có chiến lực cấp bậc tôn giả, hai mặt giáp công, Cuối cùng, lúc hai đại thần binh địa cấp va chạm, Lữ Thiên Nhất cũng không phải là lấy một trọi một. Điểm thứ hai, Lữ Thiên Nhất đã chủ quan khinh địch. Di Thiên Chi Mâu, của Triệu Phong, tiến hành đánh lén đợt thứ nhất, chém dụng cánh tay Lữ Thiên Nhất, khiến chiến lực của hắn bị suy giảm. Điểm thứ ba, dựa vào ưu thế của băng hoàng thương, mặc dù là thần binh cùng cấp, nhưng băng hoàng thương của Triệu Phong lại thuộc loại truyền thừa, càng thêm đặc thù, có thể áp chế thần binh địa cấp của Lữ Thiên Nhất. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Lữ Thiên Nhất thất bại. Ha ha, Lữ Thiên Nhất, ngươi thua rồi. Chẳng lẽ Sơn Thạch Cự Nhân không phải là một phần thực lực của Triệu Phong sao? Chiến thuật và mưu kế, đó chẳng phải là một phần của thực lực ư? Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia chính là Tàn Linh Tử Thánh. Ngươi, lời nói của Lữ Thiên Nhất lập tức ngưng trệ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàn toàn chính xác, Sơn Thạch Cự Nhân là do Triệu Phong điều khiển. Tất cả đều nhờ vào uy lực huyết mạch đồng thuật của hắn. Chẳng lẽ một tuần thú sư chiến đấu lại không được sử dụng linh sủng tấn công đối phương? Di thiên chi mâu của Triệu Phong đột kích, cũng nhằm vào thời cơ tuyệt hảo. Di thiên chi mâu có thể vượt không công kích, xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong di tích tử thánh. Đồng thời, nó cũng chính là biểu hiện cho thực lực của Triệu Phong. Hết thảy những điều này đều không qua được mắt Tàn Linh Tử Thánh. Chủ nhân di tích tử thánh chính bởi vì vậy thấy Lữ Thiên Nhất thua mà không phục, lại còn tức giận mắng chửi Triệu Phong. Tàn linh tử thánh không nhịn được mà nói vài câu đả kích. Lữ Thiên Nhất, chiến đấu chính diện, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đáng tiếc, lúc này không phải là tỉ thí, mà là chém giết sinh tử. Triệu Phong đạm mạc mở miệng, chiến lực của Lữ Thiên Nhất, quả thực khủng bố. Nếu chính diện chiến đấu, cho dù hắn và khô lâu đường chủ liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa, băng hoàng thương của Triệu Phong chỉ có thể kiên trì trong chốc lát, không thể nào kéo dài được. Rút lui, trên mặt Lữ Thiên Nhất lộ vẻ oán độc và không cam lòng, hóa thành một chùm tia sáng vàng rực rỡ, bỏ chạy về phía xa. Mặc dù ta bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần tìm được thủy vận trưởng lão, bằng vào y thuật của nàng, nhất định có thể chữa trị tốt thương thế của ta trong thời gian ngắn. Trong lòng Lữ Thiên Nhất thầm tính toán, trận chiến này, hắn thua nhưng không phục, rõ ràng là có chiến lực cường đại thế nhưng lại vì đủ loại nhân tố mà bại trong tay một chân chủ cấp. Ngụ ác khí này, hắn quả thật khó mà nhịn xuống được. Muốn chạy, phong lôi chi dực sau lưng triệu phong chấn động, hóa thành một đạo ảo ảnh phong lôi trùng thiên, đuổi theo lữ thiên nhất. Luận tốc độ, triệu phong mơ hồ còn nhanh hơn lữ thiên nhất một bậc. Dù sao, cảnh giới tinh thần của triệu phong cũng đã chạm đến hạch tâm của tôn giả, lại có thêm phong lôi chi dực gia trì, mà lữ thiên nhất lại ở trong tình huống xấu, thực lực rơi đến tận đáy vực tùy thời đều phải áp chế thương thế. Phong lôi đồng hỏa, thanh mâu phong trảm, trong quá trình triệu phong truy kích, đã phát động hai huyết mạch đồng thuật cường đại, đánh lữ thiên nhất rơi xuống đất, thiên nhất, kiên trì một lúc nữa, cách ngoài mười dặm, thủy vận trưởng lão mang theo diệp yên vũ và trang quán nhi, chạy về phía bên này, chậm rồi, triệu phong dù bận vẫn ung dung, thu hồi băng hoàng thương lại, lữ thiên nhất nửa quỷ trên mặt đất, thương thế chí mạng, khi tức suy yếu, chiến lược giảm mạnh đến hai ba thành dưới loại tình huống này triệu phong tự thấy không cần phải sử dụng huyết mạch đồng thuật và bằng hoàng thương cũng có thể giết chết lữ thiên nhất triệu phong người chết sẽ là ngươi lữ thiên nhất cắn chặt răng bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một cái ngọc phù hoàng kim khoảnh khắc ngọc phù hoàng kim kia hiện thân lập tức sinh ra một luồng áp bách linh hồn vô hình triệu phong thầm giật mình hư thần thủ hộ lữ thiên nhất bóp nát ngọc phù trong tay sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh vương giả rực rỡ, mặc áo tròn màu vàng giống như thiên thần, thoáng chốc, một luồng uy năng to lớn mênh mông không thể phỏng đoán, đã thẩm thấu hư không phụ cận. Giờ khắc này, Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ bên trong vạn quỷ châu, thậm chí ngay cả đám người thủy vận trưởng lão đang từ xa chạy tới, cũng đềm cảm thấy một luồng áp bách linh hồn cường đại, hư thần thủ hộ, không ngờ trên người Lữ Thiên Nhất lại có đòn sát thủ như vậy hư ảnh mặc áo bào kim sắc kia a hình như chính là vương giả hư thần cảnh mạnh nhất của TNLT. Kim Hoàng Võ Thần, tại ngoại giới, cường giả của Ba Tông đều xôn xao, Hoàng Kim Khô Lâu và vương giả Ma Đạo đều nhìn nhau, có vẻ ngạc nhiên. Trên khóe miệng của Thánh Nguyệt Tiên Cô nhếch lên một tia cười nhạt. Chiến lực của Lữ Thiên Nhất tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm tâm tính chưa đủ. Thánh Nguyệt Tiên Cô há có thể không biết điều này. Dù vậy, Thánh Nguyệt Tiên Cô vẫn đáp ứng để Lữ Thiên Nhất dẫn đầu tiểu đội thứ hai, Hiển nhiên là đã có chỗ dựa, thần binh địa cấp nguyên vẹn chính là thứ bảo đảm cho chiến lực của Lữ Thiên nhất, còn ngọc phù hư thần thủ hộ, uy lực của nó so với bình thường còn mạnh hơn, thậm chí có thể miểu sát toàn bộ tôn giả tiểu đan nguyên cảnh. Huống chi, Triệu Phong chỉ mới có chiến lực tiếp cận tôn giả, lại không phải là tôn giả chính thức. Trên mặt Thánh Nguyệt Tiên cô đầy vẻ vui mừng. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, Ngọc Long bảo hộ. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái long ngọc phù long ngọc phù kia thoáng cái vỡ nát phát ra một luồng hư ảnh chân long cổ xưa to lớn mà rực rỡ như thực chất grau trong thiên địa truyền đến tiếng gào thét trầm thấp của chân long thượng cổ hư ảnh chân long cổ xưa này phát ra một luồng sức mạnh to lớn bao trùm cả thiên địa cái gì sắc mặt của đám cường giả thuộc ba tông tại ngoại giới đều ngưng trệ nụ cười trên mặt thánh nguyệt tiên cô lập tức động lại không ngờ lại dùng tinh huyết của chân long thượng cổ làm nguyên liệu chế tạo hư thần thủ hộ chân long thượng cổ. Một khi trưởng thành, chiến lược hoàn toàn vượt qua vương giả hư thần cảnh cung cấp. Trong số đám cường giả của ba tông tại đây, đều không thiếu người có nhãn lực. Phốc, trong di tích tử thánh, hai loại lực lượng va chạm trong hư không, khí tức cấm kỵ khiến không gian run dày một trận. Đây quả thực không phải ảo giác. Phốc phốc phốc, vẹn vẹn chỉ giao phong trong nửa nhịp hô hấp. Hư ảnh chân long cổ xưa cực lớn này, lập tức chiếm ưu thế rõ ràng, nhanh chóng nuốt chửng hư ảnh của vương giả mặc áo bào hoàng kim không tốt sắc mặt lữ thiên nhất giống như cho tàn không ngờ triệu phong cũng có đòn sát thủ như hư thần thủ hộ hơn nữa uy lực lại càng mạnh hơn của mình phành thân hình lữ thiên nhất nhanh chóng bị đánh lui bị dư lực của ngọc long bảo hộ đánh bay xa vài dặm sinh tử không rõ thiên nhất thủy vận trưởng lão phá không bay đến dùng một tầng thủy quang u lam bao phủ lấy thân thể lữ thiên nhất vụt vụt theo sát phía sau nàng chính là diệp yên vũ và trang quán nhi hai người phân ra trái phái, rằng co với Triệu Phong ở đằng xa. Khặc khặc khặc, một tầng quỷ vụ u ám, lan tràn khắp không trung, bên trong hiển hiện 38 bộ quỷ thi chớ chú, còn có một bộ khô lâu kim ngân sắc quỷ dị âm trầm. Cho đến lúc này, khô lâu đường chủ mới từ trong vạn quỷ châu xuất hiện, hắn không khỏi cảm khái, với lực lượng của một mình Triệu Phong, không ngờ lại toàn diệt tiểu đội thứ hai của ba đại tông phái, tại di tích tử thánh. Trận giao phong giữa Triệu Phong và tiểu đội của Lữ Thiên Nhất xem như kết thúc đồng tử của lữ thiên nhất tan rã thân thể cứng đờ toàn thân đã không cảm thụ được khí tức sinh mệnh nữa sống chết không rõ trạng thái như vậy cho dù không chết thì cũng không kém bao nhiêu toàn bộ tiểu đội của lữ thiên nhất chỉ còn lại một thành viên may mắn sống sót người đó chính là trang quán nhi tại ngoại giới trên đỉnh sơn phong sắc mặt cường giả thuộc ba đại tông phái đều trở nên nghiêm trọng kinh dị hoảng sợ chiến lược của lữ thiên nhất không tầm thường có đòn sát thủ cường đại để bảo vệ tính mạng, nhưng từ đầu tới cuối, đều bị Triệu Phong gắt gao áp chế, thất bại đến thảm hại. Trên thực tế, đây đã là lần thứ hai, Lữ Thiên Nhất, thảm bại trong tay Triệu Phong, lần trước thất bại, cũng gần như lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, may là có vương giả hư thần cảnh ra tay cứu giúp, cho nên mới giữ được tính mệnh. Giờ khắc này, ba đại vương giả hư thần cảnh đều lâm vào trầm mặc trong giây lát, hiển nhiên trước đó, không ai ngờ rằng, kế hoạch xâm nhập di tích tử thánh của ba đại tông phái, lại bị một tên tiểu bối chân chủ cấp nhiều lần phá hỏng. Phù, sương mù u ám nồng đậm, ngưng kết trong hư không, lan tràn khắp phương viên một hai dặm, oán lực nguyền rùa vô hình, thẩm thấu hư không, ăn mòn sinh linh. Khặc khặc, Khô Lâu Đường chủ huy động hắc kỳ, điều khiển lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận, chậm rãi lan tới chỗ đám người thủy vận trưởng lão. Thủy vận trưởng lão một mặt không chậm trễ việc cứu chữa Lữ Thiên Nhất, một mặt xuất ra tàn binh địa cấp, bích thủy vẫn châu, ô, ô, ông, một tầng thủy quang gợn sóng, lóe lên một tầng ánh sáng bích thủy bảo vệ, hình thành tầng phòng ngự, bích thiên thủy giới, không gì phá nổi, ngăn cách lực lượng của, quỷ thi chớ chú đại trận, ở bên ngoài, cùng lúc đó, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi cũng đồng thời xuất ra một kiện tàn binh địa cấp, khí tức cường đại bùng phát, chiến lực tiếp cận tôn giả, phá, hai nữ tử liên thủ lập tức đánh bấy lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận đang lan tràn đến gần. Hai đại thiên chi kiều nữ liên thủ, chiến lược hoàn toàn sánh ngang tôn giả, cho dù là lữ thiên nhất trạng thái đỉnh phong, cũng có thể miễn cưỡng chống lại đôi chút. Số bà nương này, thương thế nguyên khí còn chưa khỏi hẳn, hai tiểu nha đầu này lại càng không đáng ngại. Khô lâu đường chủ duy trì quỷ thi chớ chú đại trận, chờ đợi triệu phong phân phó. Quỷ thi chớ chú đại trận đã có 38 bộ quỷ thi chớ chú trải qua vô số tinh huyết hồn phách của yêu thú tế luyện, lại được khô lâu đường chủ chủ trì, đủ sức áp chế cả cường giả đan nguyên cảnh bình thường, cẩn thận ứng chiến. Ba người thủy vận trưởng lão đều cảm thấy tâm thần căng thẳng, nhất là thủy vận trưởng lão, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Một mặt là triệu phong và khô lâu đường chủ có chiến lực cường đại, một mặt khác là tình trạng thương thế của Lữ Thiên Nhất, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cho dù là nàng, cũng không chắc chắn có thể trị khỏi. Ngược lại, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi lại lộ ra lãnh ý quyết tuyệt, không hề lùi bước chút nào. Lui, Triệu Phong mặt không biểu tình, chỉ phun ra một chữ. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo, Phong lôi chi dực chấn động, thân hình Triệu Phong đã biến mất, không thấy đâu nữa. Phía chân trời chỉ còn lưu lại một chuỗi tàn ảnh phong lôi. Vụt, đám sương mù u ám và khô lâu đường chủ cũng đồng thời biến mất. Không thấy đâu nữa. Đi rồi sao? Ba người thủy vận trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy ngoài dự liệu. Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tên Triệu Phong kia rõ ràng đã chiếm ưu thế lớn, tại sao lại không thừa thắng truy kích? Phu, thủy vận trưởng lão thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu niên tóc lam đang dần biến mất trong tầm mắt, thực lực đạt tới tình trạng khiến cho nàng phải kiên kỵ. Hắn không những có thể điều khiển được yêu thú cấp một tôn giả, mà còn có thần binh truyền thừa địa cấp, lại có cả nô bộc cấp tôn giả và quỷ thi chớ chú đại trận, khó chơi nhất, vẫn là huyết mạch đồng tử quỷ thần khó lường kia. Tại nơi khác, triệu phong dưới sự gia trì của phong lôi chi dực chạy tới chỗ họp cốc thần bí, chủ nhân, thực lực của đám đàn bà kia đã rơi xuống vực sâu, lúc này không ra tay, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nếu để nàng ta chữa trị cho lữ thiên nhất trong vạn quỷ châu. khô lâu đường chủ hậm hực không cam lòng lên tiếng. Bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ai dám khẳng định trong ba người còn lại không có đòn sát thủ như hư thần thủ hộ, nhất là Diệp In Vũ và Trang Quán Nhi. Hai nàng ta đều là môn hạ của vương giả hư thần cảnh. Triệu Phong lắc đầu nói, "Khô Lâu đường chủ nghe vậy." Trong lòng thoáng run, lực lượng của hư thần thủ hộ như thế nào, hắn là người hiểu rất rõ, cho dù là hắn ở trạng thái đỉnh phong, vẫn có khả năng bị hư thần thủ hộ miểu sát, cho dù không chết cũng bị lột một lớp da mà ngọc long bảo hộ của triệu phong đã sử dụng hai lần tiêu hao hết sạch nếu trong ba người còn lại có đòn sát thủ cỡ như hư thần thủ hộ như vậy thì tình huống trận chiến sẽ vô cùng thảm thiết về phần lữ thiên nhất tạng phủ trong cơ thể hắn đã bị nghiền nát sinh cơ gần như bị chôn vùi ngay cả tâm thần cũng lâm vào ngủ say rồi triệu phong lạnh nhạt nói thần linh nhãn của hắn có thể quan sát mọi tình huống trong thân thể lữ thiên nhất cho nên còn nắm rõ thương thế của đối phương hơn cả thủy vận trưởng lão. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khô lâu đường chủ chợt ngộ ra. Một chữ thôi. Kéo. Triệu phong thoáng dừng lại. Trong mắt lập lẻ tinh mang. Nói. Di tích tử thánh là địa bàn của chúng ta. Tại nơi này, chúng ta vẫn có thể phát triển. Còn bọn chúng thì nửa bước khó đi. Một lát sau, triệu phong quay trở về hạp cốc thần bí. Hạ xuống trên người tham thiên thụ yêu. Tiến hành khôi phục trị liệu cho đối phương trong di tích tử thánh có rất nhiều chân tài quý hiếm lại thêm tàn linh tử thánh chỉ điểm khôi phục thương thế của thăm thiên thụ yêu cũng không phải là chuyện khó chẳng qua trước đó trọng điểm của triệu phong vẫn đặt trên việc chữa trị củng cố sơ hở trong không gian di tích trong vạn quỷ châu khô lâu đường chủ nắm chắc thời gian luyện chế quỷ thi chớ chú mới hoàn thiện kế hoạch bách thi lúc rảnh rỗi triệu phong ngẫu nhiên phát động khóa không chi mâu quấy rối ba người thủy vận trưởng lão một phen khiến mấy người đó không được bình yên. Chỉ trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, kế hoạch bách thi, rốt cuộc cũng hoàn thành được 50%. Ngược lại, đám người thủy vận trưởng lão lại nhiều lần rơi vào. Sự quấy rối do khóa không chi mâu của Triệu Phong, chỉ có thể tị nạn khắp nơi trong không gian di tích, nhất là Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, mấy lần đều gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nếu không phải có tôn giả am hiểu trị thương như, thủy vận trưởng lão, hai tiểu đội của ba đại tông phái e rằng đã bỏ mình tập thể rồi triệu phong cũng có chút cố kỵ và đau đầu đối với thủy vận trưởng lão trong mắt hắn thủy vận trưởng lão không thể nghi ngờ là càng khó chơi hơn lữ thiên nhất chiến lực không tầm thường lực phòng ngự cường đại ngoài ra còn có năng lực chữa bệnh khôi phục chỉ cần còn thủy vận trưởng lão ở đây cho dù những người khác có bị thương nặng chỉ cần không bị miều sát thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế trong thời gian ngắn nhất là mấy ngày gần đây mặc dù Lữ Thiên Nhất vẫn chưa thức tỉnh, nhưng khí tức sinh mệnh trên người đã có phần khôi phục. Triệu Phong không thể không thừa nhận, chính mình đã đánh giá thấp thủ đoạn chữa bệnh của Thủy Vận Trưởng Lão rồi. Đương nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Phong được. Nếu như hắn biết được, Thủy Vận Trưởng Lão chính là tôn giả y sư nổi danh của ba đại tông phái, nhất định sẽ không đánh giá thấp nàng. Triệu Phong ca, ba lỗ thủng lớn trong không gian di tích, cơ bản đã được chữa trị hoàn thiện, ngay cả tại khu vực hạp cốc thần bí tiến độ chậm chạp thì lỗ thủng cũng đã khôi phục được chín thành rồi âm thanh của triệu vũ phi chuyển đến hiện nay nàng xem như đã là một nửa chủ nhân của di tích tử thánh này cho nên nắm bắt rất rõ về tình huống trong không gian di tích triệu phong người quả nhiên nắm chắc cục diện thật sự không tầm thường ba đại tông phái muốn mở không huyệt vận chuyển lần nữa e rằng sắp xuất thành công không quá ba thành tàn linh tử thánh khen ngợi dưới sự xâm nhập của hai tiểu đội thuộc ba đại tông phái trọng tâm của Triệu Phong đều đặt tại việc chữa trị khôi phục lỗ thủng. Hai lần đánh bại tiểu đội của Ba Tông, Triệu Phong đều không lãng phí thời gian hay phân tâm đuổi giết. Tầm mắt của hắn, nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều, ngăn chặn Ba Tông xâm nhập, không gian di tích. Đây mới là điều mấu chốt. Hai ngày sau, Triệu Phong ngồi xếp bằng trên thăm thiên thụ yêu. Lại lần nữa cảm nhận được một tia không gian chấn động mơ hồ. Thế nhưng, tia không gian chấn động này hoàn toàn khác so với trước kia. Chỉ xâm nhập được một phần, nhưng dường như không đủ sức bởi vì lỗ thùng không gian đã được chữa trị vô cùng hoàn thiện không gian càng thêm củng cố việc mở ra không huyệt thông đạo lại càng khó khăn hơn tin tức tốt đây ba đại tông phái đã thất bại trong việc mở ra không huyệt thông đạo lần thứ ba tàn linh tử thánh truyền đến một tin tức tin tức này khiến cho triệu vũ phi và khô lâu đường chủ đều thở phào một hơi triệu phong nhách miệng cười vui vẻ hắn hai lần từ bỏ cơ hội đuổi giết cường địch chính là vì thời khắc này đây chính là ý đồ của Triệu Phong ban đầu. Khô lâu đường chủ nghĩ lại, không khỏi bội phục tầm mắt quan sát đại cục của Triệu Phong. Lúc trước tranh phong, Triệu Phong không để ý đến thắng bại nhất thời, nhiều lần từ bỏ cơ hội đuổi giết cường địch. Cho đến lúc này, đại cục của Triệu Phong rốt cuộc đã định, ngăn chặn được ba đại tông phái dùng không huyệt vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, ba đại tông phái muốn đem ngươi tiến vào, xác suất thành công càng nhỏ, thậm chí càng về sau càng không có hy vọng trong không gian chỉ còn lại những người này cho dù lữ thiên nhất có khôi phục thương thế thì cũng không đáng lo bọn hắn không có bất kỳ hậu viện nào chúng ta có thể yên tâm đóng cửa đánh chó rồi trên mặt triệu phong lộ vẻ vui mừng đến lúc này đấu trí đấu lực giữa hắn và ba đại tông phái có thể nói đã đến khâu cuối cùng thắng bại đã không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa vương giả đại nhân lần thứ ba mở ra không huyệt thông đạo đã thất bại rồi ngân không tông sư có vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi nhưng trên mặt hắn cũng không hề lộ vẻ ngoài dự liệu chút nào lần thứ ba mở ra không việt thông đạo xác suất rất nhỏ độ khó rất lớn kết cục thất bại đã nằm trong dự đoán của hắn nhất thời trên đỉnh sơn phong kỉnh thiên cường giả thuộc ba đại tổng phái đều lâm vào tĩnh mịch trong giây lát ba đại vương giả hư thần cảnh ba luồng áp lực to lớn mênh mông trấn áp cả một mảnh thiên địa một vài tôn giả đang nguyên cảnh ở đây cũng không dám hó hé một tiếng Ngân không tông sư, chẳng lẽ một chút hy vọng cũng không có. Thánh Nguyệt Tiên Cô mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc đầy áp lực. Chỉ cần tàn linh tử thánh không tiêu vong, trong hai ba năm nữa, hy vọng rất xa vời. Đương nhiên, lần này không huyệt truyền tống, còn có thể miễn cưỡng vận chuyển vào một người. Nhưng xác suất thất bại tử vong cũng vượt quá 99%. Ngân không tông sư trầm ngâm nói, tỷ lệ tử vong, vượt quá 99% tất cả mọi người ở đây đều không khỏi lắc đầu ngán ngẩm có biện pháp nào giảm xác suất thất bại xuống không thánh nguyệt tiên cô không từ bỏ cho dù chỉ còn một tia cơ hội có thể vận chuyển được một người thì vẫn còn cơ hội lật ngược thế cục nàng không thể để đám người lữ thiên nhất diệp yên vũ bỏ mình trong không gian di tích được trừ phi là người có thiên phú không gian tinh thông chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy sẽ có sáu bảy thành nắm chắc xuyên qua được kẽ hở không ổn định đó mà tiến vào di tích tử thánh Ngân không tông sư cười nhạt một tiếng. Thiên phú không gian tinh thông. Những người trên sơn phong kình thiên. Đều nhìn xung quanh. Xem xem có nhân tuyển nào thích hợp hay không. Vụt, rất nhanh. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người. Ngân không tông sư. Ba đại vương giả hư thần cảnh. Hai mắt tỏa sáng. Ngân không tông sư có huyết mạch đồng tử hệ không gian. Còn là một trong bốn đại trận pháp tông sư của quần đảo vực thiên lô. Bản thân cũng là một tôn giả, không người nào hoài nghi tạo nghệ và thực lực của Ngân Không tông sư. Dưới ánh mắt soi mói của đám đông, Ngân Không tông sư vẫn bình thản ung dung, không hề biến sắc trước sóng to gió lớn. "Ngân Không tông sư, ngươi có thể điều kiện gì, có thể đưa ra?" Thánh Nguyệt tiên cô nói như có thâm ý, "Ta chỉ có một yêu cầu, đó là sau khi mọi chuyện thành công, quyền xử trí Triệu Phong sẽ thuộc về ta." Ba ngày sau, trong di tích Tử Thánh, Triệu Phong khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt, nhận được một tin tức bất lợi lữ thiên nhất đã thức tỉnh rồi triệu phong khẽ lẩm bẩm mái tóc lam trên đầu nhảy múa theo gió trước đó trong lòng hắn đã có chuẩn bị sau khi thủy vận trường lão trị liệu lữ thiên nhất rất có khả năng sẽ thức tỉnh chẳng qua không ngờ lữ thiên nhất lại nhanh thức tỉnh như vậy sức chiến đấu của lữ thiên nhất cường đại thủy vận trường lão lại am hiểu phòng ngự trị liệu hậu cần nếu hai người này liên thủ phối hợp cho dù đám người Triệu Phong chiếm ưu thế địa lý trong di tích tử thánh thì cũng hết sức kiên kỵ. Vụt, Triệu Phong thi triển Khóa Không Chi Mâu, rất nhanh đã tìm đến một sơn động. Nhìn thấy Lữ Thiên Nhất sau khi trải qua đợt trị liệu của Thủy Vận Trưởng lão đã thức tỉnh lại, dường như có cảm ứng, ngọc thủ của Thủy Vận Trưởng lão vung lên, một tầng thủy quang u lam bao phủ khắp bốn phía. Triệu Phong quan sát, lúc này Lữ Thiên Nhất vẫn đang cực độ suy yếu, không còn bao nhiêu chiến lực ý thức tâm thần quay trở về hạp cốc thần bí. Triệu Phong nhíu mày, nói, năng lực phòng ngự và khôi phục sức khỏe của thủy vận trường lão này, thật quá mạnh mẽ, muốn phá được cửa ải này, quả thực không dễ. Huống hồ còn có Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi liên thủ, chiến lược sánh ngang tôn giả. Ba đại tông Pháp, lựa chọn thủy vận trưởng lão là người lĩnh quân của tiểu đội đầu tiên, vốn nhằm mục đích đứng vững chân trong không gian di tích. Sự thật đã chứng minh, thủy vận trưởng lão đã phát huy tác dụng vượt qua thường nhân. Nếu đổi lại là tôn giả khác, e rằng sớm đã bị triệu phong và khô lâu đường chủ chơi chết nhiều lần rồi. đúng vậy. nếu như lữ thiên nhất khôi phục chiến lược đỉnh phong, như vậy quả thực có chút phiền toái. trừ phi kế hoạch bách thi có thể hoàn tất trọn vẹn, khô lâu đường chủ cũng tham dự thương nghị. kế hoạch bách thi trước mắt chỉ mới hoàn thành được một nửa. dưới sự chủ trì của khô lâu đường chủ, trong số tiểu đan nguyên cảnh, có lẽ khó gặp được đối thủ. ít nhất Tôn giả trình độ cỡ thủy vận trưởng lão cũng không có vấn đề quá lớn. Muốn hoàn thành kế hoạch bách thi ít nhất còn mất hai ba tháng nữa. Triệu Phong lắc đầu phủ nhận. Một khi kế hoạch bách thi hoàn thành, vấy giết tôn giả rất dễ. Nhưng quá trình này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Biện pháp chỉ có một, đó là muốn tăng cường chiến lực trong thời gian ngắn nhất định phải dựa vào ngoại lực. Ánh mắt triệu phong lóe lên. Ngoại lực? Tàn linh tử thánh đang thảo luận, không khỏi tỉnh ngộ. Ngoại lực gì? Khô lâu đường chủ nhất thời không kịp phản ứng. Nửa ngày sau, tại trung tâm hạp cốc thần bí. Ô, ô, ông. Trong một tầng xương mù màu tím mộng ảo kỳ dị. Tử thánh bảo điện. Từ trên trời hàng lâm. Vụt, thân hình triệu phong nhoáng lên một cái. Tiến vào tử thánh bảo điện. Tại tầng thứ ba của bảo điện. Tử thánh tiền bối. Hắn có thích hợp sử dụng thần binh địa cấp không? Triệu phong duỗi tay chỉ khô lâu đường chủ ở bên cạnh. Thần binh địa cấp. Ta, Khô lâu đường chủ trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy có chút hoang đường, không kịp phản ứng từ trong cảm xúc kinh hỉ đột ngột này. Có ba kiện thần binh địa cấp bình thường, để hắn tới chọn một kiện thử xem. Tàn linh tử thánh nhẹ nhàng vung tay lên, thoáng chốc, ba đoàn ánh sáng âm u, phiêu phù trước mặt mọi người, phân biệt là ba kiện thần binh địa cấp. Ý của các ngươi là, ta có thể chọn một kiện thần binh địa cấp. Khô lâu đường chủ không thể nào áp chế được nội tâm hưng phấn. Thần binh địa cấp, chính là vũ khí cấm kỵ, có uy năng hủy thiên diệt địa tại Thanh Hoa vực. Trong di tích tử thánh, Khô Lâu Đường chủ nhiều lần bị áp chế, không chiếm được tiện nghi. Một trong những nguyên nhân chính, đó là không có thần binh địa cấp. Nếu như có được một kiện thần binh địa cấp, tin rằng chiến lực của Khô Lâu Đường chủ có thể tăng mạnh. Một lát sau, Khô Lâu Đường chủ đứng trước ba kiện thần binh địa cấp, liền chọn ra một kiện, đó là một cái gai xương ám ngân, chập chờn sát khí tử hắc dài chừng ba xích, trên thân hiện động một tầng ánh sáng u hàn. Kinh triệt tâm hồn, cửu sát âm cốt thứ, thần binh địa cấp, thích hợp đối với âm quỷ luyện cốt đạo. Gai xương này có thể dung nhập vào trong cốt cách, tăng cường lực lượng và phòng ngự của cốt cách. Lúc công kích, ẩn chứa sát khí rất mạnh, trung kích tâm thần, uy lực kinh người. Gai xương này, càng chém giết nhiều sinh linh, thì ẩn chứa sát khí càng mạnh. tam linh tử thánh đem đặc tính của kiện thần binh này, nói rõ một lượt, sau khi khô lâu đường chủ đạt được cửu sát âm cốt thứ liền yêu thích không nỡ rời tay thần binh địa cấp này quả thực rất thích hợp với hắn nửa canh giờ sau chỉ thấy cửu sát âm cốt thứ dung hợp vào trong khung xương kim ngân của khô lâu đường chủ bộ khung xương của khô lâu đường chủ phát ra màu sắc càng thêm u ám khí tức cường thịnh gần gấp đôi lúc trước ha 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 không hổ là thần binh địa cấp có thể dung nhập vào trong cốt cách thân thể Bình thường cho dù không xuất ra thì chiến lực cũng đại tăng rồi. Khô lâu đường chủ không khỏi cười lớn, mừng rỡ như điên. Hắn tu luyện trăm năm, cũng không bằng tăng phúc thực lực do thần binh địa cấp này mang đến. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Đối với tôn giả đan nguyên cảnh mà nói, có được một kiện thần binh địa cấp, quả thật có thể tăng cường mạnh mẽ thực lực. Ba ngày sau, khô lâu đường chủ cơ bản đã thăm dò được phương pháp sử dụng. Cửu sát âm cốt thứ. Cửu sát âm cốt thứ này vốn vô cùng thích hợp với hắn gần như là vì hắn mà chế tác, không cần quá nhiều thời gian luyện tập. Xuất phát, không thể để Lữ Thiên Nhất khô phục chiến lực được. Triệu Phong cũng không chờ đợi nữa. Ngay trong ngày hôm đó, Triệu Phong và Khô Lâu Đường Chủ đã tìm được vị trí tĩnh dưỡng trị thương của đám người thủy vận trưởng lão. Trước khi chiến đấu, Triệu Phong thông qua thần linh nhãn điều khiển những đàn yêu thú phụ cận, tiến hành bao vây và phát động điên cuồng đối với vị trí của đám người thủy vận trưởng lão. Ẩm ẩm, sơn động chỗ mấy người thủy vận trưởng lão trú ngụ rất nhanh bị đám đông yêu thú chôn vùi hủy diệt. Quỷ thi chớ chú đại trận, Triệu Phong huy động trận kỳ, một trận sương khói u ám quần cuộn dâng trào, bao phủ phương viên một dặm. Lần này, Triệu Phong tự mình chủ trì quỷ thi chớ chú đại trận, mà thời cơ phát động lại vô cùng xảo diệu. Đám người thủy vận trưởng lão vừa mới đánh chết một lượng lớn yêu thú, lại bị ném vào trong quỷ thi chớ chú đại trận của Triệu Phong. Vi diệu chính là rất nhiều đàn yêu thú bị tử vong đều bị quỷ thi chớ chú đại trận của hắn hấp thu tinh huyết hồn phách, uy lực tăng mạnh. Drow, 50 bộ quỷ thi chớ chú, phát ra tử âm chi khí và oán lực nguyền rủa, tạo thành một luồng lực lượng kinh khủng, đủ để lập tức biến một nửa bước tôn giả thành vũng máu. Bích Thiên Thủy Giới, Thủy vận trưởng lão xuất ra tàn binh địa cấp, Bích Thủy Vẫn Châu, một tầng thủy quang ngợn sóng, phát ra ánh sáng bích lục bảo hộ, tạo thành một lớp phòng ngự cường đại. Chẳng qua, lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận hiện nay không giống ngày xưa, cho nên một phần oán lực nguyền rùa vẫn xâm nhập vào. Trong bích thiên thủy giới, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi đều khẽ hô một tiếng, các nàng có tàn binh địa cấp, nhất thời nửa khắc vẫn có thể ngăn cản, nhưng Lữ Thiên nhất thương thế chưa lành, hết sức yếu ớt, bị oán lực nguyền rùa này xâm nhập, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần binh địa cấp, cửu sát âm cốt thứ. Khô lâu đường chủ mượn uy lực đại thế của quỷ thi chớ chú đại trận, một tay vung lên, chỉ thấy một sợi gai xương cực lớn, dài hơn 10 trượng, sát quang tử hắc lượn lờ, giống như gai xương tử vong phát ra từ địa ngục, hung hăng đâm vào bích thiên thủy giới. Phúc, bích thiên thủy giới kịch liệt run rẩy, xuất hiện một vết rách, ô, ô, ông, chỉ trong thoáng chốc, hai luồng lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận và cửu sát âm cốt thứ đã tràn vào, thứ trước không ngừng xâm nhập thân thể, ăn mòn tinh phách sinh linh, thứ sau lại có lực công kích rất mạnh tử sát âm khí đáng sợ có thể hủy diệt mọi sinh cơ, quét bay linh hồn. Chỉ mấy nhịp hô hấp, Bích Thiên Thủy giới đã ảm đạm gần nửa, ngoại trừ thủy vận trưởng lão gia, những người khác đều chịu quá nửa thương tổn. Ha ha, có thần binh địa cấp phụ trợ, hiệu quả thật không tệ. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, mặc dù hắn có băng hoàng thương, nhưng tu vi còn chưa đến cấp bậc tôn giả, không thể nào liên tục sử dụng. Ngược lại, Khô Lâu đường chủ phát động thần binh địa cấp, cửu sát âm cốt thứ kết hợp với quỷ thi chớ chú đại trận, cả hai đều hỗ trợ phối hợp lẫn nhau. Ngoài ra, 50 bộ quỷ thi chớ chú hấp thu một lượng lớn tinh huyết hồn phách yêu thú, uy lực phát ra cực kỳ khả quan. Phốc phốc, một chuỗi hư ảnh gai xương chấn động, phát ra sát khí tử hắc, không ngừng quấy rối, bích thiên thủy giới, mỗi lần gai xương chọc xuống, đều có thể xuyên phá một lỗ thủng. Thủy vận trưởng lão gắt gao chống đỡ, ba người lữ thiên nhất cũng vô cùng chật vật. Khô Lâu Đường chủ mấy lần muốn xung phong sông vào Bích Thiên Thủy giới, đều bị Triệu Phong ngăn cản. Đây là vì Triệu Phong tùy thời tùy khắc đều phòng ngừa mấy người sẽ dụng át chủ bài cường đại như Hư Thần thủ hộ. Hai người đặt mình trong quỷ thi chớ chú đại trận, có được một tấm bình chướng phòng hộ rất mạnh, cho dù gặp phải loại lực lượng như Hư Thần thủ hộ, cũng có thể ngăn cản vài phần, tự bảo vệ mình. Triệu Phong này, không ngờ lại cẩn thận trầm ổn như vậy. Thủy vận trưởng lão âm thầm cắn răng, nàng còn một vài bí thuật cường đại, uy lực cũng không kém hư thần thủ hộ bao nhiêu. Trang Quán Nhi cũng còn một cái hư thần thủ hộ, vẫn chưa sử dụng. Về phân diệp yên vũ, lần này nàng đã không còn hư thần thủ hộ làm thủ đoạn trốn chạy nữa. Chẳng qua, hai người triệu phong mặc dù chiếm ưu thế lớn, nhưng vẫn thông qua quỷ thi chớ chú đại trận, một mức áp bách, hết sức cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, thân thể và trạng thái của mấy người thủy vận trưởng lão, càng ngày càng yếu, thương thế của thủy vận trưởng lão cơ bản đã khép miệng, nhưng những ngày này, một mực bị triệu phong quấy rối, lại phải chữa thương cho đám người Lữ Thiên Nhất, nguyên khí chỉ mới khôi phục được 6 bảy phần, Lữ Thiên Nhất hết sức yếu ớt, chỉ có ba thành chiến lực, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này bị lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận và cửu sát âm cốt thứ không ngừng ăn mòn và công kích, trạng thái lại suy yếu trầm trọng, rốt cuộc, nửa canh giờ sau, bốn người thủy vận trưởng lão đã bắt đầu chạy trốn, đuổi. Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ bám sát không buông, trong quá trình truy kích, Triệu Phong vẫn khống chế đám yêu thú phụ cận, quấy nhiễu Thủy Vận trưởng lão chạy trốn. Hai canh giờ sau, Triệu Phong đã thành công dồn bốn người Thủy Vận trưởng lão vào tuyệt cảnh. Phía trước là một đoàn sương mù tím nhạt mông lung không rõ, đây chính là ranh giới cuối cùng của di tích tử thánh, muốn trốn cũng không thể trốn nữa rồi. Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ nhìn nhau cười, hai người chiếm ưu thế tuyệt đối chẳng qua vì bận tâm át chủ bài cường đại của đám người thủy vận trưởng lão, cho nên cũng không cường công, chỉ không ngừng mài mòn tiêu hao nguyên khí của bốn người, không còn viện binh nữa, e rằng chúng ta sẽ triệt để táng thân trong di tích tử thánh rồi. Trên mặt trang Quán Nhi tràn ngập sầu lo, cho dù nàng có hư thần thủ hộ, nhưng loại át chủ bài bảo vệ tính mạng này là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần. Còn nữa, hư thần thủ hộ chỉ có lực lượng đủ đánh chết hoặc đánh trọng thương tôn giả đang nguyên cảnh hai người triệu phong hết sức cẩn thận, đặt bản thân trong quỷ thi chớ chú đại trận, muốn, nhất kích tất sát, đối với hai người, quả thật vô cùng khó khăn. Triệu phong, ba đại tông phái đang thử mở không huyệt thông đạo, chẳng qua lại thất bại rồi, thanh âm của tàn linh tử thánh truyền đến, triệu phong nghe vậy, khẽ thở phào một hơi, không ổn, có một cường giả thiên phú tinh thông không gian, thông qua kẽ hở của không huyệt, tiến nhập di tích tử thánh. Thanh âm rồn rập bỗng nhiên chuyển đến. Vụt, cùng lúc đó, một thanh niên, mắt bạc, khuôn mặt tuấn tú, xuất hiện tại trung tâm hạp cốc thần bí. Phía sau hắn, có một đạo vết dạn trong suốt nhỏ nhỏ, vừa lóe lên đã biến mất. Theo lý thuyết, không huyệt có kẽ hở nhỏ như vậy, không thể nào dung nạp được cường giả nhân loại xuyên qua. Nhưng thanh niên mắt bạc thần bí này, lại phá vỡ lẽ thường, hạp cốc thần bí. Thanh niên mắt bạc có khuôn mặt tuấn tú này, tư thái lạnh nhạt thong dong, từ trong không huyệt thông đạo xuất hiện thành công rồi. Không hổ là trận pháp tông sư, nghe nói huyết mạch đồng tử của ngân không tông sư, có một ít quan hệ sâu xa với thời không thần mâu, trong bát đại thần mâu, tại ngoại giới, trên đỉnh Sơn Phong. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, thanh niên mắt bạc có gương mặt tuấn tu này, chính là ngân không tông sư, chủ trì không liệt trận ở ngoại giới, vì ổn định không huyệt thông đạo, tiêu hao mất một nửa lực lượng huyết mạch, chẳng qua, chỗ lực lượng còn lại dùng để thu thập tràng diện thì vẫn dư xài, ngân không tông sư khẽ lầm bẩm. Cùng lúc đó, vụt, một di thiên chi mâu màu lam lấp lánh trong suốt, xuất hiện trên không trung của hạp cốc thần bí, vừa vặn ngay trên đỉnh đầu của ngân không tông sư. Ha ha ha, thú vị, ngoài truyền thừa của bát tại thần mô gia, không ngờ còn có huyết mạch đồng tử cường đại đặc thù bực này, có thể nói, tồn tại của nó đặt song song cùng với không gian. Ngân không tông sư nhìn về phía di thiên chi mâu, lộ ra một tia hứng thú từ trên cao nhìn xuống tâm thần ý thức của triệu phong mơ hồ có một tia bất an cho đến nay đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp địch nhân có sự lý giải và thấu hiểu đối với hình thức tồn tại của di thiên chi mâu người chính là triệu phong sao ngân không tông sư tựa cười mà không phải cười chỉ đánh giá di thiên chi mâu cũng không công kích có lẽ hắn biết rằng cho dù có công kích di thiên chi mâu thì cũng chỉ phí công hoặc có lẽ là còn có dụng ý khác Triệu Phong cũng không trả lời hắn. Ầm, mặt đất bên dưới chấn động mãnh liệt, truyền đến tiếng núi sập đất nứt. Một luồng khí tức thượng cổ đập thẳng vào mặt. Ngay sau đó, một luồng hấp lực khổng lồ nặng tạ Thái Sơn từ khao sâu bên dưới lòng đất truyền đến. Phành, chỉ thấy bên dưới có một sơn thạch cự nhân, cao đến 10 trượng, đánh ra một quyền về phía Ngân Không Tông sư. Ồ, thân hình Ngân Không Tông sư trầm xuống, dưới luồng trọng lực kinh khủng này tập kích, lại bị đánh lén cấp độ tiểu đan nguyên cảnh tuyệt đối khó trốn thoát thế nhưng một màn quỷ dị chợt xuất hiện thân hình của ngân không tông sư đột nhiên có cảm giác trồng điệp trong hư không nếu như không gian là một bức họa vậy thì một nửa thân hình của ngân không tông sư giống như đứng trong một bức họa khác xung quanh chợt lóe lên một tầng ngân quang một quyền của sơn thạch cự nhân đánh hụt vào khoảng không vụt thân ảnh của ngân không tông sư giống như làm ảo thuật chợt xuất hiện sau lưng sơn thạch cự nhân toàn bộ quá trình gần như không hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào đây là thiên phú không gian sao triệu phong điều khiển sơn thạch cự nhân không khỏi khẽ giật mình thân pháp ngân không tông sư di chuyển hiển nhiên đã vận dụng nguyên lý và thiên phú không gian trong đó ngay cả thần linh nhãn của triệu phong cũng chỉ có thể nhìn ra một vài manh mối hơn nữa cho dù triệu phong có thể nhìn thấu nguyên lý thì cũng rất khó phục chế được loại bí thuật thân pháp này bởi vì Triệu Phong không có lực lượng thiên phú không gian như vậy, chính bởi vì đặc tính lực lượng này, cho nên Ngân Không tông sư mới có thể phá vỡ lẽ thường, tiến vào di tích tử thánh. Hư không sóng nhận, trong đôi mắt bạc của Ngân Không tông sư chợt nổi lên một tia ánh sáng không minh tĩnh mịch, một tay từ từ vung lên. Khoảnh khắc tiếp theo, trong hư không chợt nổi lên một tầng gợn sóng hình dáng hư nhận ngân sắc nhàn nhạt, nhạt vô thanh vô tức, thẩm thấu phương viên mấy trượng, vừa vặn bao phủ sơn thạch cự nhân, vụt nhận nhàn nhạt này bao phủ thân thể khổng lồ của sơn thạch cự nhân khiến nó phát ra từng trận tiếng gào thách thảm thiết phốc 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 trên thân thể tinh nham của sơn thạch cự nhân thượng cổ bắn ra một đám đá vụn một tầng tinh nham bị nghiền nát chỉ trong một hai nhịp hô hấp thân thể sơn thạch cự nhân bong ra từng khối tinh nham bên trên lưu lại hàng trăm vết nứt có một số vết nứt thậm chí xuyên thấu toàn thân công kích thật quỷ dị triệu phong cảm thấy hoảng sợ Mắt thường chỉ thấy giống như có vô số hư tuyến ngân sắc nhàn nhạt, nhạt vần quanh, thẩm thấu vào thân thể Sơn Thạch Cự Nhân. Phòng ngự mạnh mẽ của Sơn Thạch Cự Nhân có thể miễn dịch công kích của Tôn Giả, lại không hề có chút sức phản kháng nào trước công kích của Ngân Không Tông Sư. Mấy nhịp hô hấp sau, ầm, thân thể cường đại của Sơn Thạch Cự Nhân đã hóa thành hơn 10 khối, mảnh đá bay tán loạn, rơi xuống mặt đất. Hít, tại ngoại giới, trên đỉnh sơn Phong Kình Thiên, cường giả của ba đại tông phái đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của ngân không tông sư này, thật là kinh khủng. Sơn thạch cự nhân kia, chính là chủng tộc thượng cổ. Lực lượng phòng ngữ ngạo thị cấp độ đan nguyên cảnh, cho dù là tôn chủ đại đan nguyên cảnh, cũng không cách nào dễ dàng đánh chết nó như vậy. Một vài tôn giả đan nguyên cảnh của ba đại tông phái, đều trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, biểu hiện cường đại cu a ngân không tông sư, đã khiến trên mặt ba đại vương giả hư thần cảnh, lộ ra một tia mừng rỡ thực lực thật đáng sợ, gần như miều sát sơn thạch cự nhân. Loại thủ đoạn công kích như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua những loại phòng ngự bình thường. Trong lòng Triệu Phong chấn động, Thủy Vận Trường Lão và Lữ Thiên Nhất dẫn đầu hai tiểu đội ngũ của ba đại tông phái trước đó, không thể nói không mạnh, thậm chí thức lực của bọn họ còn hơn cả tôn giả bình thường. Thế nhưng, nếu so sánh ngân không tông sư với hai đại tôn giả này, chẳng khác gì. Tiểu vu gặp đại vu, sau khi giết chết sơn thạch cự nhân, Ngân không tông sư phủi tay một cái, cũng không dừng lại, lập tức rời khỏi hạp cốc thần bí. Vụt vụt, trong hư không, lưu lại từng đạo thân ảnh ngân sắc trồng điệp lên nhau của ngân không tông sư. Mỗi lúc hắn cất bước, ít nhất đều di chuyển hơn một dặm, dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi, tử diệt thanh mô phong trảm, di thiên chi mâu trong tầng mây, lóe lên một tia khí tức tín nhạt lấp lánh. Phốc phốc, một đạo hư nhận mờ nhạt cực lớn, xung quanh là khí tức tử diệt phong lôi chập chờn lôi đình như thiểm điện chém chúng ngân không tông sư vụt tại chỗ chỉ lưu lại một đạo hư văn màu bạc thân ảnh của ngân không tông sư đã xuất hiện cách ngoài hai dặm toàn bộ quá trình ngân không tông sư đều không nhìn về phía di thiên chi mâu trên đỉnh đầu dáng vẻ như không hề đếm xỉa nhẹ nhàng tránh thoát công kích thoát rồi trong lòng triệu phong trầm xuống tuy nhiên tình huống này vẫn nằm trong dự liệu bởi vì huyết mạch đồng tử của hắn không thể nào tập trung khóa chặt ngân không tông sư được Đương nhiên, Triệu Phong cũng không biết rằng, Ngân không tông sư có thiên phú không gian, lại là trận pháp tông sư, tinh thông nguyên lý không gian, tại cấp độ đan nguyên cảnh, e rằng không ai có thể tập trung khóa chặt Ngân không tông sư được. Vụt vụt, Ngân không tông sư di chuyển, dần dần tiếp cận Triệu Phong và khô lâu đường chủ, biên giới di tích tử thánh, lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận, toàn diện áp chế bốn người thủy vận trưởng lão, phối hợp với thần binh, cử sát âm cốt thứ một phần lực lượng đã thẩm thấu vào cơ thể. Ồ, dường như có viện binh. Trong tay thủy vận trưởng lão xuất hiện một cái lệnh bài đặc thù. Chợt sinh ra cảm ứng. Vụt vụt, trong hư không xa xa. Ngân không tông sư đứng chắp tay. Thân ảnh của hắn dần dần tiếp cận. Khô lâu đường chủ. Bên này giao lại cho ngươi. Đối thủ được vận chuyển vào lần này. E rằng đã vượt qua cực hạn mà chúng ta có thể ứng phó rồi. Triệu phong giao lại toàn bộ quỷ thi chớ chú đại trận cho khô lâu đường chủ có lẽ có thể áp chế bọn hắn được một lúc khô lâu đường chủ hoàn toàn tiếp nhận quỷ thi chớ trú đại trận huy động hắc kỳ đồng thời hắn cũng đem cửu sát âm cốt thứ tạm thời dung nhập vào trong cơ thể dưới trạng thái cửu sát âm cốt thứ dung nhập vào thân thể mặc dù lực công kích không được tăng phúc bằng ly thể công kích nhưng vẫn có thể cường hóa được lực lượng và phòng ngự là ngân không tông sư diệp yên vũ dù cách từ xa vẫn thấy rõ một thanh niên mắt bạc gương mắt tuấn tú tu tiến đến không ngờ Ngân Không tông sư lại tự mình tiến vào di tích tử thánh. Xem ra đại cục đã định rồi. Trên ngọc nhan của Thủy Vận trưởng lão chợt hiện ra dáng vẻ tươi cười. Mấy người ở đây đều thở phào một hơi. Dù sao thì Ngân Không tông sư cũng là một trong bốn đại trận pháp tông sư của quần đảo vực thiên lô, bản thân còn là tôn giả, có thiên phú không gian vô cùng hiếm thấy. Theo Thủy Vận trưởng lão được biết, trong bốn đại trận pháp tông sư, bất luận là chiến lực của người nào cũng đều vượt xa tôn giả bình thường. Thậm chí có một vị trận pháp tông sư, bản thân còn là vương giả hư thần cảnh, vụt, ngân không tông sư di chuyển nhẹ nhàng, rất nhanh đã tới chiến trường mà song phương đang giao đấu. Giờ phút này, một mình khô lâu đường chủ, miễn cưỡng áp chế mấy người thủy vận trưởng lão, còn triệu phong, đặt mình trong quỷ thi chớ chú đại trận, mái tóc lam bay phất phới, thần linh nhãn co rút lại, không ngừng quan sát ngân không tông sư, ngân không tông sư, nhanh đến cứu chúng ta. Trang Quán Nhi hô lên một tiếng, lực lượng của quỷ thi chớ chú, đang không ngừng nuốt chửng tinh huyết hồn phách bọn họ, khiến bọn họ nhanh chóng suy yếu. Triệu Phong, trên mặt ngân không tông sư hiện vẻ mừng rỡ, đánh giá Triệu Phong, xác diện Triệu Phong có vài phần cổ quái, cảm giác ngân không tông sư này dường như rất quen thuộc hắn. Thoạt nhìn, ngân không tông sư rất hỏa khí, không hề có ý định ra tay với Triệu Phong, các hạ có gì chỉ giáo. Triệu Phong mặt không biểu tình, đầu hàng đi, ở trước mặt ta, người không hề có bất kỳ cơ hội nào. Ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với mắt trái của người. Nếu như người ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Ngân Không Tông sư dù bận vẫn ung dung mà nói, đầu hàng. Nếu như hai chữ này do tôn giả bình thường nói ra, Triệu Phong sẽ cảm thấy nực cười. Nhưng hiện tại, thần sắc của hắn rất nghiêm trọng, bày sẵn trận địa đón địch. Ngân Không Tông sư này quả thật rất tự tin rất thẳng thắn triệu phong thầm nghĩ mục đích của ngân không tông sư đã quá rõ ràng rồi hắn muốn mắt trái của triệu phong tuyệt đối không có khả năng triệu phong dưới áp lực lớn lao ý chí vẫn kiên cường tỉnh táo không hề có một tia dao động nào hiện nay thần linh nhãn và hắn đã dung hợp thành một thể trở thành bộ phận không thể tách rời rồi bất kể ngươi có đáp ứng hay không đều chỉ có một kết quả ngân không tông sư lắc đầu cười vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhã ánh mắt dừng lại trên người khô lâu đường chủ. Nói, ừm, trước hết giết ngươi vậy. Ngân không hư nhận, ngân không tông sư phất tay một cái. Một đạo phong mang hư vô màu bạc, lướt qua hư không. Rắc rắc rắc, khô lâu đường chủ gần như không có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào thì ngân không hư nhận đã chạm lên tầng cốt cách bên ngoài thân thể hắn. Không tốt, triệu phòng một mực phòng bị ngân không tông sư. Không ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay với khô lâu đường chủ. Có thể thấy, Ngân không tông sư giết khô lâu đường chủ, chính là muốn đánh tan trợ lực cường đại của Triệu Phong, giải vây cho đám người thủy vận trưởng lão. Ngoài ra, Ngân không tông sư muốn đạt thành mục đích, tốt nhất là phải bắt sống Triệu Phong. Không, khô lâu đường chủ cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng, cốt cách cứng rắn của mình, gần như không có bao nhiêu hiệu quả phòng ngự đối với Ngân không hư nhận kia. Ô, ô, ông, hắn cố gắng thúc giục chân linh nguyên trong cơ thể, khung xương toàn thân nổi lên một tầng diễm khí ô quang. Dù vậy, cũng chỉ mới hóa giải được không đến một phần tư lực lượng của ngân không hư nhận. Âm cốt phụ thể. Khô lâu đường chủ quát lớn một tiếng. Dung nhập. Cửu sát âm cốt thứ. Vào trong cơ thể. Bỗng nhiên thân hình dung lên một cái. Xương cốt toàn thân bỗng nhiên cường hóa cao độ. Mở ra một tầng sát quang tử hắc. Cuối cùng. Dốc hết mọi thủ đoạn. Bí thuật bảo vệ tính mạng. Thậm chí phát động thần binh địa cấp hộ thể. Khô lâu đường chủ mới chật vật bảo trụ được một mạng. Rắc rắc thế nhưng bộ xương của hắn vẫn bị chém đứt một đoạn ở cánh tay. Không nhịn được hét thảm một tiếng. Ha ha, tiếng cười vui vẻ của Ngân Không Tông Sư truyền đến. Ngân Không hư nhận. Đạo phong mang hư vô nhàn nhạt thứ hai. Từ phía xua, bỗng nhiên chém về phía đầu lâu của khô lâu đường chủ. Xong rồi, khô lâu đường chủ đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Khó thoát khỏi một kiếp này. Mơ tưởng, triệu phong hừ lạnh một tiếng. Trong mắt trái phóng ra khí tức đồng lực cường đại tuyệt đối không thể để khô lâu đường chủ chết. Nếu không, Triệu Phong sẽ gặp phải cục diện không thể tưởng tượng nổi. Hư không chuyển vật, một tầng gợn sóng đồng lực trong suốt, hình dáng vòng xoáy, xuất hiện chính giữa mi tâm, tập trung vào đạo, ngân không hư nhân di kia. Trong khoảnh khắc đó, không gian đột nhiên sinh ra vạn vẹo, có ảo giác như bị gấp khúc. Trong khoảnh khắc khô lâu đường chủ cây cận sinh tử, Triệu Phong đã phát động, hư không chuyển vật, khoảnh khắc đạo ngân không hư nhận kia sắp chém chúng khô lâu đường chủ đột nhiên bị một tầng gợn sóng đồng lực trong suốt có hình dáng như vòng xoáy hấp thu nuốt chửng vụt phong mang hư vô dùng mắt thường có thể thấy được nó đột nhiên tiêu thất trong hư không trong bích thiên thủy giới bốn người thủy vận trưởng lão đều mở trừng trừng mắt một kích đủ cướp đi tính mạng của khô lâu đường chủ không ngờ lại bị triệu phong hóa giải biến mất ngay tại chỗ phù khô lâu đường chủ thở phào một hơi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may là Triệu Phong ra tay cứu viện, bằng không, cho dù hắn có thần binh địa cấp hộ thể thì cũng khó thoát được một kiếp vừa rồi. Đồng thời, hắn không khỏi nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, thần sắc phức tạp vô cùng. Giờ khắc này, Triệu Phong quả thật không thể để mất khô lâu đường chủ. Bởi dù sao thì khô lâu đường chủ cũng dựa vào sức một mình, mà chống lại bốn người thủy vận trưởng lão, Lữ Thiên Nhất, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi. Nếu như Triệu Phong chết, e rằng ta ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Khô lâu đường chủ vực dậy tinh thần, không dám hai lòng. Cùng lúc đó, trên sân phát sinh dị biến. Chính ngay trong khoảnh khắc khô lâu đường chủ tránh được một kiếp, thật kỳ quái, không có lực lượng không gian, lại có thể vận dụng loại dịch chuyển không gian. Năng lực truyền tống như vật này thật cao thâm, ngân không tông sư nhíu mày. Đúng lúc này, nội tâm hắn chợt máy động, một luồng cảm giác nguy hiểm xông tới ngân không tông sư thậm chí còn cảm giác được một tia khí tức không gian đến từ thái cổ hư không chuyển vật một tầng gợn sóng đồng lực trong suốt có hình dáng lóc xoáy ở vị trí trung tâm xuất hiện ngay trước người ngân không tông sư phốc phốc đạo ngân không hư nhận vốn đã biến mất bỗng nhiên lại hiện ra dư uy không tan hung hăng chém chúng ngân không tông sư a à, ngân không tông sư hét thảm một tiếng huyết quang trên người bắn tung tóe từ không trung rơi xuống xảy xảy ra chuyện gì vậy mấy người thủy vận trưởng lão lữ thiên nhất đều hoảng sợ thất sắc căn bản không rõ tình huống như thế nào xôn xao tại ngoại giới trên đỉnh sơn phong trên sân đột nhiên nổi lên một hồi xôn xao hư không nhận vừa mới biến mất tại sao lại hiện ra còn chém chúng người ngân không tông sư nữa đây đây rốt cuộc là bí pháp gì kể cả một vài tôn giả đều lộ ra vẻ mặt tràn đầy kinh hãi ba đại vương giả hư thần cảnh đồng thời thất sắc không thể tin nổi mọi người không khỏi nhớ lại quá trình xảy ra trước đó đầu tiên đạo ngân không hư nhận thứ hai kia chém về phía khô lâu đường chủ trong khoảnh khắc đã dồn đối phương vào chỗ chết nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt triệu phong đột nhiên phát động hư không chuyển vật đạo ngân không hư nhận kia bỗng nhiên bị thu lấy chuẩn xác mà nói chính là đem ngân không hư nhận đó di chuyển đến một không gian khác cũng chính là không gian trong mắt trái của triệu phong sau đó, dị biến đã phát sinh, Ngân Không hư nhận, vừa mới biến mất, lại lần nữa quay về, đánh cho Ngân Không tông sư trở tay không kịp. Lúc đó Ngân Không tông sư còn đang cân nhắc về nguyên lý hư không chuyển vật của Triệu Phong, làm sao có thể ngờ dị biến như vậy lại phát sinh. Cuối cùng, Ngân Không tông sư đã phải trả một cái giá đắt vì chính sự khinh địch của hắn. Bịch, thân hình Ngân Không tông sư rơi thẳng xuống đất, trước người là một đạo vết thương sâu thấy xương, kéo dài từ ngực đến chân một chân đã bị chém lìa khỏi thân thể ngân không tông sư. A, à, ngân không tông sư cố nén đau nhức, trong mắt tràn ngập oán hận và hối hận. Nếu như hắn không khinh địch, bày sẵn trận địa đón địch, dựa vào thiên phú huyết mạch của hắn, lại có khả năng cảm ứng không gian, ít nhất có 50 đến 60% cơ hội tránh thoáng hư không chuyển vật của Triệu Phong. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, hắn đều có một bộ dạng như nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha, các hạ rất vinh hạnh nếm thử uy lực hư không chuyển vật của ta triệu phong khẽ cười một tiếng lúc trước hắn chỉ mới lĩnh ngộ được năng lực hư không nhấp vật chỉ vẻn vẹn có thể thu lấy nhưng về sau triệu phong phát hiện đồ vật trong không gian mắt trái bị thu lấy còn có thể di chuyển ra ngoài vì vậy bí thuật hư không chuyển vật đã bắt đầu thành hình sau hồi đại nạn hắc ngục ma đằng trước khi đám người của tiểu đội thủy vận trường lão vận chuyển đến Triệu Phong đã hoàn thành, hư không chuyển vật. Rồi, tiểu bối, ta quả thực đã xem nhẹ ngươi rồi. Hai mắt ngân không tông sư đỏ bừng, cố nén tức giận và sát cơ vô tận. Không lập tức hạ sát thủ. Thứ nhất, mục đích của hắn chính là bắt giữ Triệu Phong. Thứ hai, trên người ngân không tông sư đã bị thương nặng, còn mất đi một chân. Vụt, ngân không tông sư mang theo một chân tàn phế. Nhoáng lên một cái, tiến nhập vào bên trong bích thiên thủy giới. Ngân không tông sư, Thủy vận trưởng lão vội vàng đỡ lấy hắn, tiến hành trị liệu. Ngân Không tông sư này, quả nhiên là kẻ cơ trí, Triệu Phong mặt không đổi sắc. Kỳ thực, hắn đã cân nhắc đến Tuyệt Kỹ, Ngân Không hư nhận, của Ngân Không tông sư, Ngân Không hư nhận là một loại lực lượng huyết mạch thiên phú không gian, có năng lực dung hòa nhất định của hư không, chính bởi vì thế, phòng ngự bình thường, đối với Ngân Không hư nhận, gần như không có bao nhiêu hiệu quả, cũng khó có thể né tránh chỉ tiếc là triệu phong không có huyết mạch đồng lực không gian cho dù biết rõ nguyên lý cũng không thể nào phục chế được nhưng triệu phong cũng không phải là không có thu hoạch ngân không hư nhận và hư không chuyển vật đều có đặc tính không gian nhất định đó chính là lợi dụng nguyên lý không gian mang đến sự đột ngột huyết mạch đồng tử của tiểu tử này thật sự cổ quái ngay cả công kích không gian cũng có thể thu lấy và chuyển di đi ngân không tông sư khoanh chân ngồi kinh ngạc bất định lúc này thủy vận trưởng lão đang chữa thương cho hắn Nối liền chân gãy, Triệu Phong Sao có thể để cho hắn thực hiện được mưu đồ. Thần binh truyền thừa địa cấp Băng Hoàng Thương, Triệu Phong chậm rãi vươn tay ra, hội tụ lực lượng huyết mạch, thương ảnh băng lam trong tay nhanh chóng ngưng thực, chỉ cần lấy Băng Hoàng Thương ra khỏi bản thể, lai phối hợp với quỷ thi chớ chú đại trận, Triệu Phong có lòng tin có thể phá hủy Bích Thiên Thủy giới. Gián đoạn việc chữa trị của Ngân Không tông sư, Ngân Không giam cầm, trong đôi mắt bạc tĩnh mịch của Ngân Không tông sư bắn ra một luồng đồng lực không gian vô hình tập trung khóa chặt triệu phong ồ thân hình triệu phong bỗng nhiên cứng đơ giống như không gian xung quanh bị giam cầm loại cảm giác này giống như bị hãm vào vùng lẫy khó có thể tự kiềm chế a à, thương ảnh băng lam trong tay hắn nhanh chóng tán loạn đồng thuật không gian thật cao minh trực tiếp giam cầm triệu phong vào một mảnh hư không khô lâu đường chủ không khỏi nghẹn ngào phá cho ta triệu phong cố gắng dãy giụa lại phát hiện ngay cả lời nói cũng trở nên tối nghĩa vạn phần. Tiểu bối, đừng dãy rùa vô ích nữa, ngân không giam cầm của ta, dung hợp với một mảnh hư không. Khả năng giam cầm mạnh mẽ, tất cả sinh linh trong khu vực đó, đều bị giam cầm hạn chế, mất đi năng lực tự do. Ngân không tông sư cười trào phúng, với thức lực của thủy vận trưởng lão, chỉ cần mười nhịp hô hấp, là nàng có thể nối liền cái chân bị tàn phế cho hắn, mặc dù hắn vẫn bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn nhưng ít nhất không cần tác chiến với cái chân tàn phế thế nhưng sinh linh bên trong khu vực này đều bị giam cầm hạn chế mất đi năng lực tự do ngân không tông sư vừa dứt lời mèo mèo một con tặc miêu màu xám bạc nhảy lên vai triệu phong khoan thai ném ra mấy đồng tiền cổ cái cái gì vẻ tươi cười trên mặt ngân không tông sư lập tức cứng đờ hắn vừa rồi còn khoe khoang khoác lác trong khu vực ngân không giam cầm bao phủ tất cả sinh linh đều mất đi tự do. Nhưng con mèo trước mặt này vẫn vui vẻ tự do, quả thực khiến hắn mất mặt vô cùng. Tiểu tạc miêu, triệu phong có chút ngoài dự liệu. Thân thể của hắn, ngay cả nhúc nhích cũng bị lực cản của không gian trói buộc. Thế nhưng tiểu tạc miêu lại không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chẳng qua cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiểu tạc miêu sớm đã học được năng lực tùy ý độn không ra vào không gian chữ vật rồi. Ảnh sát, ấn độn nhất đạo, đôi mắt ngân không tông sư có rút lại không khỏi dò xét tiểu tặc miêu. Vụt, tiểu tặc miêu biến mất tại chỗ. Trong hư không lưu lại một đạo ngân tuyến u ám. Phốc phốc, đạo ngân tuyến u ám này giống như xuyên một lỗ thủng trên, ngân không giam cầm. Triệu Phong chợt cảm thấy áp lực giảm mạnh. Meo meo, tiểu tặc miêu vuốt vuốt thanh thủy thủ thần bí, màu sắc u ám, kéo động một chuỗi ảnh nhận, khí tức sâu không lường được. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết ra một đôi phong lôi chi dực màu tím xanh, chấn động cao tốc ánh sáng màu tím bùng nổ, phát ra một tia khí tức hủy diệt. Vụt vụt, phong lôi chi dực sau lưng triệu phong ra sức chấn động, đột phá tuyệt kỹ. Ngân không giam cầm, mà ngân không tông sư vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Thứ nhất, tiểu tặc miêu đã phá vỡ một cái lỗi nhỏ trên, ngân không giam cầm. Thứ hai, triệu phong đang trong hình thái, phong lôi chi dực, bản thân có lực lượng độn không nhất định. Đồng thời còn ẩn chứa một tia lực lượng hủy diệt của phong lôi tử sắc. Phá! Triệu Phong dưới sự gia trì của Phong Lôi Chi Dực, lướt đến, bích thiên thủy giới, như thiểm điện, trong lòng bàn tay thôi động hư ảnh băng hoàng thương, đánh trúng quang ảnh gợn sóng trước mặt, vì phòng ngừa ngân không tông sư gián đoạn thế công, Triệu Phong liền dứt khoát không xuất ra bản thể của băng hoàng thương. Dù vậy, với tu vi cảnh giới của hắn hiện tại, lực lượng huyết mạch tăng thêm một bậc, lực lượng hư ảnh băng hoàng thương bộc phát hàn uy thượng cổ, đủ để uy hiếp tôn giả băng hoàng thương có hàn uy và băng thủy áo nghĩa, khiến cho tầng ánh sáng gợn sóng của bích thiên thủy giới chậm rãi ngưng kết. Rắc rắc, khô lâu đường chủ huy động hắc kỳ, dẫn động một luồng lực lượng quỷ thi chớ chú đại trận, một tay đánh ra một chuỗi hư ảnh xương gai cực lớn, kèm theo đó là sát quang tử hắc bá đạo cường hãn. Bích thiên thủy giới bị đóng băng, chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ. A, à, lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận, toàn diện bao phủ và ăn mòn đám người ngân không tông sư thủy vận trưởng lão luồng oán lực nguyền rủa vô hình kia nương theo vết thương trên miệng ngân không tông sư thẩm thấu vào trong cơ thể ngân không tông sư vốn đã bị trọng thương bây giờ lại bị oán lực nguyền rùa đáng sợ và tử âm chi khí khắc chế hết thảy mọi sinh linh xâm nhập trên trán liền ứa ra mồ hôi lạnh không khỏi rên lên một tiếng hư không sóng nhận sắc mặt ngân không tông sư trầm xuống một tay vung lên ô ô ông trong hư không nổi lên một tầng gợn sóng hư nhận ngân sắc vô thanh vô tức, từng đạo thẩm thấu khắp phương viên mấy trượng, tập trung vào Triệu Phong. Chính một chiêu này đã giết chết sơn thạch cự nhân khổng lồ, thể xác và tinh thần của Triệu Phong trầm xuống, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ. Lúc này, Ngân Không Tông sư cũng không sử dụng Ngân Không hư nhận nữa. Hư không chuyển vật của tên tiểu bối này, chỉ có thể nhằm vào những vật thể nhỏ, còn công kích của ta là công kích mang tính phạm vi, hắn muốn hư không chuyển vật, e rằng rất khó. Ánh mắt ngân không tông sư lóe lên. Phạm vi của hư không sóng nhận lớn hơn. Đại khái có thể bao phủ phương viên mười trượng. Sơn thạch cự nhân có khí lực và phòng ngự mạnh mẽ gấp bội triệu phong. Cũng bị trôn vùi dưới một chiêu này. Huống chi là bản thân triệu phong. Một chiêu này. Quả thật tiêu hao quá nhiều. Ngân không tông sư cảm thấy lực lượng huyết mạch của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Công kích phạm vi. Không thể nào hư không chuyển vật được. Triệu phong gặp phải nguy cơ cực độ bỗng nhiên thúc dục lực lượng huyết mạch, vận dụng băng thủy áo nghĩa trong băng hoàng thương, thủy linh hóa thần, toàn thân triệu phong dâng lên một tầng thủy quang u lam, có vài phận vạn vẹo trồng điệp. Ô, ô, ông, thủy quang u lam này dung hòa là một thể với huyết nhục của triệu phong, thân thể của hắn giống như biến thành trạng thái dịch thể, nổi lên từng trận gợn sóng, những hư không ba nhận kia, vừa đánh trúng triệu phong, liền giống như đánh trúng, người nước. Không khác gì ném đá xuống biển không tạo nên chút công dụng gì. Chiêu này, thủy vận trưởng lão ở cách đó không xa. Lập tức kinh hãi đến thất sắc. Thủy linh hóa thần. Đây chính là bí kỹ thủy hệ cao thâm mà thủy vận trưởng lão đã từng thi triển. Giờ khắc này, bí kỹ cường đại này đã được triệu phong phục chế thành công lên chính bản thân. Phốc phốc phốc, thân thể triệu phong trở thành trạng thái dịch hóa. Nổi lên những tầng gợn sóng u lam như biển sâu. Lực lượng đến từ. Hư không sóng nhận. Xuyên qua thân thể hắn, giống như đánh lên thân một người nước không hề có chút tác dụng nào tại ngoại giới trên đỉnh sơn phong cường giả thuộc ba đại tông phái đều nghẹn họng nhìn chân chối đối với chiêu thức thủy linh hóa thần của thủy vận trưởng lão mọi người đều từng tận mắt nhìn thấy bí pháp vô thượng thủy hệ như thế phóng mắt khắp ba đại tông phái nhị tinh cũng không có mấy người tham tu thành công thủy linh hóa thần là vận dụng lực lượng thủy hệ dung hợp cao độ với thân thể huyết nhục khiến cho thân thể trong chốc lát biến thành trạng thái nửa dịch hóa. Dưới loại trạng thái này, gần như có được một nửa phòng ngự của bất tử chi thân. Triệu Phong phiêu phù trong không trung, thân thể biến thành trạng thái dịch hóa, chập chờn dao động, ánh mắt vẫn hết sức tỉnh táo. Đồng thời, băng hoàng thương trong cơ thể bắt đầu tan rã, dung nhập vào mọi ngóc ngách trong thân thể huyết mạch. Băng thủy áo nghĩa của hắn giống như một khung xương nước, chống đỡ cho trạng thái thủy linh hóa thần của Triệu Phong. Chính bởi vì thế, mặc dù Triệu Phong chưa tấn chức tôn giả, nhưng vẫn có thể thành công thi triển, thủy linh hóa thần, đồng thời giảm bớt rất nhiều sự hao phí. Đáng giận, tiểu tử này học chiến kỹ đó từ lúc nào, gần như sánh ngang với bất tử chi thần trong đám cung cấp, ngân không tông sư không khỏi cắn răng, phốc phốc phốc, dưới sự công kích của hư không sóng nhận. Triệu Phong vẫn ngạnh kháng được hai ba nhịp hô hấp. Đương nhiên, trong quá trình này, Triệu Phong cũng không phải là không bị thương loại công kích không gian như vậy, vô cùng đặc thù. Cho dù thân thể hắn có một nửa trạng thái dịch hóa, hấp thu và suy giảm bảy tám phần thương tổn, nhưng vẫn tạo thành thương thế đổi với thân thể. May mắn là băng hoàng thương đã dung nhập vào trong cơ thể ta. Triệu phong dưới trạng thái thủy linh hóa thần, vẫn cảm nhận được đau đớn truyền đến từ thân thể. Cũng may là có băng hoàng thương chống đỡ, giúp cho lực phòng ngự của thủy linh hóa thần, có thể đạt tới cấp độ sánh ngang với thủy vận trưởng lão, ục cục cục thân thể triệu phong bị thương thủy dịch lưu động lực chữa trị và khôi phục còn mạnh gấp 10 lần tình huống bình thường bởi vậy cho dù triệu phong chịu nhiều thương tổn nhưng trong trạng thái nửa dịch hóa tốc độ chữa trị thương thế vượt qua tốc độ tạo thành tổn thương hắn làm sao học được thủy linh hóa thần làm sao học được bí kỹ thủy hệ cao cấp nhất của ta trên mặt thủy vận trường lão hiện vẻ thất thố ba nhịp hô hấp sau vụt công kích hư không sóng nhận không đem lại hiệu quả liền biến mất không thấy đâu nữa sắc mặt ngân không tông sư có chút tái nhợt, thân sắc trở nên ngưng trọng hẳn lên. Tiềm lực phát triển của Triệu Phong cùng với thực lực mà hắn che giấu, đều vượt qua lẽ thường, mạnh như ngân không tông sư, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cùng lúc đó, vụt, thân thể trạng thái dịch hóa của Triệu Phong, dần khôi phục lại thân thể huyết nhục bình thường. Ô, điều này khiến cho đám người thủy vận trưởng lão cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Thủy linh hóa thần là một bí kỹ cường đại, không chỉ có thể khiến cho trạng thái thân thể trở thành dịch hóa, mà còn có thể tăng mạnh chiến lực. Vừa rồi, Triệu Phong chỉ mới vận dụng một nửa công hiệu của bí kỹ. Đó chính là năng lực phòng ngự ở trạng thái dịch hóa, sáng ngang với bất tử chi thân, nhưng lại không hề tăng phúc chiến lực. Hơi suy nghĩ một chút, Thủy vận trưởng lão mơ hồ đã hiểu ra, Triệu Phong học trộm chiêu thức này của nàng, có lẽ trong thời gian ngắn chỉ mới học trộm được chút da lông bên ngoài. Ngoài ra, Thủy Linh hóa thần phiên bản đầy đủ, tiêu hao quá lớn. Với tu vi nội tình lực lượng huyết mạch của Triệu Phong, vẫn còn thiếu sót ít nhiều, cho dù là Thủy vận trưởng lão muốn thi triển bí thuật này, cũng phải đại thương nguyên khí. Thủy linh hóa thần tiêu hao quá nhiều, ta chỉ thi triển một nửa năng lực thì đã cảm thấy không đủ sức rồi. Sau khi Triệu Phong bảo trụ được một mạng, cũng không lập tức công kích, cảm thấy thân thể thiếu hụt. Triệu Phong liền rơi vào tình trạng báo động. Tình huống của Ngân Không tông sư, đồng dạng cũng có chút chật vật. Huyết mạch đồng lực tiêu hao rất lớn. Đầu tiên khi triển bí thuật lẻn vào di tích tử thánh đã khiến hắn tiêu hao mất một nửa lực lượng huyết mạch, lực lượng huyết mạch của hắn cường đại cũng bắt nguồn từ đồng lực, mà sau đó ngân không tông sư chém giết sơn thạch cự nhân lại ra tay với khô lâu đường chủ, sau đó giao phong với triệu phong, cho nên đã tiêu hao không ít huyết mạch đồng lực, nhất là bí kỹ thiên phú có tính phạm vi như hư không sóng nhận khiến lực lượng huyết mạch tiêu hao rất lớn, nhưng suy xẻo là hắn lại không thể thi triển công kích đơn thể mà tiêu hao ít như ngân không hư nhận một khi thi triển ngân không hư nhận rất có khả năng bị triệu phong sử dụng hư không chuyển vật phản kích a à, đúng lúc này khô lâu đường chủ chờ huy động hắc kỳ dẫn rất lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận xương khói u ám cường đại liền bao trùm đám đông khục khục đám thương binh như ngân không tông sư đã bị oán lực nguyền rùa ăn mòn vô cùng suy nhược thương thế càng nặng hơn Tử Diệt Phong Lôi Tiên. Triệu Phong cười lớn một tiếng, trong tay ngưng kết một sợi phong lôi tiên do ánh sáng tím xanh ngưng kết thành, dài hơn 10 trượng. Uy năng nguyên khí phong lôi trong thiên địa rít gào chấn động một phương, phành phành, sợi Tử Diệt Phong Lôi Tiên tràn ngập một luồng khí tức phong lôi hủy diệt. Trong lúc đánh ra, âm thanh phong lôi oanh tạc, nhanh chóng vây khốn đám người. Nhất thời, tiểu đội không còn bao nhiêu cường giả của ba đại tông phái, lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh trên có phong lôi tiên, dưới có quỷ thi chớ chú đại trận, người duy nhất có cơ hội đào tẩu là Ngân Không Tông Sư. Nhưng nếu làm vậy, mất đi sự trị liệu của Thủy Vận Trưởng Lão, hắn sẽ mãi mãi thiếu đi một chân. Ngân Không giam cầm, trong đôi mắt bạc tĩnh mịch của Ngân Không Tông Sư, bắn ra một luồng đồng lực không gian vô hình. Lúc này, đối tượng mà hắn giam cầm, lại là khô lâu đường chủ, bởi vì khô lâu đường chủ đang duy trì quỷ thi chớ chú đại trận rất có khả năng ảnh hưởng đến tính cân đối của cục diện. Tử diệt thanh mô phong trảm, triệu phong cười lạnh, phát động công kích đồng thuật sắc bén, chém thẳng về phía ngân không tông sư. Phốc, một đạo phong nhận hư vô mờ nhạt, xung quanh chập trờn khí tức tử diệt phong lôi, chém thẳng đến trước người ngân không tông sư. Sắc mặt ngân không tông sư khẽ biến, vụt, tại chỗ chỉ còn lưu lại một đạo hư văn màu bạc, còn thân hình của ngân không tông sư thì đã biến mất. Ngay lập tức, thanh mô phong trảm lại lần nữa đánh vào khoảng không nhìn thanh mô phong trảm dân ảm đạm rồi biến mất triệu phong trật lóe linh quang một ý niệm can đảm mà điên rồ đột nhiên sản sinh trong lòng phong nhận hư vô mờ nhạt đột nhiên tan vỡ trong hư không nếu như đem thanh mô phong trảm và hư không chuyển vật dung hợp là một thể sau đó dùng đặc tính không gian khiến cho công kích xuất hiện trước người đối phương vậy chẳng phải ánh mắt triệu phong lóe lên trong lòng trật động triệu phong cứu ta khô lâu đường chủ vẫn bị ngần không giam cầm của ngân không tông sư giam cầm thân thể cơ bản đã mất đi năng lực tự do hắn chỉ có thể dựa vào tác dụng của minh tâm chủng truyền âm cho triệu phong ngay lập tức mấy người lữ thiên nhất liền có cơ hội thở dốc trong nghịch cảnh lữ thiên nhất mấy người các ngươi phụ trách tiêu diệt bộ khô lâu kia hắn đã bị lực lượng của ta giam cầm không có bất kỳ năng lực phản kháng nào cả ngân không tông sư cười ha hả lại nghĩ tới thủy vận trưởng lão tạm thời hắn vẫn còn cần thủy vận trường lão trị liệu. Được, ba người lữ thiên nhất, tạo thành một đội đột kích. ra nan tiến vào quỷ thi chớ chú đại trận, tiếp cận khô lâu đường chủ. Khô lâu đường chủ bị giam cầm, một khi để mấy người lữ thiên nhất đến gần. Hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, từ diệt thanh mô phong trảm. Đúng lúc này, đạo thanh mô phong trảm thứ hai của triệu phong, phá không cắt tới, khác biệt so với trước kia. Lần này, thể tích của thanh mô phong trảm đã bị thu nhỏ lại còn ba thước lực lượng càng thêm ngưng luyện. Thanh mâu phong chảm trước kia cao tới vài trượng, bây giờ chỉ còn lại ba thước. Không những càng thêm ngưng luyện mà đồng lực cũng bớt tiêu hao đến một phần mười. Khói miệng triệu phong chợt nhếch lên một nụ cười nhạt. Thanh mâu phong chảm nhỏ như vậy, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua chút đồng lực tiêu hao khi thi triển. đương nhiên, đây chỉ là một bước đệm mà thôi, vô dụng thôi. Người không cách nào tập trung công kích ta được. Ngân không tông sư cười nhạt một tiếng, thong dong tránh thoát thanh mô phong chảm hắn vẫn sử dụng ngân không giam cầm, tập trung vào khô lâu đường chủ. Cứu ta, thân thể khô lâu đường chủ không tài nào nhúc nhích được, lập tức bị lữ thiên nhất cầm thần binh địa cấp, thiên nha lang nguyệt đao, bước tới, nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện, thanh mô phong trảm, dài ba xích, sau khi công kích thất bại, bỗng nhiên biến mất, hư, không, chuyển, vật, một tầng gợn sóng đồng lực trong suốt, tại vị trí trung tâm có hình dáng như vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ngay trong cơ thể lữ thiên nhất phốc thân thể lữ thiên nhất cứng đờ máu tươi bắn tung tóe phong nhận hư vô mờ nhạt phát ra khí tức tử diệt phong lôi từ trong cơ thể lữ thiên nhất xuyên ra ngoài cứu cứu lữ thiên nhất phát ra vài âm thanh tối nghĩa thế nhưng thanh mô phong trảm từ trong cơ thể hắn chui ra lại vô cùng sắc bén hơn nữa còn ẩn chứa một tia khí tức áo nghĩa hủy diệt bịch lữ thiên nhất ngã ra đất hắn đã chết thiên tài tuyệt đỉnh nhất của ba đại tông phái vẫn lạc ngay tại chỗ thiên nhất lữ sư huynh thủy vận trưởng lão diệp yên vũ cùng với những cường giả thuộc ba đại tông phái ở ngoại giới đều đồng loạt kinh hô bên trong quỷ thi chớ chú đại trận diệp yên vũ và trang quán nhi đều kinh hãi thất thố mạnh như lữ thiên nhất lại bị triệu phong biểu sát không hề có chút năng lực phản kháng nào một chảm kia so với ngân không hư nhận của ta còn đặc thù hơn không ngờ phong nhận lại trực tiếp xuất hiện trong cơ thể mục tiêu đang di chuyển, thể xác và tinh thần của Ngân Không tông sư chấn động. Ngân Không hư nhận của hắn, dung hợp với hư không, vẫn là công kích cần một quá trình, còn phong nhận vừa rồi của Triệu Phong lại trực tiếp xuất hiện trong cơ thể đối phương, tạo thành thương hại chí mạng. Mà loại công kích như vậy, có tính đột ngột rất lớn. Ngân Không tông sư, cảm tạ thiên phú không gian của ngươi đã giúp ta có đối tượng tham khảo. Hôm nay ta đã tự tạo thành đồng thuật mạnh nhất của chính mình. Hư không đồng chảm. Triệu Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời. Thét dài một tiếng. Đem. Thanh mô phong chảm. Dung hợp với. Hư không chuyển vật. Đã tạo thành công kích đồng thuật mạnh nhất của Triệu Phong. Hư không đồng chảm. Mọi người ở đây. Đều cảm thấy nội tâm chấn động. Chư vị. Nếu như bây giờ đầu hàng. Có lẽ ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Triệu Phong đứng chắp tay. Lòng tin mười phần. Giờ khắc này hắn thậm chí còn chẳng muốn quan tâm đến khô lâu đường chủ đang bị giam cầm. Tiểu bối, đừng vội cản rỡ, người giết chết Lữ Thiên Nhất, tịnh Nguyệt Linh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thủy vận trưởng lão hờ lạnh một tiếng, giết, hư không đồng chạm trong mắt trái của Triệu Phong, lóe lên một luồng đồng lực chấn động mãnh liệt, khí tức màu tím xanh cực kỳ sắc bén, lóe lên trong mắt rồi biến mất, phốc phốc, thân thể mềm mại của Thủy vận trưởng lão cứng đờ, máu tươi bắn tung tóe trái tim trong cơ thể của nàng bị một đạo phong nhận hư vô chừng ba thước đột ngột xuyên qua khí tức từ diệt tràn ra lập tức hủy diệt cơ năng sinh mệnh của nàng bịch thủy vận trưởng lão khí tuyệt bỏ mình nàng chết rồi xôn xao tại ngoại giới trên đình sơn phong rất nhiều cường giả thuộc ba đại tông phái đều chấn động một cái liếc mắt lập tức miều sát tôn giả lữ thiên nhất thủy vận trưởng lão hai đại tôn giả đều bị một kích miều sát thật đáng sợ Triệu Phong này, từ khi nào đã lĩnh ngộ được đồng thuật khủng bố như thế? Một vài cường giả cấp bậc tôn giả, đều hít một ngụm khí lạnh, trong quỷ thi chớ chú đại trận. Triệu Phong tại sao lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Giết tôn giả không khác gì cắt rau. Khô lâu đường chủ hoảng hốt, chẳng biết từ khi nào, hiệu ứng giam cầm trên cơ thể hắn đã biến mất. Bởi vì lúc này, trong mắt ngân không tông sư đang đứng tại một nơi khác, đã toát ra một tia sợ hãi, hư không hải vô tận trên đỉnh sơn phong kỉnh thiên toàn trường oanh động cường giả thuộc ba đại tông phái đều xôn xao hốt hoảng một vài tôn giả đang nguyên cảnh cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh sắc mặt của ba đại vương giả hư thần cảnh giống như thần linh cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có giờ khắc này thực lực cường hãn đáng sợ của triệu phong giống ác mộng xâm nhập vào tâm linh mọi người khiến bọn họ không rét mà run ánh mắt thánh nguyệt tiên cô nhìn thật sâu bóng dáng triệu phong trong ảo ảnh thầm thở dài một tiếng trước hết hãy nghĩ cách cứu viện ba người còn lại thánh nguyệt tiên cô mở miệng đánh tan sự yên lặng trên sân hai đại vương giả hư thần cảnh khác liếc nhìn nhau không khỏi thở dài thân sắc mơ hồ có một tia bất đắc dĩ sau khi thủy vận trưởng lão vẫn lạc ba đại vương giả hư thần cảnh liền minh bạch đại thế đã mất rồi trong các tiểu đội của ba đại tông phái xâm nhập vào không gian di tích thủy vận trưởng lão có địa vị hết sức quan trọng chỉ cần thủy vận trưởng lão không chết, tất cả những thương binh khác đều có hy vọng quay trở lại đỉnh phong, có thể nói, tôn giả y sư như thủy vận trưởng lão chính là hạch tâm. Thế nhưng, Triệu Phong cũng biết rõ điểm này, sau khi giết chết thủy vận trưởng lão, với thương thế thảm trọng của ngân không tông sư, hoàn toàn không có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn, bởi vậy, Triệu Phong liền quyết đoán dùng hư không đồng trảm, tiêu diệt thủy vận trưởng lão tại di tích tử thánh lực lượng quỷ thi chớ chú đại trận không ngừng sôi trào. Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi không định từ bỏ. Ý đồ liên thủ xông thẳng tới khô lâu đường chủ. Trong tay ta vẫn còn một cái. Hư thần thủ hộ. Nhất định có thể đánh chết bộ khô lâu này. Trang Quán Nhi truyền âm nói. Rút lui. Thanh âm của Ngân Không Tông Sư. Đột nhiên chuyển đến. Ngăn cản hai nữ tử. Trang Quán Nhi vốn còn có chút do dự. Lại nghe Ngân Không Tông Sư gấp giọng nói. Nguy cơ chính thức. Đến từ Triệu Phong ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra được. Nghe thấy lời này, trong lòng hai nữ lập tức giật thót, không ngờ với thực lực và địa vị cao siêu của ngân không tông sư, vào thời khắc quan trọng này lại mất đi chiến ý, nghĩ đến hai đại tôn giả như Thủy Vận Trường Lão và Lữ Thiên Nhất, đều bị Triệu Phong trực tiếp miểu sát, hai nữ tử cũng không còn một tia dũng khí nào nữa. Đi mau, thần hình ngân không tông sư liên tục nhoáng lên, trong hư không chỉ lưu lại vài đạo quang ảnh ngân sắc, vụt vụt, không đến hai nhịp hô hấp, Ngân không tông sư đã dẫn hai nữ tử thoát ly quỷ thi chớ chú đại trận. Vì thế, ngân không tông sư cũng phải trả một cái giá nhất định. Thừa nhận phản kích nặng nề từ phía quỷ thi chớ chú đại trận và khô lâu đường chủ. Phương hướng ngân không tông sư bỏ chạy. Chính là hạp cốc thần bí. Muốn trốn sao? Triệu phong thu hồi quỷ thi chớ chú đại trận. Lại để khô lâu đường chủ tiến vào trong vạn quỷ châu. Vụt, phong lôi chi rực chấn động. Triệu phong cấp tốc đuổi theo ngân không tông sư triệu phong người đã lĩnh ngộ hư không đồng trảm cường đại như thế tại sao không chém chết ba người kia ngay tại chỗ khô lâu đường chủ từ trong rung động sâu sắc khôi phục lại có chút khó hiểu mà hỏi triệu phong lĩnh ngộ được hư không đồng trảm rõ ràng đã có năng lực biểu sát tiểu đan nguyên cảnh tại sao lại không tiếp tục thi triển hạch tâm của hư không đồng trảm là hư không chuyển vật tiêu hao đồng lực rất lớn ta chỉ còn lại một cơ hội duy nhất để thi triển hư không đồng trảm mà thôi ánh mắt triệu phong lóe lên đồng thời giải thích giờ phút này đồng lực của triệu phong tiêu hao rất lớn không còn thừa lại bao nhiêu chỉ có thể chống đỡ được một lần hư không đồng chảm cuối cùng mà trong ba người còn lại uy hiếp lớn nhất tự nhiên là ngân không tông sư một lần hư không đồng chảm cuối cùng triệu phong nhất định phải nắm chắc thật tốt nếu như mục tiêu là tôn giả bình thường triệu phong một trăm trăm có thể nhất kích miều sát chẳng qua mục tiêu lại là ngân không tông sư, cường giả tinh thông nguyên lý không gian, lại có thiên phú huyết mạch hệ không gian, rất khó tập trung khóa chặt hắn. Chính bởi vì vậy, Triệu Phong một đường đuổi giết, lại không dễ dàng ra tay. Huyết mạch đồng lực của Triệu Phong, có lẽ cũng không còn lại bao nhiêu, tối đa là tương đương với ta, trong lúc ngân không tông sư bỏ chạy, tùy thời tùy khắc đều đề phòng, hắn cũng không khó để phân tích được. Triệu Phong tối đa chỉ còn có thể thi triển một lần, hư không đồng chạm nếu không thì đối phương đã sớm xuất thủ rồi. cứ như vậy, song phương địch ta một trước một sau truy kích, phong lôi chi dực sau lưng triệu phong chấn động, tiểu tặc miêu đứng trên vai hắn đuổi giết ngân không tông sư. vào lúc này, song phương đều đề cao tinh thần, nhất là ba người ngân không tông sư kinh hãi đến lạnh mình, đều đề phòng triệu phong sử dụng hư không đồng chạm. không lâu sau, ba người ngân không tông sư đã tiến tới hạp cốc thần bí. hạp cốc thần bí này chính là điểm truyền dẫn với không liệt trận ở ngoại giới các ngươi yên tâm bày trận triệu phong sẽ không lãng phí một lần sử dụng hư không đồng chảm cuối cùng trên người các ngươi đâu ngân không tông sư phân phó cho hai nữ tử diệp yên vũ cùng lúc đó tại ngoại giới trên đỉnh sơn phong kình thiên ba đại vương giả hư thần cảnh đồng loạt ra tay sức mạnh to lớn mênh mông của vương giả thẩm thấu vào không gian bất chấp bị cắn trả cưỡng ép khoét trường lỗ thủng không huyệt thông đạo kết nối chuẩn bị hoàn tất tại nơi khác phần lớn trận pháp sư đều đã chuẩn bị tốt lực lượng cho không liệt trận trong hạp cốc thần bí ngân không tông sư đã cảm nhận được khí tức của không liệt trận trong lòng chợt vui mừng ồ oh, thần linh nhãn của triệu phong tự nhiên cũng có cảm ứng căn cứ theo đặc thù của không gian chấn động trước đây triệu phong thậm chí có thể phỏng đoán được thời gian mở ra không huyệt thông đạo hư muốn chạy sao triệu phong cười lạnh một tiếng lập tức hạ xuống đất. Khô lâu đường chủ hiện thân, chủ chỉ quỷ thi chớ chú đại trận, bao phủ khu vực phụ cận không huyệt thông đạo. Hai nữ tử diệp yên vũ, bị khô lâu đường chủ áp bách, không kiên trì được bao lâu, hư thần thủ hộ. chàng quán nhi bóp nát ngọc phù trong tay, sau lưng bỗng nhiên hiển hiện một hư ảnh khổng lồ giống như hắc nguyệt ma nữ, thoáng chốc, một luồng uy năng to lớn, mênh mông, không thể phỏng đoán bùng phát, áp bách cả một mảnh hư không. Đương nhiên, Trang Quán Nhi chỉ xuất ra hư thần thủ hộ bảo vệ tính mạng, không dám sử dụng một kích duy nhất, bởi vì hai người Triệu Phong có quỷ thi chớ chú đại trận che chở, đồng thời còn có thần binh địa cấp, cho dù phát ra một kích hư thần thủ hộ thì cũng khó có thể xoay chuyển trời đất, nhất là Triệu Phong, hắn có công kích mạnh nhất là hư không đồng trảm, phòng ngự có thủy linh hóa thần, trong thời gian ngắn có thể tiến vào trạng thái giống như bất tử chi thân, có thể nói trong di tích tử thánh này Triệu Phong đã là tồn tại vô địch rồi. Trang Quán Nhi cũng không dám chọc giận Triệu Phong. Nếu như hư không đồng chảm cuối cùng rơi lên người mình, e rằng nàng sẽ không còn cơ hội sống sót nào. Ô, ô, ông. Đúng lúc này, Triệu Phong mơ hồ bắt được một tia không gian chấn động quen thuộc. Lưu lại đi. Hư không đồng chảm. Mắt trái của Triệu Phong hiện lên một luồng đồng lực chấn động, khí tức màu tím xanh sắc bén lóe lên trong mắt rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, ba người ở đây đều cảm thấy trái tim nhảy lên cổ họng mơ tưởng triệu phong cảm giác động lực của triệu phong đang tập trung vào mình làn da mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn phốc phốc một đạo phong nhận hư vô dài ba thước vạch phá hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh màu bạc đánh hụt đi mấy người ở đây kể cả cường giả thuộc ba đại tông phái ở ngoại giới cũng không khỏi kinh hô khoảnh khắc tiếp theo vụt ngân không tông sư đã hiện thân tại không chung cách đó mười trượng trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Thế nhưng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi, đạo phong nhận hư vô dài chừng ba thước kia, dường như cũng không phải bỗng dưng xuất hiện. Đây hoàn toàn không phải tính đặc thù của hư không đồng chảm, hư không đồng chảm, một âm thanh lạnh lẽo như băng, vang vọng trong tâm hồn, vụt, gợn sóng đồng lực, vừa vặn lan tràn trên thân ngân không tông sư, tại trung tâm, mơ hồ hiện ra hình dáng một vòng xoáy, không tốt. Ngân không tông sư quát to một tiếng, ý thức được bản thân đã bị lừa, chân tướng là cái gọi là hư không đồng chạm. Vừa rồi thực ra chỉ là thanh mâu phong trảm bình thường nhất, chẳng qua đó là thủ đoạn mà triệu phong dùng để lừa gạt ngân không tông sư. Chạy mau, trái tim ngân không tông sư đập mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình thi triển thân pháp không gian, tại chỗ lại lần nữa lưu lại một đạo ảo ảnh màu bạc. Vụt, phong nhận hư vô dài ba xích xung quanh là tử diệt phong lôi chập trờn không có chút dấu hiệu nào đột nhiên xuyên qua đạo ảo ảnh màu bạc phốc huyết quang bắn tung tóe a à, ngân không tông sư hiện thân tại chỗ khác đưa tay bụng lại lỗ thủng đầy máu ở trước ngực thì ra mặc dù vừa rồi ngân không tông sư đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi hư không đồng chạm, cuối cùng bị xuyên thủng nội tạng hiểm yếu ngươi thân thể ngân không tông sư rung động phát ra những thanh âm tối nghĩa. Bản chất công kích hư không đồng chạm, vẫn là thanh mô phong chạm, ẩn chứa khí tức phong lôi từ sắc hủy diệt. Luồng khí tức này vẫn đang không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể ngân không tông sư. Hư, ta đã phán đoán ra điểm dừng tiếp theo của ngươi. Lúc ngươi vừa mới hiện thân, ta liền đem thanh mô phong chạm, di chuyển lên người ngươi. Triệu phong cười lạnh một tiếng. Lần này hắn thành công. Chính là nhờ việc phán đoán được điểm rơi của ngân không tông sư điểm đáng sợ nhất của hư không đồng chạm chính là mượn nhờ thủ đoạn truyền vật trong hư không, đem công kích dịch chuyển đến chỗ hiểm yếu trong cơ thể đối phương. Ta, ta hận, hai mắt ngân không tông sư đỏ bừng như máu, trên mặt tràn ngập hối hận, nếu không phải lúc đầu hắn khinh địch, trực tiếp hạ sát thủ với Triệu Phong thì cũng không rơi vào tình cảnh như vậy. Lúc này, sinh cơ trong người hắn đang không ngừng trôi đi, trừ phi có thủy vận trưởng lão ở đây, đồng thời ngay lập tức ra tay trị liệu, mới còn cơ hội cứu hắn một mạng. Chỉ tiếc, lúc trước Triệu Phong đã giết chết nhân vật mấu chốt là Thủy Vận Trưởng Lão rồi. Đi mau. Đúng lúc này, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, đồng thời tiến vào không huyệt thông đạo vừa mới xuất hiện. Ô, ô, ông. Không huyệt thông đạo đóng cửa. Hai nữ tử biến mất. Đáng tiếc, động lực của Triệu Phong, cơ bản đã tiêu hao hết. Lực lượng huyết mạch và chân lực trong cơ thể đều hao hụt gần như không còn. Có vài phần vô lực, nếu không, Hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách bắt hai nữ nhân này làm con tin, khiến cho ba đại tông phái sợ ném chuột vỡ bình. Ngân Không tông sư, ánh mắt Triệu Phong xoay chuyển, dừng lại trên người thanh niên mắt bạc có gương mặt tuấn tú sắp sửa tử vong, vào khoảnh khắc cuối cùng, Triệu Phong vẫn không dám xem thường, thậm chí còn hết sức đề phòng. Hiện nay, các trạng thái của hắn đều rơi xuống đáy vực, nếu Ngân Không tông sư có đòn sát thủ nào đó, chỉ cần không cẩn thận, rất có thể sẽ phải ôm hận. Bởi vậy, Triệu Phong mới đặt bản thân trong quỷ thi chớ chú đại trận, làm tốt biện pháp ứng phó. Quả nhiên, chỉ thấy trong tay ngân không tông sư xuất hiện một cái lệnh bài phong cách cổ xưa mà tĩnh mịch. Bên trên lệnh bài phong cách cổ xưa này, khắc họa một chữ cổ truyện thể, chấn động linh hồn, đó là chữ tử, đó là tâm linh Triệu Phong đột nhiên chấn động, một luồng hàn ý tử vong, nhanh chóng thẩm thấu linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc đó, thần linh nhãn của triệu phong sinh ra cảm ứng mãnh liệt trước nay chưa từng có liên tục cảnh báo khí thức tử vong thật mạnh linh hồn khô lâu đường chủ run rẩy có một loại hành vi tự phát như phủ phục triều bái ha 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 triệu phong ta chết thì ngươi cũng không có tết cục tốt ngươi có biết chủ nhân của tử vong lệnh bài này là ai chăng máu của ngân không tông sư dung nhập vào cái lệnh bài phong cách cổ xưa màu đen kia kia cẩn thận triệu phong và khô lâu đường chủ giống như lâm đại địch điều chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại thời khắc tử vong cuối cùng, ngân không tông sư đột nhiên hồi quang phản chiếu, cười lớn đầy vẻ dữ tợn. Mặc dù ta có thiên phú không gian, nhưng cũng không phải là hậu duệ chính thức của thời không thần mâu, mà tử vong lệnh bài này chính là đến từ một trong bát đại thần mâu. Thanh âm đột nhiên im bặt mà tấm tử vong lệnh bài này là đến từ một trong bát đại thần mâu. Lời nói còn chưa dứt, sinh cơ của ngân không tông sư đã triệt để dập tắt khí tuyệt bỏ mình bịch thi thể của ngân không tông sư ngã xuống đất thế nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng triệu phong vẫn không hề suy giảm ngược lại còn tăng lên ô ô ông trong hư không tấm tử vong lệnh bài tĩnh mịch đen kịt kia khắc họa chữ tử theo theo lối triện thể cổ phát ra khí tức tử vong xuyên thấu linh hồn một luồng ý chí tử vong tại sâu thẳm bên trong linh hồn tập trung lên người triệu phong ý thức tâm hồn của Như Hãm vào hầm băng. Loại cảm giác hít thở không thông này trực tiếp xuất hiện tại phương diện linh hồn. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại ảo giác rằng tính mạng của mình đã không còn nằm trong tay mình nữa. Tấm lệnh bài kia, tại ngoại giới, ba đại vương giả hư thần cảnh nhìn chăm chăm vào tấm tử vong lệnh bài kia, đều kinh hãi nghẹn ngào, mạnh như ba đại vương giả. Lúc nhìn thấy rõ tấm tử vong lệnh bài kia, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh kinh hãi động dung tử vong lệnh bài không ngờ lại là tử vong truy sát lệnh vương giả hoàng kim khô lâu hoảng sợ thốt lên ngưng mắt nhìn kỹ tử vong lệnh bài trong mắt của hắn lập tức lộ ra sợ hãi kiên kỵ sâu sắc tử vong truy sát lệnh ba vị vương giả cùng với một vài tôn giả ở đây đều kinh hãi không nói nên lời tựa như đã từng nghe qua truyền thuyết liên quan đến nó giờ phút này trong di tích tử thánh tử vong truy sát lệnh đã tập trung lên người triệu phong Linh hồn của Triệu Phong có một loại ảo giác như bị giam cầm, không thể nào khống chế được thân thể và tính mệnh. Thịch 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 thịch, thần linh nhãn liên tục nhảy lên. Cảm ứng mãnh liệt này vượt qua bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Khi tức nào đó đến từ sâu bên trong, tử vong lệnh bài khiến cho thần linh nhãn có một loại cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc. Đột nhiên, trong hư không mơ hồ sinh ra một tia chấn động, tử vong lệnh bài phát ra ánh sáng âm u đen kịt, mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần bên trên tử vong lệnh bài kia xuất hiện một đôi mắt tinh mịch đen kịt bên trong đôi mắt là vòng xoáy sâu không thấy đáy mơ hồ hiện ra một quan điểm màu trắng giống như nối liền với thế giới tử vong vô tận sinh linh nhỏ bé tuân theo ý chí tử vong của ta cướp đoạt quyền được sống của ngươi đôi mắt vòng xoáy đen kịt kia tập trung lên người triệu phong tâm hồn triệu phong rất lạnh thân thể dùng mình một cái cảm giác linh hồn bị một luồng ý chí không thể trái nghịch giam cầm trong khoảnh khắc đó hô hấp của hắn thoáng đình chỉ trong giây lát tính mạng dường như đã đi đến điểm cuối bị một luồng lực lượng nào đó trong chỗ tối tăm mơ hồ khống chế tử vong chi mâu một trong truyền thừa của bát đại thần mâu tử vong truy sát lệnh hiện thân quả nhiên là tử vong chi mâu chủ nhân của tấm lệnh bài kia có lẽ chính là tử vong đại đế tại ngoại giới trên đỉnh sơn phong kình thiên cường giả thuộc ba đại tông phái đều xôn xao một trận ba đại vương giả giờ khắc này đều như ngừng thở gắt gao nhìn chăm chú vào. Tử vong chi mâu, xuất hiện trên tấm lệnh bài. Triệu Phong cẩn thận, đây e rằng là, tử vong chi mâu, hậu duệ của truyền thừa bát đại thần mâu. Trong thanh âm của tan linh tử thánh có một tia kinh hoàng. tử vong chi mâu, thân thể Triệu Phong và khô lâu đường chủ lập tức cứng đờ. Tâm hồn ý thức bị một luồng ý chí tử vong vô hình áp chế, giống như đã mấy đi quyền được sống, một trong bát đại thần mâu tiểu tử. Tử vong chi mâu, trong lòng Triệu Phong chấn động, tâm hồn bị một luồng chí chí tử vong giam cầm, bất luận dãy ruội như thế nào, cũng đều không thể thoát khỏi. Đừng nói là hắn, ngay cả khô lâu đường chủ ở bên cạnh hắn, cũng bị khí tức ý chí tử vong ảnh hưởng. Đường đường là tôn giả, vậy mà linh hồn vẫn phủ phục, thân thể run rẩy, khó có thể nhúc nhích, xem ra triệu phong chết chắc rồi, tử vong truy sát lệnh, khống chế tử vong áo nghĩa, khô lâu đường chủ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mục tiêu của tử vong chi mâu chỉ là một mình triệu phong nếu như hắn làm trái, e rằng ngay cả tính mạng của mình cũng bị tước đoạt, chết. vòng xoáy đen kỳ tĩnh mịch của tử vong chi mâu chậm rãi xoay tròn, thể xác và tinh thần của triệu phong trầm xuống, tâm thần ý thức bị một luồng lực lượng tối tăm mơ hồ không thể ngăn cản thu nhếp lấy. mơ tưởng trong mắt triệu phong lộ ra một tia kiên quyết, dùng ý chí cả đời ngăn cản luồng lực lượng kia, nhưng tâm hồn của hắn vẫn không thoát khỏi sự dẫn dắt và khống chế của tử vong chi mâu, tâm hồn, chính là linh hồn của một người. Mà giờ khắc này, Triệu Phong lại cảm giác linh hồn và ý thức của mình đều xuất ra bên ngoài thân thể. Bị, tử vong chi mâu, kia mang đi, linh hồn, chính là bổn nguyên của hết thảy sinh linh có trí tuệ, cho dù là vương giả hư thần cảnh, siêu thoát cấp độ nhục thể, chỉ khi bị hủy diệt linh hồn, mới thực sự xem như không còn tồn tại nữa. Trôn vùi linh hồn, cũng chính là tử vong triệt để mà tử vong chi mâu, bao hàm tử vong áo nghĩa, chính là trực tiếp nhằm vào linh hồn. Không, khô lâu đường chủ ở bên cạnh hoảng sợ hét lớn. Khô lâu đường chủ và triệu phong ở rất gần nhau, lực lượng khí tức tử vong này cũng lan đến trên người hắn. Ý thức linh hồn của hắn, cũng không nằm trong khống chế, bị kéo ra ngoài thân thể. Khô lâu đường chủ kiệt lực dãy ruộng. Thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn còn như thế. Khó có thể tưởng tượng nổi. Triệu Phong vào thời khắc này gặp phải nguy cơ tử vong như thế nào? Ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc rồi. Cho dù hắn có là tuyệt đỉnh có một không hai, đấu trí đấu dũng với chúng ta, nhưng cuối cùng gặp phải tử vong truy sát lệnh, cũng khó tránh khỏi một kiếp. Tại ngoại giới, cường giả thuộc ba đại tông phái đều sảng khoái vô cùng. Tử vong truy sát lệnh xuất xứ từ vị tử vong đại đế thần bí cổ xưa. Một khi khởi động, có thể dẫn phát tử vong đồng lực vảy trí khóa không của tử vong đại đế. Thánh Nguyệt Tiên Cô khẽ nói. Chật chật, cho dù là vương giả hư thần cảnh, cũng không dễ dàng ngăn cản được luồng lực lượng ý chí tử vong này. Về phần dưới vương giả hư thần cảnh, kết cục chắc chắn phải chết. Hoàng Kim Khô Lâu có vài phần hả hê mà nói, tại tầng thứ ba của tử thánh bảo điện, tử thánh tiền bối, xin người hãy cứu triệu phong ca. Triệu vũ phi lo lắng vạn phần, cầu khẩn tàn linh tử thánh, vị tử vong đại đế thần bí cổ xưa đó, trừ phi là chủ nhân thời kỳ đỉnh phong ra tay có lẽ còn có thể áp chế được nhưng với ý chí tàn linh đã sắp tán loạn của ta hiện nay cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có ba bốn thành nắm chắc có thể ngăn cản được nhưng nếu làm vậy ta cũng sẽ triệt để tiêu vong tàn linh tử thánh cay đắng lắc đầu một khi nàng triệt để tiêu vong di tích tử thánh này sẽ trở thành không gian vô chủ dần dần tán loạn xuất hiện lỗ thủng trùng trùng điệp điệp đến lúc đó ba đại tông phái sẽ không hề cố kỵ nữa bắt đầu tiến công chính diện quy mô lớn lúc đó triệu phong và triệu vũ phi trong di tích tử thánh vẫn khó thoát khỏi cái chết cho nên tàn linh tử thánh không thể ra tay được triệu phong ca triệu vũ phi lộ vẻ không đành lòng nước mắt doanh tròng nhưng nghĩ đến đủ loại kỳ tích của triệu phong trước kia nàng lại ký thắp một tia kỳ vọng xa vời cùng lúc đó triệu phong đã lâm vào tình cảnh nguy cơ tử vong linh hồn ý thức của hắn đã không thể khống chế bắt đầu thoát ly thể xác không tuyệt không có khả năng trong lòng triệu phong gào thét dãy ruộng, thậm chí thúc giục đồng lực tâm hồn bình sinh để chống cự. Thế nhưng, tâm hồn và ý thức vẫn không tự chủ được, bị kéo ra ngoài thân thể. Nếu như tu vi đạt tới hư thần cảnh, liền có thể nhìn thấy một linh thể, có hình dáng tương tự triệu phong, pha lẫn một ít khí tức màu tím xanh, đang dần dần bị kéo ra khỏi thân thể. Một khi linh hồn bị kéo ra, sẽ bị cướp đi toàn bộ sinh cơ, triệu phong dãy ruộng, không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Ý thức tâm hồn của hắn có một nửa đã thoát ly thể xác, bỗng nhiên, thịch 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 thịch, mắt trái của Triệu Phong cấp tốc nhảy lên, dường như đang thừa nhận luồng lực lượng vô hình nào đó lôi kéo, linh hồn ý thức đang bị kéo ra, đột nhiên dừng lại, ý chí tử vong dường như gặp phải lực cản, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện mắt trái của Triệu Phong thoáng lồi ra ngoài so với trước kia một chút, luồng lực lượng ý chí tử vong này không những lôi kéo tâm hồn ý thức của Triệu Phong mà còn lôi kéo cả thần linh nhãn thì ra là thế triệu phong trong khoảnh khắc rơi vào vực sâu tuyệt vọng chợt bắt được một sợi dây thừng mà sợi dây thừng này chính là thần linh nhãn nhiều năm qua thần linh nhãn và tâm hồn ý thức của triệu phong đã dung hòa làm một thể vô cùng phù hợp với cỗ thân thể này nói cách khác tử vong chi mâu muốn kéo linh hồn của triệu phong ra khỏi thân thể vậy thì cũng phải kéo thần linh nhãn ra thế nhưng thần linh nhãn vốn bắt nguồn từ thái cổ sao có thể bị tùy ý cướp đoạt như vậy thịch 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 khí tức cường đại đang ngủ say của thần linh nhãn dường như thức tỉnh phát ra một luồng khí tức nguyên thủy thái cổ ngạo thị man hoang bỗng nhiên triệu phong cảm giác bản thân dường như hóa thân thành một cự thần to lớn vô cùng của thời đại thái cổ nhất cử nhất động nhất tư nhất nghiệm đều dung chuyển càn khô nhật nguyệt khí tức thời đại thái cổ tàn linh tử thánh kinh hô một tiếng trong khoảnh khắc này nàng đột nhiên cảm giác di tích tử thánh của mình cũng đang mơ hồ run rẩy. Đối diện với luồng khí tức nguyên thủy hoang cổ kia, hết thảy lực lượng vật chất đều rung động bất an. Ồ, tử vong chi mâu, trong tử vong lệnh bài, không khỏi khẽ hô một tiếng. ầm, ừ, ngay sau đó, tử vong lệnh bài lập tức bị một luồng khí tức thần bí nguyên thủy thái cổ cắn trả. Rắc rắc, bên trên tử vong truy sát lệnh, xuất hiện một đạo vết dạn, tử vong chi mô ẩn chứa ý chí tử vong đột nhiên hào quang ảm đạm quá nửa lộ ra một tia kinh dị thần thần mâu khí tức thần mâu bên trong tử vong lệnh bài mơ hồ truyền đến một thanh âm chỉ giới hạn tại phương diện linh hồn thanh âm này cường giả thuộc ba đại tông phái ở ngoại giới lai không thể nghe được chuyện gì xảy ra ba đại vương giả tại ngoại giới cũng không khỏi giật mình khoảnh khắc trước khi tử vong chi mâu cướp đoạt linh hồn của triệu phong đột nhiên gặp phải lực cản mạnh mẽ thậm chí còn bị cắn trả. Mà hết thảy những điều này, đều bắt nguồn từ mắt trái của Triệu Phong. Thần mâu, mắt trái của Triệu Phong là thần mâu. Trong lòng tàn linh tử thánh kinh hãi, khó có thể tin nổi, cho dù là tử vong đại đế, thần bí cổ xưa, có được huyết mạch truyền thừa của tử vong chi mâu, cũng không thể xưng là thần mâu. Tại vũ nội, bát đại thần mâu chính là thủy tổ của hết thầy huyết mạch đồng tử trong thiên địa. Ví dụ như luân hồi chi mâu, thời không chi mâu tử vong chi mâu đây đều là một vài huyết mạch hậu duệ nhỏ nhoi trên thế gian như tử vong đại đế chẳng hạn nhưng có thể được gọi là thần mâu đều là tồn tại duy nhất trên thế gian trước mắt tại vũ nội thiên địa chỉ có bát đại thần mâu là duy nhất độc tôn gia thì chỉ có một vài hậu duệ huyết mạch thần mâu thế nhưng huyết mạch đồng tử của triệu phong lại không phải là bất kỳ loại nào trong bát đại thần mâu tàn linh tử thánh lắc đầu thật mạnh tuy nhiên những lời này đều xuất ra từ hậu duệ truyền thừa tử vong thần mâu là thanh âm của tử vong đại đế thần là truyền nhân hậu duệ của bát tại thần mâu tử vong đại đế có cảm ứng vô cùng mãnh liệt đối với khí tức thần mâu không phải là bất kỳ loại nào trong bát đại thần mâu chẳng lẽ đây là loại thần mâu thứ chín mới thức tỉnh hào quang trên tử vong lệnh bài dần trở nên ảm đạm đôi tử vong chi mâu tĩnh mịch đen kịt lập lòe bất định nhìn chăm chăm vào triệu phong không khỏi trầm tư phốc phốc dưới sự cắn trả của khí tức buồn nguyên thái cổ phát ra từ thần linh nhãn tử vong lệnh bài nhanh chóng ảm đạm cuối cùng rắc rắc một tiếng hóa thành một phấn ý chí tử vong đuổi giết kéo dài vô tận cho đến một ngày nào đó trong khoảnh khắc tử vong lệnh bài nát bấy một thanh âm lạnh lẽo xuyên thấu linh hồn quanh quẩn trong đầu triệu phong địch khô lâu đường chủ ở bên cạnh đặt mông ngồi xuống đất mà triệu phong vẫn đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích thần linh nhãn có rút bất định, đám khí tức bổn nguyên thái cổ vẫn còn đang thức tỉnh, chưa tiêu tan. Tại ngoại giới, trên đỉnh sơn phong kình thiên, phần đông thân ảnh thuộc ba đại tông phái đều đứng lặng im thật lâu, trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Khoảnh khắc cuối cùng, ý chí tử vong của tử vong truy sát lệnh lại không cướp đi linh hồn của triệu phong, huyết mạch đồng tử của triệu phong, rốt cuộc có lai lịch gì? Không ngờ có thể đối kháng với tử vong chi mâu. Cường giả thuộc ba đại tông phái đều kinh ngạc khó hiểu, từ số lần giao phong liên tục với Triệu Phong, mọi người chợt phát hiện, tiềm lực nội tình của thiếu niên này dường như là vô cùng vô tận, nhất là mắt trái thần bí, nó chính là một câu đố lớn mà cho đến nay vẫn không có cách nào phá giải. Mọi người lại lần nữa hoài nghi, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, phải chăng cũng không phải là hậu duệ của loại mâu thần nào? Ba đại vương giả hư thần cảnh đều có chút khó hiểu, bởi vì lúc trước ngân không tông sư đã từng kết luận rằng huyết mạch đồng tử của triệu phong không phải là bất kỳ loại nào trong truyền thừa bát đại thần mâu huyết mạch đồng tử của triệu phong có lẽ là một loại biến dị của truyền thừa mâu thần nào đó nếu không thì cũng không thể chống lại ý chí đồng lực vượt thời không của tử vong chi mâu còn một khả năng nữa đó là nếu như huyết mạch truyền thừa của triệu phong có quan hệ với thái cổ vạn tộc bảng như vậy thì việc đối kháng với hậu duệ như truyền thừa tử vong chi mâu cũng không phải là chuyện lạ dù sao thì lực lượng của Tử vong chi mâu cũng vượt qua thời không mà đến, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với bản thể chính thức. Bà đại vương giả hư thần cảnh, lén thảo luận, chỉ là một tiểu bối chân chủ cấp, có thể ngăn cản được ý chí đồng lực vượt qua thời không của Tử vong đại đế, quả thực là chuyện kinh thế hãi tục. Ngay cả vương giả hư thần cảnh bình thường, cũng không bảo đảm có thể ngăn cản được sự truy sát của Tử vong truy sát lệnh. Ô, ô, ông, đột nhiên, hình ảnh ảo ảnh trên đỉnh sơn phong kình thiên dần trở nên ảm đạm hiện ra xu thế không ổn định hình ảnh di tích tử thánh hiện ra trong ảo ảnh đã không còn nhìn thấy rõ ràng nữa xảy ra chuyện gì trên sân lập tức rối loạn mọi người nhìn về phía những trận pháp sư đang bày trận bởi vì một vài nguyên nhân dị thường cho nên kết nối giữa không liệt trận và di tích tử thánh đã sắp bị gián đoạn hơn nữa lỗ thủng của di tích tử thánh đã gần như hoàn thiện rồi một vị trận pháp đại sư giải thích một lát sau hình ảnh ảo ảnh trên đỉnh sơn phong kình thiên đã trở nên đen kịt không còn nhìn thấy gì. Mọi người đều thở dài một tiếng. Kể từ lúc này, ba đại tông phái sẽ không biết được tình huống trong di tích tử thánh nữa. Xác suất xâm nhập vào không gian di tích cũng bị giảm đến mức thấp nhất. Ha ha, một vài lão giả đang nguyên cảnh cười nói. Cho dù tạm thời chúng ta không thể giành được di tích tử thánh, nhưng có thể một điều có thể khẳng định, đó là triệu phong kia. Chắc chắn phải chết không thể hoài nghi. Triệu phong, chắc chắn phải chết không thể hoài nghi mọi người nghe thấy lời này tâm thần đều chấn động một vài người vẫn còn có chút khó hiểu nhưng bà đại vương giả hư thần cảnh thì lại gật đầu đồng ý theo truyền thuyết nếu như tử vong lệnh bài không giết chết mục tiêu chủ nhân tử vong đại đế của nó sẽ tự mình ra tay vài ngàn năm trước thậm chí có một vị đại đế còn bị tử vong đại đế đuổi giết đến chết thánh nguyệt tiên cô khẽ mỉm cười dưới tình huống bình thường Tử Vong lệnh bài có thể diệt sát tuyệt đại đa số cường giả trên thế gian, ngay cả một vài vương giả hư thần cảnh cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, vạn nhất Tử Vong lệnh bài không giết chết mục tiêu, ý chí Tử Vong vẫn sẽ tiếp tục. Cho đến nay, còn chưa nghe qua có người nào có thể may mắn sống sót dưới sự truy sát của Tử Vong đại đế. Đúng vậy, dù sao cũng là nhân vật cấp bậc đại đế, còn có Tử Vong Chi Mâu, ba đại tông phái chúng ta trước mắt cũng không có một vị đại đế hư thần cảnh nào. Hai đại vương giả khác cũng đều ngoài mặt đồng ý đại đế hư thần cảnh, sức mạnh to lớn thần thông, vượt xa vương giả bình thường. Sở dĩ ngân không tông sư có thể có được một khối tử vong truy sát lệnh, đó là do tổ phụ của hắn đã từng trợ giúp tử vong đại đế, khiến đối phương thiếu nợ một cái nhân tình. Đương nhiên, tử vong đại đế ở tại linh vực thánh địa, thống ngự cả một địa vực, mà quần đảo vực thiên lô chúng ta lại cách linh vực thánh địa một khoảng vô cùng xa xôi xem ra triệu phong kia vẫn còn có thể sống một thời gian ngắn nữa trên đỉnh sơn phong kình thiên truyền đến một vài âm thanh thở dài thân ảnh càng ngày càng ít di tích tử thánh hạp cốc thần bí triệu phong đứng lặng tại chỗ mái tóc lam tung bay bên trong mắt trái vẫn còn sót lại một tia khí tức bổn nguyên của thời đại thái cổ khiến thần ma tránh lui ô điểm kết nối giữa ba đại tông phái và di tích tử thánh đều bị phá hỏng. Chẳng lẽ đây là kết quả do mô thần của triệu phong và tử vong chi chạm mà sinh ra sao? Tàn linh tử thánh có chút kinh hỉ ngoài dự liệu. Từ lúc này trở đi, ba đại tông phái muốn xâm nhập di tích tử thánh lần nữa sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đồng thời, Tàn linh tử thánh và khô lâu đường chủ đều phát hiện biến ảo dị thường trên người triệu phong. triệu phong đứng lặng tại chỗ, hai mắt đóng chặt, hồi lâu vẫn không cử động. sâu trong mắt trái của hắn. Có một tia khí tức bổn nguyên của thời đại thái cổ, khiến cho toàn bộ không gian di tích đều mơ hồ run rẩy bất an. Trong không gian của mắt trái, hồ nước đồng lực thâm thúy như biển sâu, trải qua kích thích vừa rồi, đã mở rộng đến phong viên 25, 26 trượng, bởi vì lúc trước đồng lực đã tiêu hao rất lớn, cho nên mặc dù phạm vi hồ nước đồng lực đã mở rộng, nhưng dòng chảy đồng lực thì chỉ còn lại một tầng rất cạn. Trong hồ nước đồng lực, vòng xoáy thần bí kia chỉ còn lại một vài biến hóa. Ục cục, một tia khí tức thái cổ nhỏ bé, bắt đầu thẩm thấu ra từ bên trong vòng nước xoáy thần bí kia. Vòng nước xoáy vô hình vô chất, nhưng lại thật sự tồn tại. Triệu Phong cẩn thận tỉ mỉ, đem một tí ý thức tinh thần, rót vào trong vòng nước xoáy. Vụt, ý thức của Triệu Phong, bỗng nhiên tràn ngập một màu đen. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân hắn, tiến vào một loại trạng thái cảnh tượng mộng ảo. Trong mộng cảnh, Triệu phong đứng trên một vùng đất hoang vu từ cổ trí kim, toàn bộ khí tức ở đây đều hết sức nguyên thủy, chỉ đứng tại chỗ. Triệu phong cũng cảm nhận được luồng áp lực to lớn vô biên, thân thể và linh hồn đều thừa nhận trọng lực không thể nghĩ bàn. Đương nhiên, nguyên khí thiên địa, tại không gian hiện thực, còn xa mới có thể sánh ngang với khí tức thiên địa ở đây. Thậm chí, mỗi một hạt bụi bầm trong không khí, dường như đều ẩn chứa uy năng vô cùng, một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp triệu phong không kiên trì nổi nữa lập tức phun ra một búng máu đứng trong mảnh đại địa thái cổ này không ngờ hắn lại không thể sinh tồn được trong vài nhịp hô hấp hơn nữa trực giác mách bảo với triệu phong rằng một phần áp lực bài xích của mảnh đại địa này đã bị thần linh nhãn hóa giải và che chở một phần nhất định bằng không cho dù hắn có thực lực mạnh hơn gấp mười lần đi nữa cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà vong không duy trì được nữa trước mắt triệu phong là một màu đen mảnh đại địa trong mộng cảnh thái cổ lập tức biến mất. Vụt, ý thức tâm thần của Triệu Phong quay trở về không gian hiện thực, trên mặt có vài phần suy yếu, khóe miệng lưu lại một vết máu, vẫn còn chút ấm áp. Cái, cái gì? Triệu Phong hoảng sợ thất sắc, đưa tay chùi đi vết máu bên khóe miệng. Chẳng lẽ mảnh đại địa trong mộng cảnh thái cổ vừa rồi lại không phải là thế giới hư cấu? Mảnh đại địa bên trong mộng cảnh thái cổ vừa rồi, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Ta ở đó, ngay cả thời gian ba nhịp hô hấp cũng không chống đỡ nổi, trong lòng Triệu Phong kinh hãi sâu sắc, nếu như mảnh đại địa thái cổ kia chính thức tồn tại, tuyệt đối là một không gian vô cùng cao đẳng. Triệu Phong thậm chí hoài nghi, mảnh đại địa trong mộng cảnh thái cổ đó, phải chăng có chút liên hệ với thái cổ man hoang? Trong thời gian ngắn, Triệu Phong vẫn còn rất suy yếu, không dám tiến vào trong vòng nước xoáy thần bí kia nữa, vạn nhất mảnh đại địa thái cổ đó là tồn tại thực sự, bên trong có một vài sinh linh cường hoành muốn giết chết Triệu Phong. Há chẳng phải chỉ cần duỗi một ngón tay đi ra là giải quyết xong hay sao? Dù sao, Triệu Phong bị thương trong mộng cảnh, lại vô cùng đồng bộ với không gian hiện thực. Đối với mảnh đại địa trong mộng cảnh Thái Cổ, Triệu Phong liền đặt tên là Mộng cảnh Thái Cổ. Mộng cảnh Thái Cổ, chính là tồn tại mới, xuất hiện trong không gian thần linh nhãn, khi Triệu phải áp bách của tử vong chi mâu, đợi sau này rảnh rỗi, lại thăm dò, mộng cảnh Thái Cổ triệu phong thu liễm tâm thần việc cấp bách hiện nay đó là triệu phong phải giải quyết một vài phiền toái trên người tử vong lệnh bài cướp đoạt linh hồn của triệu phong thất bại chưa hoàn thành sứ mệnh thì không chịu từ bỏ ý đồ mỗi khi triệu phong nhắm mắt tĩnh tâm đều có thể mơ hồ cảm nhận được trong linh hồn có một luồng khí tức ý chí đồng lực vô hình vô chất của tử vong chi mâu bám chặt giống như âm hồn không tan huyết mạch đồng lực và linh hồn của triệu phong dung hợp lại chỉ cần hắn thúc giục huyết mạch đồng lực sẽ khiến trí trí đồng lực của tử vong chi mâu phát ra càng mãnh liệt với cấp độ của hắn căn bản không thể so sánh với tử vong đại đế giữa hai người một người là chân chủ cấp một người là đại đế hư thần cảnh căn bản cách biệt một trời một vực không thể đánh đồng trên chân linh tam cảnh thiên có đan nguyên cảnh đan nguyên cảnh chia làm tiểu đan nguyên và đại đan nguyên trên đan nguyên cảnh còn có hư thần cảnh hư thần cảnh cũng chia làm vương giả và đại đế bởi vậy có thể thấy được triệu phong và tử vong đại đế tranh lệch bao nhiêu cấp độ triệu phong tốt nhất ngươi không nên tự ý thúc giục huyết mạch đồng lực mỗi lần ngươi thúc giục huyết mạch đồng lực đều sẽ tăng cường và kích phát năng lực cảm ứng của tử vong đại đế tàn linh tử thánh nhắc nhở trong lòng triệu phong trầm xuống thoáng cao mày với cấp độ của hắn còn lâu mới có thể rót khí tức ý chí vào trong linh hồn mình tử thánh tiền bối có phương pháp nào không triệu phong đành phải nhờ và tàn linh tử thánh giúp đỡ dù sao thì chủ nhân của tàn linh tử thánh, tại thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn là huyền quang cảnh sâu không thể lường. Ta chỉ là một tia tàn hồn do ý chí tạo nên, không có được một phần vạn năng lực của chủ nhân tại thời kỳ đỉnh phong. Ta chỉ có thể xem thử, giúp người phong ấn luồng khí tức ý chí tử vong này mà thôi. Tàn linh tử thánh cười khổ mà nói. Hiện nay, nàng cũng là đèn cạn dầu, khí tức tán loạn, nếu như có đủ năng lực, cũng không cần đến một ngoại viện như triệu phong. Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh cảm nhận được một tia ý chí tàn linh hư vô mờ mịt, rót vào trong linh hồn của mình. Hai ba nhịp hô hấp qua đi, tàn linh tử thánh khẽ rên lên một tiếng. Ý chí tàn linh của nàng bị lực lượng nào đó cắn trả, rội ngược ra ngoài. Triệu Phong, thật xin lỗi, ta không thể phong ấn được luồng khí tức ý chí này. Ít nhất phải là vương giả hư thần cảnh tinh thông hồn đạo ra tay thì mới được. Tàn linh tử thánh có chút suy yếu, nói, thực không còn biện pháp nào sao. Trong lòng Triệu Phong lập tức trở nên nặng nề. Dựa theo cách nói của Tàn Linh Tử Thánh, tử vong đại đế căn cứ theo tia khí tức ý chí tử vong này, sớm muộn cũng sẽ đích thân tìm tới tận cửa. Đối mặt với sự truy sát của tử vong đại đế, đến nay còn chưa nghe nói có người nào có thể may mắn sống sót. Ta còn có một loại bí pháp đặc thù, chỉ có thể giúp ngươi giảm bớt năng lực cảm ứng của ý chí tử vong kia." Tàn Linh Tử Thánh trầm tư giây lát. Rất nhanh, một tí chí Tàn Linh mờ mịt hư vô, men theo tâm hồn của Triệu Phong Chậm rãi dâng lên, Triệu Phong chỉ cảm thấy xung quanh tâm hồn của mình xuất hiện một tia khí tức mờ mịt thần bí. "Triệu Phong, đây là khả năng cực hạn của ta rồi, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cách bảy thành khí tức ý chí tử vong." Trong thanh âm của Tàn Linh Tử Thánh có chút mệt mỏi, cảm tạ tiền bối. Triệu Phong nhắm mắt lại, phát hiện nguy cơ đến từ thần linh nhãn đã giảm xuống, hắn lại thử thúc dục lực lượng huyết mạch, che kín thần linh nhãn, thoáng chốc mắt trái của Triệu Phong đã khôi phục màu đen ảm đạm. Ồ, che kín huyết mạch đồng tử. Hiệu quả ngăn cách đạt tới hơn chín thành. Triệu Phong có chút kinh hỉ. Đương nhiên, giờ khắc này, Triệu Phong đã có thể xác định một điều. Đó là mình không thể ở lại di tích tử thánh này được nữa. Cùng ngày hôm đó, Triệu Phong đề nghị với tàn linh tử thánh và Triệu Vũ Phi. Bản thân phải rời khỏi không gian di tích. Tại tầng thứ ba của tử thánh bảo điện, tàn linh tử thánh thở dài sâu kín, đầy về tiếc hận nhưng cũng không cảm thấy ngoài dự liệu cũng không thể giữ lại quả thực triệu phong không thể tiếp tục ở lại di tích tử thánh được nữa trên người hắn lưu lại ý chí tử vong của tử vong đại đế hắn ở đâu sẽ đem đến tai họa tử vong cho nơi đó nếu như triệu phong ở lại không gian di tích không những không thể thủ hộ được ngược lại còn đem đến nguy cơ càng lớn hơn bà đại tông phái ở ngoại giới đã mang đến cho di tích tử thánh áp lực rất lớn nếu như lại thêm một vị đại đế đỉnh cấp hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Cục diện đó, Triệu Phong tự nhiên không muốn chứng kiến. Triệu Phong, nếu như huyết mạch đồng tử của người thật sự là một trong các loại mô thần, như vậy cũng có tính đặc trưng duy nhất như bát đại thần mâu. Tàn linh tử thánh trầm ngâm nói, mô thần, tính duy nhất. Triệu Phong đột nhiên nhớ đến những lời mà lục vu trí giả đã từng bói toán cho mình. Lục vu trí giả đã phỏng đoán rằng, thần linh nhãn của Triệu Phong có hy vọng trưởng thành đến cấp bậc sáng ngang với bát đại thần mâu mỗi một loại mâu thần đều là tiên thiên chi vật được thai ngén ra sau khi thái cổ tan vỡ. Mỗi một loại trong bát đại thần mâu trong thiên địa chỉ có một, là thủy tổ của huyết mạch đồng tử. Những huyết mạch đồng tử cùng loại còn lại cấp cao nhất cũng chỉ có một tia huyết mạch mong manh của mâu thần. Tàn linh tử thánh giải thích như vậy chẳng phải là nói chỉ cần tử vong thần mâu tồn tại huyết mạch đồng tử có thuộc tính tử vong khác liền không thể trở thành mâu thần triệu phong mơ hồ ý thức được điều gì đó tàn linh tử thánh dường như đang nhắc nhở mình không sai bát đại thần mâu có liên quan đến quy tắc buồn nguyên của thế gian mỗi một loại mâu thần đều chỉ có thể có một cái tàn linh tử thánh gật đầu nói chẳng lẽ không có cách nào tu luyện thành một loại mâu thần triệu phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không thể tàn linh tử thánh lắc đầu nói huyết mạch đồng tử cho dù tu luyện thế nào đi nữa cũng không thể tu luyện thành một loại mâu thần thoáng dừng lại một chút tàn linh tử thánh ý vị thâm trường mà nói theo truyền thuyết muốn có được mô thần phương pháp duy nhất chính là giết chết một người có mô thần thủy tổ thay thế địa vị của hắn hoặc là trực tiếp cướp đoạt mô thần cướp đoạt mô thần trong lòng triệu phong chấn động hoàn toàn minh bạch ý tứ của tàn linh tử thánh nói cách khác tử vong đại đế chỉ cần cướp đoạt mô thần của triệu phong liền có thể trở thành mô thần thủy tổ một phương còn phải nhắc nhở ngươi một chút trên người ngươi có khí tức ý chí tử vong, cho dù đã ngăn cách hơn chín thành, nhưng với năng lực của Tử vong đại đế, vẫn có thể cảm ứng được phương vị và phạm vi đại khái của ngươi, chẳng qua là không thể cảm ứng được chính xác mà thôi." Tàn Linh Tử thánh nghiêm túc nói, Vãn Bối đã hiểu, mặc dù khí tức ý chí tử vong trong người Triệu Phong đã bị ngăn cách hơn chín thành, nhưng một tia cảm giác nguy cơ vẫn chưa chính thức tiêu tán, bởi vì Triệu Phong chỉ có thể suy yếu năng lực cảm ứng của Tử vong đại đế không thể triệt để ngăn cách nó triệu phong ngươi còn một thời gian nữa để chuẩn bị tài nguyên trong di tích tử thánh ngươi có thể tùy ý lấy đi một ít mà tử vong đại đế cũng không thể trong thời gian ngắn truy đuổi đến nơi này hắn cách nơi này vô cùng xa xôi so với thanh hoa vực còn không biết xa gấp bao nhiêu lần tàn linh tử thánh cười nói đa tạ tiền bối trong lòng triệu phong có chút cảm kích hai lần tiến vào di tích tử thánh hắn đều nhận được rất nhiều tài nguyên và trợ giúp ba ngày sau tinh khí thần thậm chí tâm hồn đồng lực của triệu phong đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong tiếp theo triệu phong và khô lâu đường chủ bắt đầu thu hoạch một số chân tài trong không gian di tích đương nhiên phần lớn tài liệu này đều nhằm hoàn thành kế hoạch bách thi từ nay trở đi ta không thể đơn giản sử dụng huyết mạch đồng tử nếu không sẽ tăng cường năng lực cảm ứng của tử vong đại đế quỷ thi chớ chú đại trận này chính là một trong những bộ phận trọng yếu liên quan đến thực lực của ta Triệu Phong vô cùng coi trọng kế hoạch bách thi này. Nửa tháng sau, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong cổ thiết giới chỉ của Triệu Phong, để một đống tài liệu trồng chất như núi, một số là chuẩn bị cho kế hoạch bách thi, còn lại đều là những tài liệu quý hiếm khó gặp, là những loại tài liệu mà tương lai có thể dùng đến. Mà trong thời gian này, khô lâu đường chủ đã thành công luyện chế ra một vài bộ quỷ thi chớ chú. Hiện nay, kế hoạch bách thi đã hoàn thành được 60%. Khô lâu đường chủ cơ bản đã khôi phục trạng thái tới thời kỳ đỉnh phong, nên tốc độ luyện chế quỷ thi cũng nhanh hơn. Chẳng qua, Triệu Phong vẫn phải đề cao quy mô kế hoạch bắt thi này, mỗi một bộ quỷ thi bên trong quỷ thi chớ chú đại trận, đều phải tăng cường đến chân chủ cấp đỉnh phong, hai bộ ám ngân độc thi, sau một thời gian tiêu hao rất nhiều tài liệu chân quý đỉnh cấp, thực lực đã tiếp cận nửa bước đan nguyên cảnh. Mục tiêu của Triệu Phong chính là khiến cho hai bộ ám ngân độc thi này tăng cường tới cấp bậc tôn giả dự trữ đủ tài liệu mục tiêu đã gần hơn một bước rốt cuộc vào một ngày nọ triệu phong cuối cùng từ trong nghỉ ngơi hồi phục mà xuất quan tại tầng thứ ba của tử thánh bảo điện triệu phong lại lần nữa gặp được tàn linh tử thánh và triệu vũ phi tử thánh tiền bối hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng ta muốn rời đi triệu phong hít sâu một hơi trong đôi mắt trong suốt của triệu vũ phi có chút hơi nước mông lung lưu luyến không rời lúc triệu phong ở trong không gian di tích làm quản gia mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều là quãng thời gian mỹ mãn phong phú trong lòng rất an tâm triệu phong ngươi muốn đi đâu tàn linh tử thánh hỏi triệu phong lâm vào suy tư trong giây lát trong lòng hắn rốt cuộc đã có đáp án đầu tiên đại lục thanh hoa thì nhất định không thể trở về ít nhất là trước khi thoát khỏi nguy cơ hắn không thể trở về nơi đó còn nữa trong lòng hắn vẫn còn một tâm kết đó chính là vị hôn thê liễu cầm hâm trong ký ức của hắn, thiếu nữ thanh nhã điềm tĩnh kia giống như một tiên tử trong bức họa, mỗi một cái nhíu mày hay là nụ cười của nàng đều hiện hiện trong đầu hắn. Xin hỏi từ thánh tiền bối, phải chăng có một truyền thừa gọi là thiên thánh cầm truyền thừa? Triệu Phong mở miệng hỏi. Thiên thánh cầm truyền thừa. Tàn Linh Tử Thánh nghĩ một hồi, sau đó nói, trong ấn tượng của ta, tại Thương Hải Tây Nam Bộ, nằm trong phạm vi quản hạt của phù mộng thánh địa có một tông phái nhị tinh đỉnh phong tên là Thiên Thánh Cầm Cung. Tông phái này truyền thừa đã lâu, có tính đặc thù rất lớn. Thiên Thánh Cầm Cung, tính đặc thù rất lớn. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Chủ nhân của tàn linh tử thánh khi còn sống, không hổ là đại năng cái thế uy chấn vạn tông vũ nội, kiến thức vô cùng rộng rãi. Triệu Phong có một loại trực giác rằng, thiên thánh cầm cung kia và thiên thánh cầm truyền thừa, quá nửa có một tia liên hệ sâu xa, chẳng qua đó là ký ức của vạn năm trước. Tình huống hiện nay thì không có biện pháp đánh giá. Tàn linh tử thánh bổ sung, tiền bối, có thể truyền tống đến khu vực gần Thiên Thánh Cầm cung một chút hay không? Triệu Phong khẩn cầu, hắn rời khỏi di tích tử thánh, một là chạy trốn, hai là muốn thuận tiện đi ra thế giới ngoại vực. Xác định nơi hạ lạc của Liễu Cầm Hâm, Thiên Thánh Cầm cung cách nơi này quá xa xôi, ta chỉ có thể tận lực đưa ngươi đi một đoạn mà thôi." Tàn linh tử thánh khổ sở nói một hai ngày tiếp theo tàn linh tử thánh bắt đầu chuẩn bị truyền tống cần phải dùng đến những tinh thạch tài nguyên trong di tích tử thánh để giảm bớt sự tiêu hao của bản thân hai ngày sau tại phương diện chuẩn bị truyền tống đã chuẩn bị sẵn sàng triệu phong ý chí tàn linh của ta càng ngày càng mong manh chỉ có thể miễn cưỡng đưa ngươi đến bên cạnh của quần đảo vực thiên lô mà thôi tàn linh tử thánh có chút áy náy mà nói triệu phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu lần trước truyền tống tàn linh tử thánh còn có thể đưa hắn đến thanh hoa vực trong quần đảo vực cổ thanh láng giềng còn truyền tống lần này đã là chuyện mấy năm sau ý chí của tàn linh tử thánh cũng tiêu hao nhiều thậm chí không có cách nào đưa triệu phong ra khỏi quần đảo vực thiên lô được làm phiền tiền bối rồi dù vậy triệu phong vẫn cảm thấy thỏa mãn trước khi chia tay triệu phong ca huynh đi tìm thiên thánh cầm truyền thừa kia là vì chuyện gì khi nào có thể trở về khóe mắt triệu vũ phi phiếm hồng lưu luyến không rời triệu phong cũng không giấu giếm đem chuyện của liễu cầm hâm kể lại đại khái một phen liễu cầm hâm huynh tìm vị hôn thê triệu vũ phi đột nhiên ngây ra nhất thời cảm thấy như đang nằm mộng không khác gì vừa đón nhận một tin dữ nào đó ô ô ông một đại môn tử tinh mộng ảo hiện hiện trong tầng thứ ba của bảo điện sau này gặp lại triệu phong bước vào cánh cửa ánh sáng tử tinh Trước khi rời đi, Triệu Phong chợt phát hiện Triệu Vũ Phi vẫn ngây người tại chỗ, dáng vẻ đau đớn thảm thiết, vô cùng dị thường. Một màn này, khiến tâm linh của hắn run lên, có cảm giác thương tiếc không đành lòng, rất khó nói nên lời. Nhưng trong khoảnh khắc bước vào đại môn tử tinh, Triệu Phong đã biến mất. Vũ Phi, Vũ Phi, tàn linh tử thánh gấp giọng hô lên. Tại tầng thứ ba của bảo điện, Triệu Vũ Phi giống như thất hồn lạc phách, đứng lặng hồi lâu, nước mắt óng ánh cuối cùng cũng xẹt qua gò má tuyệt mỹ tái nhật của nàng vì vì sao thanh âm của triệu vũ phi có chút run rẩy đau xót thảm thiết bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên ngực thân thể mềm mại lung lay không ngừng một các giác lạc lõng đau đớn không tên chẳng biết từ đâu ập đến cho dù không phải là tê tâm liệt phế nhưng lại kéo dài mãi không dứt giống như nước mưa chảy qua đá xanh trải qua xuân thu tuế nguyệt sẽ lắng động vết tích của năm tháng hồi ước quay trở lại Hiện nay, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đã rời khỏi triệu tộc ở thành Vũ Dương đã hơn 6 bảy năm. Vũ Phi, từ những gì đã chứng kiến và được biết, theo ta phán đoán, vị hôn thê cầm hâm của Triệu Vũ Phi, đến 99% là đã táng thân trong truyền thừa rồi. Tàn linh tử thánh khuyên nhủ, tiếng khóc của Triệu Vũ Phi chợt thoáng dừng lại, cẩn thận nghĩ lại, dựa theo lẽ thường, liễu cầm hâm mất tích một thời gian dài không thấy tăm hơi, quái ngừa là đã gặp phải chuyện bất hạnh rồi ngay cả lục vu trí giả xem bói cũng đã từng nói là lành ít giữ nhiều triệu phong tìm kiếm liễu cầm hâm quá nửa là vì muốn tận thiên mệnh không muốn lưu lại khúc mắc áy náy ngươi và hắn đều là thanh mai trúc mã tình nghĩ thâm sâu chẳng qua vẫn chưa đột phá một tầng rào cản mà thôi liễu cầm hâm kia không thể so sánh với ngươi được tàn linh tử thánh mỉm cười tiếp tục an ủi nước mắt lưu lại trên gò má của triệu vũ phi vài phần đau xót ai oán cũng thoáng ngưng lại nếu như liễu cầm hâm đã chết thì thật là tốt biết bao trong lòng triệu vũ phi chợt này sinh một ý niệm mà khiến cho chính bản thân mình cũng cảm thấy hổ thẹn cùng lúc đó tại biên giới quần đảo vực thiên lô đập vào mắt chính là không gian mênh mông bao la bị vụ hải mờ mịt tối tăm tràn ngập vô cùng thần bí chống trải nơi này chính là hư không hải sao triệu phong dõi mắt nhìn ra xa nhưng lại không thấy điểm cuối hư không hải chính là không gian bên ngoài đảo vực cấp độ và vật chất hoàn toàn khác biệt với lục địa. Thân ở trong hư không hải, Triệu Phong cảm thấy thân thể mình giống như không có trọng lượng, cho dù không tận lực phi hành thì thân thể cũng giống như lông vũ, trôi nổi trong hư không. Trọng lực, không khí, lực cản đều thấp hơn ở lục địa rất nhiều. Triệu Phong cảm giác, nếu như mình phi hành ở nơi này, tốc độ sẽ gấp 10 lần tại lục địa, thậm chí là gấp mấy chục lần. Mục đích chuyến đi của ta lần này chính là một khối linh vực thánh địa là nơi thống trị cả một địa vực vị trí là thương hải trong đầu triệu phong chợt hiện lên tin tức và hình vẽ của một tấm bản đồ do tàn linh tử thánh cung cấp nhưng đúng lúc này tâm thần triệu phong bỗng nhiên máy động bắt được một tia cảm ứng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kèm theo đó là một trận cảm giác nguy cơ hơn nữa nguồn gốc của loại cảm ứng này không đến từ tử vong đại đế mà là từ một nhân tố khác sắc mặt triệu phong bỗng nhiên biến đổi Lúc này hắn mới ý thức được một chuyện mà bản thân vẫn luôn không đề tâm, quần đảo Vực Thiên Lô, Tịnh Nguyệt Linh Tông, một tòa điện các nằm giữa hồ, được hào quang mơ hồ bao phủ, nữ tử mặc nguyệt bào đoan trang thánh khiết, đứng trong tầng ánh sáng, giống như một bức tượng tinh nguyệt nữ thần được điêu khắc từ bạch ngọc. Người rốt cuộc cũng xuất hiện, hàng lông mày của Thánh Nguyệt Tiên cô chợt nhướng lên, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt tràn ngập lãnh ý, vụt Thánh Nguyệt Tiên cô phất tay, trước người xuất hiện một đầu bò cạp biến dị màu sắc hỗn tạp, đôi mắt đỏ sợ băng lãnh, ngưng tụ chuyển động, khiến người khác cảm thấy một luồng hàn ý không tên. Giờ phút này, hai con mắt của đầu bò cạp biến dị không ngừng chuyển động, bộ dạng có chút dãy ruộng, sau đó lại chìm vào tĩnh lặng, chuyển lệnh xuống. Triệu Phong đang hiện thân tại khu vực cảnh nội của quần đảo Vực Thiên Lô, vị trí đại khái ở biên cảnh phía nam, phụ cận Bát Hoang Sơn. Phụ cận Bát Hoang Sơn có cường giả nào tọa chấn, lấy danh nghĩa của tịnh Nguyệt Linh Tông hiệu lệnh tập trung tại nơi hạ lạc của Triệu Phong, treo giải thưởng truy nã, trong lòng bàn tay của Thánh Nguyệt Tiên cô hiện lên một cái lệnh phù đặc chế, chấn động vô hình, phát ra từng vòng tròn lan tỏa trong thiên địa, liên tục truyền xuống phía dưới, thân là đại tông phái cấp bậc nhị tinh rưỡi, Tịnh Nguyệt Linh Tông tại quần đảo vực thiên lô, có địa vị chủ đạo, không đến nửa canh giờ, từng đợt tin tức dao động truyền đến ngoài cùng đảo vực của Tịnh Nguyệt Linh Tông, phải biết rằng đảo vực của tịnh nguyệt linh tông có diện tích còn lớn hơn thanh hoa vực rất nhiều mà số lượng đảo vực đạt tới quy mô này trong khắp toàn bộ quần đảo vực thiên lô cũng có đến mười mấy cái địa vực rộng lớn như vậy khoảng cách vô cùng xa xôi cho dù là vương giả hư thần cảnh như thánh nguyệt tiên cô cũng không thể tự mình đi đuổi giết triệu phong được vụt đột nhiên một tia tinh thần chấn động mơ hồ từ trên người bò cạp biến dị lóe lên rồi biến mất tên triệu phong này phản ứng thật nhanh không ngờ lập tức đoạn đi quan hệ huyết khế với linh sủng sắc mặt thánh nguyệt tiên cô thoáng trầm xuống cùng lúc đó tại một nơi xa xôi khác trong hư không hải không ngờ đã quên mất đầu bò cạp biến dị này triệu phong mở mắt ra tâm thần thoáng rung động không khỏi rên lên một tiếng cưỡng ép xóa bỏ quan hệ khế ước với bò cạp huyết mạch biến dị cũng khiến cho tâm thần triệu phong bị thương tổn hoàn thành mọi chuyện triệu phong thoáng an tâm hơn một chút không có sự liên hệ tinh thần với bò cạp biến dị ít nhất ba đại tông phái sẽ không thể tùy thời tùy khắc cảm ứng được phương vị của hắn phải mau chóng rời khỏi quần đảo vực thiên lô này thôi sắc mặt triệu phong trở nên ngưng trọng trước khi xuất phát triệu phong đã tìm hiểu sợ bộ đối với thế cục tại ngoại vực ba đại thế lực mạnh nhất quần đảo vực thiên lô này tự nhiên là tịnh nguyệt linh tông hắc nhai cung nguyệt mai điện khống chế mười mấy cái đảo vực có quy mô ngang với thanh hoa vực triệu phong hiện đang đối địch với ba đại tông phái bây giờ xuất hiện tại khu vực này há có thể sống yên ổn được. Cũng may, tàn linh tử thánh đã truyền tống triệu phong đến khu vực biên giới của quần đảo vực thiên lô, quần đảo vực thiên lô, phụ cận cổ thụ vực, bát hoang sơn. Trong đầu triệu phong, chợt hiện lên một tổ hợp tin tức và địa đồ, tin tức và bản đồ này, đều ghi chép vị trí địa lý trong phạm vi. Thương Hải Thương Hải chính là một khối hải vực vô biên khổng lồ trong hư không hải. Trong địa đồ, quần đảo vực thiên lô cách quần đảo vực cổ thanh, đến mấy trăm dặm ánh sáng. Thanh hoa vực của Triệu Phong, chỉ là một thành viên nho nhỏ trong, quần đảo vực cổ thanh, mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, khu vực Thương Hải này, rốt cuộc rộng lớn như thế nào. Hơn nữa, ngoại trừ những đảo vực san sát này ra, trong phạm vi của Thương Hải, còn có rất nhiều tiểu đảo vực đơn lẻ không có thông tin, hoặc là một số vị trí địa lý đặc thù, ví dụ như, Bát Hoang Sơn ở gần đây chẳng hạn. Bát Hoang Sơn, xuyên qua khu vực mấy trăm dặm, liền có thể đến quần đảo vực Thiên Lô. Ánh sáng phong lôi bao bọc khắp toàn thân Triệu Phong. Vụt, một đạo trùng tia sáng phong lôi tím xanh, lập tức vách phá hư không hải mênh mông. Hát ca hát cũng không phải là hải dương bình thường. Thế giới này, phàm là không gian ngoại vực, đều có một biển sương mù. Càng lên trên, sương mù càng mỏng manh, mờ nhạt, càng xuống dưới, sương mù lại càng dày đặc và nồng đậm hơn. Trong quá trình triệu phong phi hành, tùy thời đều đề phòng quan sát trong tầng sương mù ở hư không hải còn có một ít chủng tộc dị loại sinh vật biển thiên kỳ bách quái thậm chí là một số uy hiếp đến từ tự nhiên tầng sương mù bên dưới vô cùng đặc dính sương mù hình thành giọt nước thực sự là hải dương chính thức mà trong hải dương thì lại càng không thích hợp cho nhân loại sinh tồn trên thực tế hư không hải mênh mông chỉ có những đảo vực và khu vực thánh địa giải rác mới thích hợp cho nhân loại sinh tồn sau khi thái cổ man hoang vỡ vụn, hàng tỷ vạn hạt bụi bặm rơi lả tả, tản mát khắp thiên địa, những hạt bụi đó lại hình thành một đám sinh linh bình thường thích hợp sinh tồn tại nơi đó, và nơi đó được gọi là vực hư không hải. Đối với nhân loại mà nói, là một loại hoang vực, chỉ có một số chủng tộc và yêu thú mới có thể sinh tồn tại nơi này. Vụt, Triệu Phong phi hành trong biển sương mù càng lúc càng nhanh, đã gấp 10 lần so với ở Thanh Hoa vực. Trong hư không hải, lực cản không khí và trọng lực đều rất nhỏ, thậm chí cỗ thể cảnh hay thoát phàm cảnh bình thường cũng có thể nhẹ nhàng phi hành ở đây. Thế nhưng, thành phần không khí tại đây rất mong manh, áp suất không khí cũng không tầm thường. Tu vi thấp hơn chân linh cảnh, bỗng nhiên tiến vào hư không hải, có thể sẽ bạo thể mà vong, ít nhất là không thể sinh tồn trong thời gian dài. Nguyên khí thiên địa rất mỏng manh, nếu phi hành trong thời gian dài, có lẽ cần có nguyên tinh thạch chống đỡ. Triệu Phong không khỏi cảm khái, ục ục ục. Sau khi phi hành được mấy vạn dặm, mặt biển bên dưới tầng sương mù phía trước chợt dâng lên một luồng nguyên khí nồng đậm. Dưới biển sâu còn có một số khu vực có nguyên khí đặc biệt, chẳng qua thường có một số chủng tộc dị loại hoặc là yêu thú cường đại trú ngụ. Triệu Phong lập tức đề phòng, trong lúc hắn phi hành, bình thường sẽ không tiếp cận quá gần hải dương. Phốc phốc phốc, trong nước biển bỗng dâng lên mấy đạo hắc ảnh cực lớn, dẫn động sương mù nhộn nhạo, khí tức yêu sát cường đại vượt xa toàn bộ những yêu thú mà triệu phong từng gặp tại thanh hoa vực tập trung nhìn lại chỉ thấy đó là những con rắn nước đen như mực mỗi con đều thô to bằng thùng nước dài đến bảy tám trượng rắn nước màu đen này có lực lớn vô cùng vừa xông ra khỏi hải dương liền có thể tự do phi hành trên không bởi vì tại hư không hải trọng lực không khí và lực cản đều nhỏ nhất huống chi là những con rắn nước màu đen này khí tức cường đại vô cùng không phải sinh linh bình thường rít rít những con rắn nước màu đen này dường như có khứu rác, cách xa hơn 10 dặm vẫn xuyên qua hư không hải, thế như sấm sét phóng tới Triệu Phong. Những con rắn nước màu đen này ít nhất đều có thực lực chân huyền cấp A, Triệu Phong cũng không nhượng bộ, hắn muốn thử xem thực lực của những sinh linh trong hư không hải này là như thế nào. Trước kia từng nghe Hồng giáo chủ nói, muốn đi lại trong hư không hải, hành tẩu thế giới ngoại vực, chân chủ cấp là tiêu chuẩn thấp nhất, mà chân chủ cấp bình thường Hành tẩu tại ngoại vực sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, thậm chí khó mà sinh tồn được. Đạt tới nửa bước Đan Nguyên cảnh, nguy hiểm sẽ giảm xuống một phần, đạt tới Tôn giả Đan Nguyên cảnh mới có thể yên tâm du hành trong thế giới ngoại vực. Hồng giáo chủ từng đề nghị với Triệu Phong rằng, trước khi tu vi đạt tới nửa bước Đan Nguyên cảnh, đừng vội tiến vào thế giới ngoại vực. Nhưng Triệu Phong bây giờ, thậm chí còn chưa có được tu vi nửa bước Đan Nguyên cảnh. Diệt, Triệu Phong nhẹ nhàng khoát tay, Vài đạo quang nhận phong đôi màu xanh đậm, phá không mà đi, phốc phốc phốc, thân thể những con rắn nước màu đen kia lập tức đứt đoạn, huyết quang bắn tung tóe, thi thể rơi xuống hải dương. Thực lực không đạt tới cấp độ tôn giả, không có khả năng uy hiếp được ta." Triệu Phong mỉm cười, "ô cục cục, đột nhiên, trong phương viên mấy trăm dặm, nước biển bắt đầu cuồn cuộn, tạo thành sóng lớn mãnh liệt." Ồ, Triệu Phong bỗng nhiên cảm thấy một tia bất an bởi vì hắn không thể dễ dàng vận dụng thần linh nhãn, cho nên cũng không hiểu rõ tình huống ở sâu trong hải dương. Hắn phóng ra một tia linh thức quan sát, lập tức giật mình hoảng sợ. Dù là linh thức của Triệu Phong, trong hư không hải này cũng bị giới hạn, phạm vi thăm dò chật hẹp vô cùng. Dị biến phát sinh. Phốc 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 phốc, trong phương viên mấy trăm dặm, từng mảng lớn sinh vật biển, lấy rắn nước làm chủ, số lượng đến ngàn vạn, lao ra khỏi hải dương, tiến vào biển sương mù trong hư không vụt 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 những sinh vật biển này nhỏ thì cỡ bàn tay lớn thì hình thể như quả núi hết thảy những sinh vật trong hư không hải này không ngờ trong giây lát đã rời khỏi hải dương phóng lên biển sương mù trên hư không mà bay lượn rít trong đó mười đạo thân ảnh yêu thú thủy tộc cực lớn khí tức khổng lồ có thể sánh ngang nửa bước đan nguyên cảnh e rằng còn mạnh hơn so với nửa bước đan nguyên cảnh nhân loại bình thường ngoài ra đám rắn nước màu đen chằng chịt dày đặc kia khí tức phần lớn đều ở cấp độ chân linh cảnh. Những sinh vật biển này, dường như men theo mùi máu, lao tới như thủy triều, chạy mau, ra đầu triệu phong run lên, lập tức, thân ảnh đám yêu thú các loại ở xung quanh, càng ngày càng nhiều, có một số thậm chí còn bay đến đỉnh đầu của mình. Phong lôi quyển, triệu phong phát động phong lôi chiến kỹ mang tính phạm vi, phong lôi quyển quét ngang toàn bộ mọi thứ trong phương viên một dặm, chỉ trong thoáng chốc, các sinh linh yêu thú trong hư không hải tiếp cận triệu phong đều tử vong một mảng lớn máu chảy thành sông thế nhưng khí tức huyết tinh giết chóc lại càng dẫn tới nhiều chủng tộc sinh linh cường đại ở sâu bên dưới đáy biển hơn phù triệu phong nghe thấy một tiếng hô hấp nặng nề kinh thiên từ bên dưới biển sâu chuyển đến e rằng có yêu thú cấp bậc tôn giả đã cảm ứng được đang nhanh chóng chạy tới bên này chỉ trong giây lát ngắn ngủi trong vòng ngàn dặm trên vạn đạo chủng tộc sinh linh trong hư không hải lao ra khỏi biển sâu nhảy lên tầng sương mù bên trên chủ nhân e rằng đây là lần đầu tiên ngươi tiến vào hư không hải rồi nơi này là địa bàn của sinh vật tại hư không hải không thể lưu lại huyết tinh giết chóc nếu không sẽ dẫn tới vô số chủng tộc hải dương cường đại khô lâu đường chủ ở bên trong vạn quỷ châu cũng bị kinh động triệu phong minh bạch bản thân mình đã phạm vào tối kỵ trước tiên thoát ra khỏi khu vực này đã dưới sự chỉ dẫn của khô lâu đường chủ triệu phong tận lực bay cao một chút vượt qua đám sinh vật biển đang chặn được truy kích trong hư không hải. Thế nhưng, cũng không thể bay quá cao được. Khu vực trên cao có thể xuất hiện cương phong. Cho dù là tôn giả cũng có thể bị xé rách thành mảnh vụn. Còn nữa, khu vực trên cao, hơi nước biển và sương mù mỏng manh, sẽ bị liệt dương phát ra từ thái cổ kim ô, thiêu rụi. Một khi bị ánh sáng của thái cổ kim ô chiếu thẳng đến, cho dù là vương giả hư thần cảnh, thân thể và linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Nhân loại trốn đi ra Âu, Trong những sinh vật biển này, không ngờ còn có chủng tộc sinh vật hình người. Làm ra như vảy cá, tay cầm trường xoa, miệng nói tiếng người. Vụt, Triệu Phong cũng không quan tâm, một hơi vượt qua hơn nghìn dặm, tận lực không chiến đấu. Những sinh vật biển dày đặc xung quanh, lúc này mới bớt đi một chút. Trong hư không hải, nguyên khí thiên địa mỏng manh, nhân loại không thích hợp chiến đấu tại nơi này lâu. Triệu Phong cảm giác chân lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, thiếu hụt nguồn bổ sung. Nếu tình huống này kéo dài, cần phải có ngoại vật như nguyên tinh thạch chống đỡ và khôi phục. Cùng lúc đó, phía sau Triệu Phong, cách ngoài mười dặm, một con thuyền toàn thân bọc kim loại, màu sắc u ám, dài hơn hai ba mươi trượng đang bay đến. Màu sắc của con thuyền này có chút tương đồng với tầng sương mù hơi nước, thậm chí dung hợp là một thể, vô thanh vô tức, khó có thể phát giác ra được. Lão đại, hình như là một tên tu vi chân chủ cấp đại thành, không ngờ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám đơn độc tiến vào hư không hải. Trên con thuyền kim loại rám này, xuất hiện một đám thân ảnh dữ tận hung hãn. Nhìn tiểu tử này bộ dạng nghèo kiết xác, cướp hắn ư, e rằng cũng không có chút chất bổ nào. Ngược lại còn bại lộ hành tích của chúng ta. Phu, Triệu Phong tạm thời giết ra khỏi lớp lớp vòng vây. Cuối cùng cũng thở phỏ một hơi. Chủ nhân, chúng ta bị một nhánh. Đoàn hải tặc hư không hải. Theo dõi, trong vạn quỷ châu, khô lâu đường chủ chợt mở miệng hải tặc hư không hải. Triệu Phong mới vừa ra sức phá vòng vây, quả thật không lưu ý, giờ phút này tĩnh tâm cảm ứng, mới hoàn toàn phát giác ra. Nguyên nhân trọng yếu chính là vì trong tâm hồn của Triệu Phong có khí tức ý chí tử vong, không thể đơn giản sử dụng thần linh nhãn, thậm chí còn phải che đậy triệt để năng lực của thần linh nhãn. Cho dù là giác quan linh thức, Triệu Phong cũng không thể gióng chống khua chiêng, vận dụng phạm vi lớn được. Linh thức giác quan là thuộc về phương diện tâm hồn, hải tặc hư không hải, là một loại hải tặc chuyên hoành hành tại hư không hải thường thường kết bè kết đảng ăn cướp những thương đội và người đi đường chẳng qua từ vẻ ngoài mà xét dường như những người này cũng không định ra tay với chủ nhân khô lâu đường chủ nói xong lời cuối cùng không khỏi lộ ra một tia kỳ quái hắn tinh thông bí hồn đạo quỷ bí tinh thần giác quan rất cường đại linh mẫn mà trên con thuyền kim loại màu xám kia đám hải tặc trò chuyện với nhau cũng không tránh được bị khô lâu đường chủ nghe trộm khiến cho khô lâu đường chủ giờ khóc giờ cười chính là những hải tặc hư không hài này lại cho rằng triệu phong nghèo kết xác chẳng có chất béo gì nên cũng lười muốn cướp khô lâu đường chủ cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình hiện nay như thế nào vốn liếng trong tay triệu phong e rằng ngay cả tôn giả đan nguyên cảnh thành danh nhiều năm như hắn cũng phải đỏ mắt điên cuồng không nói đến thần binh truyền thừa địa cấp và vạn quỷ châu quý giá vô thượng chỉ riêng những chân tài trên người Triệu Phong, cũng đủ vượt xa tông phái nhất tinh bình thường rồi. Trước khi rời đi, Triệu Phong đã khai thác một lượng lớn dị bảo quý hiếm trong di tích tử thánh, gần như chất đầy phân nửa cổ thiết giới chỉ. Những hài tặc hư không hài này, tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên trước mắt lại có một lượng tài phú mà cho dù bọn hắn có đánh cướp trăm năm ngàn năm, cũng khó mà đạt tới. Vụt vụt vụt, lúc này, những sinh vật biển phụ cận giải rác, vẫn từ khắp bốn phương tám hướng, truy kích Triệu Phong mặc dù triệu phong giết ra khỏi vòng vây nhưng vẫn chưa thoát ly hiểm cảnh đi hắn không dám dừng lại tiếp tục bay về phía xa trong đầu hắn tình huống địa lý khu vực bên cạnh của quần đảo vực thiên lô liền hiện ra rõ ràng mảnh khu vực này đều là một phần trong phạm vi của bát hoang sơn ánh mắt của triệu phong hướng về phía trước đáng tiếc là mắt trái của hắn đã khôi phục lại màu đen bình thường không thể nào nhìn xuyên thấu sương mù càng không thể chứng kiến được những địa phương xa xôi Vù, trong tầng vụ hải đằng sau, chiếc thuyền kim loại màu xám, vẫn vững vàng phi hành, lặng yên mà không phát ra chút khí tức nào. Chiếc thuyền kim loại kia, toàn thân bọc thép, chất liệu cứng rắn kỳ lạ, sinh vật biển bình thường công kích, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Bên trong chiếc thuyền kim loại, bố trí thành mười mấy gian phòng, tại chính giữa, thậm chí còn có một tiểu điện để nghị sự. Lão đại, mau đầu tiểu tử kia, không ngờ lại cùng tuyến đường phi hành với chúng ta liệu hắn có quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta không? Một tên ác hán mặt thẹo trong đám người, vẻ mặt âm độc nói, hư, hắn đã không biết tốt xấu như vậy, để ta qua giết hắn, con ruồi dù nhỏ thì cũng là thịt mà. Mấy tên hải tặc có chút mất kiên nhẫn, lúc này, triệu phong đang bay ở phía trước, lập tức khiến đoàn hải tặc này chú ý, không phải lý do gì khác, mà là lộ tuyến phi hành và tốc độ của triệu phong, đều rất giống chiếc thuyền kim loại, trước hết cứ nhịn một chút đã, trên vị trí thủ tọa, một thanh niên mặc áo lam kiểu văn sĩ vẻ mặt có vài phần anh tuấn không hề thích hợp với hình tượng thủ lĩnh đạo tặc hung ác chút nào tên thủ lĩnh hải tặc áo áo lam này dáng vẻ trầm tư trên mặt có một tia phiền muộn bực bội nói trong đám trùng tộc sinh vật biển vừa rồi còn có khí tức cấp bậc tôn giả nếu như vì một tên tiểu từ miệng còn hôi sữa ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng có giết chết hắn vạn lần cũng không đủ ngủ đắp lời này vừa nói ra những tên hải tặc vốn cảm thấy khinh thường triệu phong đều cảm thấy canh cánh trong lòng. Giết cũng không được, mà giết thì lại lo lắng ảnh hưởng. Vụt, Triệu Phong dựa theo địa đồ trong đầu, bay về phía trước. Điều khiến hắn kỳ lạ chính là đoàn hải tặc hư không hải ở phía sau. Chỉ nhìn chăm chăm hắn, nhưng lại không động thủ. Khô lâu đường chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Lúc này, những tên hải tặc kia, đều tiến nhập vào trong khoang thuyền kim loại. Hắn cũng không dám mạo muội xâm nhập nhìn trộm. Phi hành được mấy vạn dặm, trên bầu trời phương xa, ẩn ẩn hiện hiện một tòa sơn mạch cực lớn sừng sững trong hư không hải trong hư không hải càng là chỗ cao thì vụ hải càng mỏng manh đến cuối cùng thậm chí còn trong suốt bởi vậy dù cách thật xa vẫn có thể nhìn thấy sơn mạch khổng lồ không thấy điểm cuối kia đó chính là bát hoang sơn triệu phong cảm nhận được dòng chảy nguyên khí thiên địa mặc dù không bằng thanh hoa vực nhưng so với khu vực hư không hải bình thường còn nồng đậm hơn gấp mấy lần căn cứ theo địa đồ trong đầu Bát Hoang Sơn trong mấy trăm dặm gần đây, chính là khu vực duy nhất thích hợp để nhân loại sinh tồn, là vùng đất nghỉ chân, trong hư không hải vô biên, ngoại trừ các đảo vực giống như thanh hoa vực ra, còn có rất nhiều hạt bụi, bị nghiền nát, rơi rất rải rác, cũng không phải là lục địa trên ý nghĩa thực sự, những vùng đất này, đều có sa mạc, sông núi, đầm lầy, hồ nước, ngoài ra, còn có một số hình thức địa lý đặc thù, thiên kỳ bách quái không thể tưởng tượng nổi băng hoàng thương trước mắt nếu như luận phạm vi cũng lớn tương đương với địa vực hoành vân chủ thể là một sơn mạch khổng lồ kéo dài không dứt cùng lúc đó lão đại mục tiêu xuất hiện rồi trong con thuyền kim loại ở đằng sau phần đông đám hải tặc đều hiện ra thần sắc kích động tên thủ lĩnh hải tặc áo lam khẽ gật đầu nói đến gần thêm một khoảng cách nữa là có thể ra tay hừ cứ chờ đấy ta sẽ đồng thời nghiền nát mau đầu tiểu từ kia luôn. Ác hán có vết thẹo liếm liếm môi. Vụt, tốc độ của thuyền kim loại màu xám chợt nhanh hơn. Ồ, Triệu Phong đang bay ở đằng trước, chợt cảm thấy một tia dị thường, không phải là từ phía thuyền hải tặc ở đằng sau, lại bay thêm vài trăm dặm nữa. Trong vụ hải phía trước, chợt xuất hiện một cái lâu thuyền ám lam sắc nho nhỏ. Lâu thuyền ám lam sắc này tương đương với một tòa lâu các ba tầng, bên ngoài là tầng tầng phong áp màu lam nhạt, nhẹ nhàng đón gió vượt sóng trong hư không hải. Triệu Phong vừa đến gần, liền cảm thấy vài luồng khí tức cường đại, đều là cấp bậc nửa bước đang nguyên cảnh. Những khí tức kia áp bách đến, giống như đang bày trận đối với Triệu Phong. Triệu Phong đơn độc một mình, tại địa phương dị vực này, tự nhiên không muốn trêu chọc phiền toái, liền chuẩn bị tránh người qua một bên. Ha ha, chỉ là một chân chủ cấp đại thành, không ngờ giá một thân một mình. Hành tẩu trong hư không hải, tiểu tử này không phải là công tử ca của nhà nào trốn ra ngoài chơi đây chứ? Trên lâu thuyền ám lam sắc, xuất hiện một vài thân ảnh. Khi nhìn thấy Triệu Phong, cả đám đều buông lời trêu chọc. Hiển nhiên, với tu vi trần trụ cấp, một mình hành tẩu trong hư không hải, là tình huống tương đối hiếm thấy. Trên lâu thuyền ám lam sắc, người cầm đầu là một lão giả mặc áo hoa, khí tức tĩnh lặng, đứng chắp tay bên cạnh mấy người, đều là nửa bước đan nguyên cảnh, tôn giả đan nguyên cảnh triệu phong chợt cảm thấy một tia khí tức tinh thần mờ mịt đến từ trên người lão già mặc áo hoa kia ánh mắt của lão già mặc áo hoa chỉ nhàn nhạt đảo qua triệu phong không hề để ý chút nào những đảo vực gần đây đều cách xa nghìn vạn dặm tu vi của hắn và ta chênh lệch không nhiều lại có thể đi lại trong hư không hải quả thực rất giỏi một thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử truyền đến một thiếu nữ có tướng mạo bình thường xuất hiện bên cạnh tôn giả mặc áo hoa đôi mắt chất động nhìn trăm trăm triệu phong bộ dạng có chút khâm phục lời này vừa nói ra những thân ảnh đang bật cười ở xung quanh đều không khỏi sững sờ chỉ một chân chủ cấp đại thành đơn độc một mình vượt qua một quãng đường xa xôi như vậy trong hư không hải mà vẫn bình yên vô sự quả thực bất thường thiếu niên này khẳng định có vấn đề trên lâu thuyền ám lam sắc ánh mắt của mấy vị cường giả lớn tuổi đều lóe lên thần sắc có vài phần nghi vấn và đề phòng Triệu Phong đang chuẩn bị tránh đường cho lâu thuyền, chợt cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của những người này, cũng nghe thấy một vài lời nói chuyện của bọn họ, thiếu chút nữa không nhịn được mà trợn mắt. Đúng lúc này, một luồng sát cơ lẫm liệt từ trong vụ hải ở đằng sau chuyển đến, vụt, một chiếc thuyền kim loại màu xám đột nhiên tăng thêm tốc độ, tiếp cận phía bên này. Ồ, oh, tôn giả mặc áo hoa cầm đầu, chợt cảm thấy sự tồn tại của Triệu Phong có chút dị thường, liền triển khai linh thức dò xét. Mọi người cẩn thận. Gần đây có đoàn hải tặc hư không hải mai phục. Linh thức hắn vừa quét qua, sắc mặt lập tức đại biến. Ngay tức khắc, hơn 10 đạo thân ảnh trên lâu thuyền ám lam sắc, chợt như lâm đại địch. Ta đã nói rồi, tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Kẻ này e rằng chính là thám tử của đoàn hải tặc hư không hải. Trong đó, mấy vị cường giả lớn tuổi, kể cả tôn giả mặc áo hoa, đều dùng ánh mắt lạnh lẽo căm thù, hung hăng nhìn về phía triệu phong. Nhưng hiện nay, trọng điểm không phải là triệu phong trên thuyền kim loại màu xám có mấy chục đạ khí tức hung lệ cường đại phá không lao đến tên thủ lĩnh cầm đầu hải tặc là một văn sĩ mặc áo lam trong lúc bay đến dẫn động một luồng uy năng nguyên khí mênh mông không thể hình dung trên người nổi lên từng đợt gợn sóng thủy lôi màu lam nhạt không phải nghi ngờ tên thủ lĩnh hải tặc áo lam này cũng có tu vi đan nguyên cảnh không tốt không ngờ lại là đoàn hải tặc lam lôi trong lòng lão giả hoa y trầm xuống không khỏi hít một hơi thật sâu. Khi nhìn về phía, văn sĩ áo lam, kia, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ sâu sắc, đoàn hải tặc lam lôi, phụ cận bát hoang sơn, một trong mười đoàn hải tặc lớn nhất, trên lâu thuyền ám lam sắc, chợt nổi lên một trận xôn xao, vụt vụt vụt, đoàn hải tặc lam lôi có mấy chục đạo thân ảnh, trong những thành viên chiến đấu, tu vi thấp nhất cũng là chân chủ cấp đỉnh phong, nửa bước đan nguyên cảnh cũng có đến năm sáu người, mười mấy người trên lâu thuyền, kết thành trận thế như lâm đại địch bất luận là nhân số hay chất lượng cường giả tinh anh đoàn hải tặc lam lôi đều chiếm ưu thế tuyệt đối A, à, hai phe nhân mã vừa mới gặp nhau phía lâu thuyền chợt phát ra một tiếng hét thảm thiết lam lôi đạo tặc dừng tay trên lâu thuyền của lão hủ cũng không có vật gì quý trọng ngươi cần tiền chuộc gì có thể chậm rãi thương nghị cần gì phải chém giết sinh tử lão giả mặc áo hoa vội và ngăn cản tao ngộ phải hải tặc hư không hải phần lớn là vì tài vật chân bảo bản chất chính là một loại cướp đoạt tài nguyên có đôi khi thương độ nguyện ý trả phí qua đường hoặc tiền chuộc để bảo lãnh sự an toàn của nhân viên ha ha hoàng lão đầu ta không muốn tiền chuộc chỉ cần ngươi giao ra lâu lan cô nương ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống văn sĩ áo lam cười nhạt một tiếng lâu lan cô nương làm sao ngươi biết trên mặt lão giả mặc áo hoa tràn ngập hoảng sợ trong lòng trầm xuống không thể tin nổi văn sĩ áo lam tạm thời không công kích tự cười mà không phải cười nhìn về phía thiếu nữ có đôi mắt sáng mà tướng mạo bình thường bên cạnh lão già mặc áo hoa tuyệt không có khả năng tôn giả mặc áo hoa lạnh lùng nói cho dù có liều mạng lão hủ cũng phải hộ tống lâu lan cô nương đến tịnh nguyệt linh tông trên người nàng có ký thác kỳ vọng của lâu chữ thế gia giết sạch tất cả mọi người bắt giữ lâu lan chỉ thủy văn sĩ áo lam hờ hững ra lệnh thì ra là vậy triệu phong không khỏi tỉnh ngộ cuối cùng cũng minh bạch tại sao đoàn hải tặc lam lôi này vẫn một mực không ra tay với mình chẳng qua chuyện này cũng không có liên quan gì đến hắn triệu phong vẫn bất động thành sắc chuẩn bị rời đi chật chật tiểu mao đầu đứng trước mặt đoàn hải tặc lam lôi ta còn vọng tưởng chuồn đi một ác hán mặt thẹo mang theo hai gã hải tặc chân trù cấp đỉnh phong lao đến phía triệu phong chặn giết hai phe đội ngũ chạm mặt tại hư không hải chiến đấu lập tức bộc phát bên phía đám hải tặc hư không hải chiếm ưu thế áp đảo cả đám hải tặc đều hung ác cay độc phân tán ra khắp nơi vây quanh lâu thuyền phành phành hai đại tôn giả đang nguyên cảnh ở trên tầng trên của vụ hải giao phong với nhau nguyên khí thiên địa gào thét uy năng vô hình sinh ra phong bạo to lớn quét ngang diện tích mười dặm thủy lôi vô cực văn sĩ áo lam phất tay từng đạo ánh sáng thủy lôi chấn động cương nhu cùng xuất hình thành một tầng đồ án thủy mặc lôi văn có đường kính đến trăm trượng phốc phốc vài đạo trưởng quang kinh thiên hãi thế của lão già mặc áo hoa vừa tiếp cận tầng đồ án thủy mặc lôi văn trong chớp mắt đã suy yếu tán loạn thậm chí còn bị hấp thu một phần lực lượng khoảnh khắc tiếp theo đồ án của thủy lôi vô cực phát ra ánh sáng rực rỡ tạo thành một vòng xoáy ngược tan sát khắp nơi như hồng thủy sinh ra lực cắn trả không thể tưởng tượng phành giao phong một chiêu thân hình của lão già mặc áo hoa đã bị đẩy lùi vài bước, không nhịn được mà rên lên một tiếng. Ha ha, tình báo quả nhiên không sai. Hoàng lão đầu, với tu vi tiểu đan nguyên trung kỳ của ngươi, cho dù không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Văn sĩ áo lam cười sảng khoái, vận chuyển lôi thủy áo nghĩa huyền diệu, rất gao áp chế lão già mặc áo hoa. Thì ra, vị tôn giả mặc áo hoa bên phía lâu thuyền, bản thân mang thương tích chưa lành, chỉ phát huy được bảy tám phần chiến lực. Đan nguyên cảnh chia làm hai giai đoạn là tiểu đan nguyên và đại đan nguyên. Mỗi giai đoạn đều phân chia làm mấy cấp độ tiền. Trung, hậu kỳ. Ánh mắt triệu phong trượt đảo qua trận chiến giữa hai vị tôn giả đan nguyên cảnh. Tôn giả mặc áo hoa là tiểu đan nguyên trung kỳ. Thực lực và cấp độ. Đại khái tương đương khô lâu đường chủ. Còn văn sĩ áo lam. Tu vi cao tới tiểu đan nguyên hậu kỳ. Bất luận là tu vi hay là công pháp chiến kỹ huyền diệu. Văn sĩ áo lam đều mạnh hơn một bậc chính thức chiến triệu phong cảm thấy hứng thú chính là văn sĩ áo lam kia tham tu nhất mạch truyền thừa thủy lôi thủy lôi mộc lôi phong lôi đây đều là những truyền thừa liên quan đến lôi điện phong lôi truyền thừa của triệu phong chú trọng vào công kích và tốc độ còn thủy lôi truyền thừa của văn sĩ áo lam lại chú ý tới cương nhu giao hòa thôn tính lực lượng đối phương công phòng nhất thể luận phòng ngự thủy lôi truyền thừa của văn sĩ áo lam còn chiếm ưu thế hơn một bậc, tiểu mao đầu, ở trước mặt chúng ta, còn dám phân tâm sao?" Tên ác hán mặt theo mang theo hai gã hải tặc khác, hùng hổ giết tới. Thiếu niên trước mắt, dáng vẻ giống như không để tâm đến bọn hắn, thậm chí còn nhàn rỗi đi quan sát trận chiến của hai đại tôn giả đang nguyên cảnh. "Ha ha, có lẽ đây là lần đầu tiên tiểu tử này tiến vào hư không hải, chưa từng gặp qua tràng diện lớn như vậy." Một tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong khác lên tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường vụt vụt vụt, tên ác hán mặt thẹo và hai tên hải tặc nhanh chóng ấy đánh triệu phong. Một tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong trong đó huy động một cây roi lập loè ngân sắc, hóa thành từng đạo roi ánh rít gào như ngân long, quấn tới chỗ triệu phong. Thần binh linh cấp cực phẩm, sắc diện triệu phong có vài phần ngoài dự liệu. Thực lực của những hải tặc này quả thật nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng phó giáo chủ thiết huyết giáo đang sử dụng hắc ám quang luân. Phẩm cấp cũng chỉ tiếp cận thần binh linh cấp cực phẩm hoặc có lẽ có thể sánh ngang với linh cấp cực phẩm mà thôi mà tại hư không hải một tên hải tặc bình thường vừa ra tay đã xuất ra thần binh linh cấp cực phẩm cường đại nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì kỳ lạ đi lại trong hư không hải này yêu cầu thấp nhất cũng là chân chủ cấp những hải tặc hư không hải này có thể đánh cướp người đi đường và thương đội trong hư không hải tại khu vực địa bàn của mình khẳng định đều là những cường giả tuyệt đỉnh đứng trên đỉnh cao vụt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh doi ảnh ngân long gào thét lao đến, phong tỏa mọi đường lui của triệu phong. mà đó chẳng qua chỉ mới là công kích của một tên hải tặc mà thôi. hai người còn lại đứng ngoài quan sát, vẻ mặt đùa cợt châm chọc như đang xem kịch vui. hiển nhiên bọn hắn cho rằng muốn giết triệu phong thì chỉ cần một người là đủ. sở dĩ xuất động ba người chính là vì cố kỵ tốc độ của triệu phong. cút! thấy roi ảnh ngân long gào thét mà đến, triệu phong không né không tránh. Trong lòng bàn tay nổi lên một tầng ánh sáng phong lôi màu xanh đậm, khí tức phong lôi cường đại, quét ngang phương viên trăm trượng. A, à, tên hải tặc vừa ra tay, chỉ kịp hét thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ. Phốc, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một trận ánh sáng phong lôi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bổ lên người hắn. A, à, tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong kia hét thảm một tiếng, tử vong tại chỗ. Một màn đột biến này khiến cho tên ác hán mặt thẹo và tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong còn lại cảm thấy giật thót, thật nhanh, trong chốc lát, hai người đều có cảm giác như mình đang nằm mộng. vốn tưởng rằng có thể ra tay bắt giết tên, đầu lam, này, không ngờ chỉ trong nháy mắt, một tên hải tặc đồng bạn đã bị diệt sát. cẩn thận, phong lôi truyền thừa của tiểu tử này, thật phần cao thâm. trong mắt ác hán mặt thẹo lóe lên lệ quang, uy áp ý cảnh cường đại của nửa bước đan nguyên cảnh, lập tức bộc phát tên hải tặc còn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, không còn dám mượn cật nữa. Cho dù là tên ác hán mặt theo tu vi nửa bước đan nguyên cảnh, cũng không nắm chắc có thể một chiêu diệt sát tên hải tặc đồng bọn có tu vi chân chủ cấp đỉnh phong. Giết! Hai tên hải tặc, ánh mắt thoáng trao đổi dây lát, lập tức liên thủ chặn giết triệu phong. Chiêu thức cường lực của nửa bước đan nguyên cảnh và chân chủ cấp đỉnh phong, kèm theo phong áp quang ảnh cường đại, bao phủ triệu phong, uy thế bực này, muốn điều sát bất kỳ vị chân chu cấp bình thường nào cũng đều dễ như chờ bàn tay hãi trong vạn quỷ châu chuyển đến một tiếng thở dài khô lầu đường chủ âm thầm bi ai cho những tên hải tặc này tôn giả đan nguyên cảnh chết trong tay triệu phong cũng không phải chỉ có một hai người huống chi là những con tôm nhỏ này cho dù triệu phong không thể khinh suất vận dụng huyết mạch đồng tử nhưng tồn tại dưới đan nguyên cảnh hắn cơ bản không hề để vào mắt vụt công kích của hai đại hải tặc chỉ đánh trúng một đám tàn ảnh phong điện còn sót lại. A, à, một tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, hét thảm một tiếng, bị phong nhận sắc bén từ bên cạnh cắt thành hai đoạn. Hít, tên ác hán mặt thẹo duy nhất còn lại, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, gã thiếu niên trước mắt bày ra tốc độ thân pháp vô cùng cao siêu, ngay cả nửa bước đan nguyên cảnh như hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, đối diện với hắn, chỉ một chạm tiện tay là cắt đôi như cắt củ cải. Chuyện gì vậy? hai tên hải tặc thành viên chết thảm trong tay triệu phong lập tức khiến đám hải tặc hư không hải chú ý thậm chí ngay cả văn sĩ áo lam đang chiến đấu ánh mắt cũng thoáng lướt về phía bên này thế nhưng còn không đợi những tên hải tặc kia biết rõ tình huống triệu phong đã ra tay lần thứ ba chính diện chém thẳng về phía tên ác hán mặt thẹo tư vi nửa bước đan nguyên cảnh phốc 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 vẫn là một đạo phong nhận phong lôi Đổi lên một tia từ diệt phong lôi nho nhỏ khiến cho rất nhiều sinh linh ở đây đều phát ra sự lo sợ bất an đến từ bản năng. Bát đồ phong thiên quyền, ác hán mặt thẹo dốc hết toàn lực, thi triển Tuyệt Kỹ ẩn giấu, đánh ra tám đạo quyền quang hư ảo, mơ hồ tản mát một tia khí tức man hoang viễn cổ, tầng tầng phong tỏa, bao phủ cả một mảnh trời không. Không thể không thừa nhận, thực lực mà ác hán mặt thẹo này bày ra đã vượt qua Thiết Ma, thậm chí vượt qua rất nhiều nửa bước đan nguyên cảnh tại Thanh Hoa vực. Thế nhưng dưới một chàm ẩn chứa từ diệt phong lôi của triệu phong bí kỹ cường đại của ác hán mặt thẹo vẫn ầm ầm tan vỡ không chịu nổi một kích a à, thân thể của tên ác hán mặt thẹo bị chém thành hai đoạn để lại hai mảnh tứ chi cháy đen như than cốc một màn này khiến cho hai phe đội ngũ trên lâu thuyền và hải tặc đều cảm thấy nội tâm run rẩy thiếu niên này có chiến lược thật đáng sợ trong mắt hai phe đội ngũ lộ ra một tia kính sợ thậm chí là sợ hãi trong giây lát một người tu vi nửa bước đan nguyên cảnh, hai hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, đã bị chính tay thiếu niên kia giết chết. Thiếu niên này quả thực không đơn giản, ta tại bát hoang sơn cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, thế nhưng so với hắn, căn bản là không đáng nhắc tới. Bên phía lâu thuyền, đôi mắt thiếu nữ, lâu lan chỉ thủy, sáng lên, khiếp sợ đến líu lưỡi, trong lòng thật lâu vẫn không thể khôi phục, liên tiếp tổn thất hai ba hảo thủ hải tặc. Tình huống bên này đã khiến cho Văn sĩ áo lam, chú ý, ồ, công pháp của thiếu niên kia chẳng lẽ là, Văn sĩ áo lam chú ý đến tình huống bên này, không khỏi giật mình. Không chỉ thực lực của Triệu Phong, mà bí pháp phong lôi huyền ảo của đối phương cũng khiến cho Văn sĩ áo lam hết sức coi trọng. Văn sĩ áo lam tu luyện công pháp thủy lôi truyền thừa nhất mạch, nhưng hắn tự thấy rằng công pháp truyền thừa của mình căn bản không thể nào so sánh với phong lôi truyền thừa của Triệu Phong được. Hồng Tam giao tứ văn sĩ áo lam phất tay đánh lão già mặc áo hoa thổ huyết nghiêm giọng hạ lệnh cho hai tên thủ hạ đắc lực lão đại chúng ta sẽ giữ chân tên tiểu tử kia trong đám hải tặc đang công kích lâu thuyền chợt có hai tiểu đầu mục khí tức cường đại rút khỏi lần lượt là một lão già chán cao cầm trượng và một nam tử xấu xí toàn thân đều là lân phiến đặc thù tu vi của hai người này cũng là nửa bước đan nguyên cảnh nhưng khí tức trên người so với ác hán mặt thẹo lúc trước còn mạnh hơn hai phần nhãi con, dám giết huynh đệ của ta, ta sẽ lột ra nhà ngươi, nam tử xấu xí toàn thân lân phiến, cười giữ tợn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phiến đao xích hắc, phiến đao xích hắc này, tản mát ra khí tức thần binh địa cấp đáng sợ, những sinh linh trong mảnh hư không phụ cận, đều có cảm giác hít thở không thông, tàn phiến thần binh địa cấp, ánh mắt triệu phong lập tức ngưng tụ, lão già chán cao cầm trượng, cây đà trượng trong tay, lại càng đặc thù hơn khí tức dao động giữa linh cấp cực phẩm và địa cấp hạ phẩm. Thần binh ngụy địa cấp, trong vạn quỷ châu, khô lâu đường chủ thấp giọng hô một tiếng. Về thần binh ngụy địa cấp, Triệu Phong cũng từng nghe qua, đó là lấy, tàn binh địa cấp, làm tài liệu hạch tâm, dung nhập với tài liệu tinh túy là thần binh linh cấp, chế tạo thành một kiện thần binh nguyên vẹn, thần binh ngụy địa cấp, mặc dù quy lực không bằng thần binh địa cấp chính thức, nhưng so với tàn binh địa cấp, lại càng nguyên vẹn hơn tiểu bối chết đi lão giả cầm đạt trượng và nam tử lân phiến đồng thời xuất thủ trên trời xuất hiện hai luồng hư ảnh thần binh địa cấp khổng lồ mơ hồ phát ra sức mạnh to lớn bễ nghệ thiên hạ triệu phong động dung lập tức bị hai luồng khí tức của thần binh địa cấp khóa chặt hai người này liên thủ cho dù gặp phải tôn giả bình thường cũng có thể miễn cưỡng chống lại một lúc ánh sáng phong lôi trên người triệu phong càng lúc càng rực rỡ nổi lên từng tia khí tức tử diệt phong lôi càng thêm rõ ràng vụt tốc độ thần pháp cùng với uy lực công kích quyền trưởng tăng lên một cấp độ mới phành 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 ầm ầm một tầng ánh sáng phong lôi hình thành một trạm phong bạo cực lớn phát ra một luồng khí tức hủy diệt nguyên thủy thấu triệt sinh linh lão giả cầm đạt trượng và nam tử lân phiến đều không hề sợ hãi liên thủ đánh nát phong lôi quyền trước mặt nhưng đồng thời một đạo quang ảnh phong điện trói mắt chợt lóe lên lao ra khỏi sự liên thủ chặn giết của hai người lại lần nữa phản kích, tử diệt phong lôi tiên. Trong tay triệu phong ngưng kết một sợi roi phong lôi màu tím xanh, dài đến hơn 10 trượng, rít gào chấn động một phương uy năng nguyên khí phong lôi trong thiên địa. Phành phành, ầm, tử diệt phong lôi tiên, tung bay đầy trời, phong lôi oanh tạc, tràn ngập một luồng khí tức phong lôi hủy diệt, giao kích với hai tiểu đầu mục hải tặc. Tiểu tử này tham tu truyền thừa gì vậy? Chiến lực thật đáng sợ. Hai tên tiểu đầu mục hải tặc có tàn binh địa cấp và thần binh ngụy địa cấp trong tay, lại hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn, Tử Diệt Phong Lôi chẳng lẽ là truyền thừa do vị Phong Lôi Đại Đế đầy tính truyền kỳ kia lưu lại? Văn sĩ áo lam đang đánh nhau với Tôn Giả, trong lòng chợt máy động, hoàn toàn bị tình huống phía bên kia thu hút, chẳng lẽ thật sự là truyền thừa của vị Phong Lôi Đại Đế đầy tính truyền kỳ kia lưu lại? Trái tim Văn sĩ áo lam đập thình thịch, lực chú ý bị tình huống bên kia hấp dẫn công pháp hệ thống mà hắn tham tu, chính là nhất mạch truyền thừa, thủy lôi, những truyền thừa và những nhân vật trong truyền thuyết có liên quan tới lôi đạo. Hắn tự nhiên có sự hiểu biết nhất định, phóng mắt khắp, thương hải, mênh mông bao là bát ngát này, trong số phần đông nhân vật trong truyền thuyết của lôi đạo, phong lôi đại đế, tuyệt đối là người nổi bật nhất, vạn năm trước, phong lôi đại đế, lực áp mấy đại linh vực thánh địa, tốc độ ngạo thị thương hải, về phần những truyền thuyết của phong lôi đại đế văn sĩ áo lam thân là hải tặc kế thừa lôi đạo tự nhiên đã từng nghe qua căn cứ đủ loại dấu hiệu hắn hoài nghi rằng thiếu niên trước mắt có lẽ đã nhận được truyền thừa của phong lôi đại đế tốc độ của kẻ này siêu việt nửa bước đang nguyên cảnh còn thi triển ra tử diệt phong lôi đặc thù trong truyền thừa của phong lôi đại đế lấy sức một mình chống lại hồng tam và giao tứ đây tuyệt đối không phải là chuyện mà cường giả tham tu truyền thừa bình thường có thể làm được phải biết rằng hồng tam và giao tứ đã từng liên thủ ngăn cản một tôn giả đang nguyên cảnh văn sĩ áo lâm phân tích một hồi càng thêm khẳng định suy đoán của mình trong mắt hắn mơ hồ nổi lên một tia tham lam không thể ngăn chặn nội tâm đang phấn khích kích động được đây chính là truyền thừa y bát của một vị đại đế huống chi phong lôi đại đế cũng không phải là đại đế hư thần cảnh bình thường ngày xưa tại thương hải gần như không có mấy người có thể làm gì được ông ta từ diệt phong lôi tiên triệu phong thi triển bí kỹ phong lôi huyền ảo dùng sức một mình chống lại hai đại thủ lĩnh hải tặc vậy mà không hề rơi xuống hạ phong chút nào còn mơ hồ nắm giữ quyền chủ động cuốn lấy hắn lão giả cầm đạt trượng và nam tử lân phiến xấu xí càng đánh càng kinh hãi hai người đã không còn hy vọng xa vời có thể chế ngự triệu phong mà làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh hải tặc áo lam trước tiên dây dưa cầm chân với triệu phong đã rồi tính chiến lược của hai người này so với lữ thiên nhất trước lúc tấn chức tôn giả còn lợi hại hơn một chút khuôn mặt triệu phong có chút rung động nếu không xuất ra một vài đoàn sát thủ trong thời gian ngắn quả thật không dễ giải quyết hai người này dù sao thì hai tiểu đầu mục hải tặc này liên thủ gần như có thể chống lại cả tôn giả đang nguyên cảnh triệu phong cũng không nóng lòng tiến độ tìm hiểu phong lôi tử sắc của hắn đã vượt qua một phần năm nhưng cơ hội vận dụng thực chiến cũng không nhiều thực lực của hai tên tiểu đầu mục hải tặc này cũng không tệ rất thích hợp để lấy ra. Thử đao, bằng không, Triệu Phong chỉ cần xuất ra băng hoàng thương, hoặc phát động quỷ thi chớ chú đại trận, như vậy cũng đủ giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn rồi. Thậm chí, hắn có thể không cần ra tay, chỉ cần gọi khô lâu đường chủ ra cũng đủ dọn dẹp. Trong chiến đấu, Triệu Phong không ngừng vận dụng tử diệt phong lôi áo nghĩa trong đầu, thông qua thực chiến, nghiệm chứng một vài phỏng đoán và lĩnh ngộ, vụt, tốc độ thân pháp của Triệu Phong, huyễn biến trong phong điện khí tức tử diệt phong lôi trên người, cũng càng phát càng ngưng luyện, trôi chảy, hắn không cần phát động. Phong lôi chi dực, thì tốc độ cũng đã vượt xa hai người, tiếp tục giao phong một thời gian, lão giả cầm đạt trượng và nam tử lân phiến, càng đánh càng kinh hãi, áp lực gặp phải không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Cùng lúc đó, một phương nhân mã trên lầu thuyền, cũng lâm vào vòng vây, chưa thoát ly được nguy cơ. Cũng may là bên phía hải tạc đã điều đi lão giả cầm đạt trượng và nam tử lân phiến. Ngoài ra, còn có ba người ban đầu bị triệu phong giết chết, người trên lâu thuyền, trong chốc lát còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Thế nhưng, cục diện của tôn giả mặc áo hoa, thủ lĩnh của phía lâu thuyền, thì lại tràn ngập nguy cơ. Hoàng lão đầu, với thân thể trọng thương của ngươi, nếu kiên trì thêm thời gian uống cạn nửa chung trà, e rằng sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa đâu. Sắc mặt văn sĩ áo lam trở nên âm trầm, lão giả mặc áo hoa không hề để ý đến việc phải trả một cái giá lớn vẫn kiên cường dựa vào địa thế hiểm yếu chống cự khiến hắn có chút căm tức lúc này thủ lĩnh hải tặc áo lam đã có chút nóng vội lo lắng triệu phong sẽ đào tẩu quả thực hắn lo lắng triệu phong sẽ bỏ chạy bởi vì tốc độ của triệu phong hoàn toàn áp chế hai tiểu đầu mục hải tặc nếu muốn chạy trốn thì cũng không gặp phải bao nhiêu khó khăn chẳng qua muốn trong chốc lát đánh chết một vị tôn giả độ khó cũng không nhỏ cho dù là một tôn giả đang nguyên cảnh bị trọng thương đi nữa ngay lập tức tại phía bên kia ưu thế của triệu phong càng lúc càng lớn dần dần chiếm thượng phong trong đầu hắn thế giới phong lôi truyền thừa hoang cổ và các loại lực lượng phong lôi với đủ môn hình vạn trạng hiện ra việc tìm hiểu của triệu phong hiện đang đặt tại giai đoạn phong lôi tử sắc này thông qua trận chiến phong lôi áo nghĩa của triệu phong đã thu được đủ loại nghiệm chứng cũng hiểu thông suốt giai đoạn này từ diệt phong lôi xả vũ phong lôi tiên do ánh sáng tím xanh trong tay triệu phong ngưng kết nhảy múa càng trở nên ngưng luyện và cường đại ẩn chứa lực lượng tử diệt phong lôi càng phát càng tinh thuần hơn nữa phong lôi tiên kia xuất hiện vô cùng sống động phong lôi chi xà thế công xảo trá vô khổng bất nhập mắt thường nhìn lại chỉ thấy quanh người triệu phong có một chuỗi phong lôi chi xa hùng vĩ rực rỡ vặn vẹo uốn lượn kéo động vô số tàn quang phong ảnh thế công liên miên bất tuyệt phúc 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 lão giả cầm đà trượng và nam tử lân phiến, toàn toàn lâm vào cục diện chịu đòn. Tinh thần cảnh giới của Triệu Phong vô cùng cao thâm, có thể sánh ngang với tôn giả đang nguyên cảnh, uy năng phát ra cường đại, truyền thừa phong lôi được khai thác triệt để. Không nên đấu lâu, Triệu Phong tăng mạnh thế công, phát huy hoàn toàn ý cảnh cấp độ tôn giả, mặc dù hắn đã cắt đứt huyết khế với bò cặp biến dị khổng lồ. Nhưng dù sao cũng đã dẫn tới sự chú ý của ba đại tông phái. Không tốt, phía bên kia sắc mặt của tên thủ lĩnh hải tặc áo lam trượt đại biến trong tầm mắt của hắn tên thiếu niên thần bí không rõ lai lịch kia đang liên tiếp đánh lui hai tiểu đầu mục tinh anh của đoàn hải tặc lam lôi a à, lão giả cầm đạt trượng và nam tử lân phiến cùng gào lên thảm thiết trên người lưu lại một vài vết thương công kích của triệu phong ẩn chứa lực lượng tử diệt phong lôi những thương thế do khí tức lực lượng hủy diệt tạo thành khó mà khôi phục được không lâu sau hai tên tiểu đầu mục hải tặc bắt đầu bại lui thương thế không ngừng tăng lên. Nhưng tốc độ của hai người, há có thể so sánh với triệu phong. a à, nam tử lân phiến hét thảm một tiếng. Một chân bị phong lôi xà tiên cuốn lấy. Toàn thân run rẩy bốc lên khói đen. Rắc rắc, hắn bỏ qua một chân, bất chấp việc trả giá do thiêu đốt chân linh nguyên. Liều mạng trọng thương mới miễn cưỡng bảo trụ được một mạng. Vụt, thân hình của triệu phong lại lần nữa chấp động. Phong lôi xà tiên đánh trúng lưng lão giả cầm đà trượng, lão giả cầm đà trượng phun ra một ngụm máu. Thân thể bị đẩy xa hơn trăm trượng. Cứu mạng, chạy mau, hai tên tiểu đầu mục hải tặc chạy chối chết. Nếu không chạy thì bọn hắn sẽ phải bỏ mạng. Hừ, phong lôi xà tiên trong tay triệu phong. Hào quang không giảm, cũng không để ý đến giao phong giữa hai bên. Hướng về một phía khác mà bay đi. Ồ, đội ngũ hai bên, đều không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu. Sau khi triệu phong đánh trọng thương hai tên tiểu đầu mục, cũng không tiếp tục đuổi giết cũng không trợ giúp mà trực tiếp quay đầu bỏ đi tiểu bối đứng lại cho ta thủ lĩnh hải tặc áo lam rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn thất giọng hét lên một tiếng nhất thời hắn lâm vào cục diện hai bề khó khăn nếu như hắn bỏ mặc lão già mặc áo hoa bên phía hải tặc không có tôn giả tọa chấn sẽ lâm vào tình cảnh bị tàn sát hơn nữa một khi đuổi giết triệu phong rất có thể sẽ bị lão già mặc áo hoa và triệu phong hai mặt giáp công với chiến lược tiếp cận tôn giả của triệu phong nếu liên thủ với tôn giả mặc áo hoa thế cục cũng không quá lạc quan ai dám kết luận rằng triệu phong không còn đòn sát thủ nào khác dù sao thì đối phương cũng là người nhận được truyền thừa của phong lôi đồng hỏa nhưng nếu để triệu phong rời đi rất có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận được truyền thừa y bát của phong lôi đại đế tiểu huynh đệ đám hải tặc hư không hải này đều là địch nhân của chúng ta nếu có thể liên thủ cùng đánh lui cường địch lão hủ vô cùng cảm kích lão già mặc áo hoa cũng cao giọng hét lên lời này vừa nói ra sắc mặt của tên thủ lĩnh hải tặc áo lam lại biến đổi một khi triệu phong gia nhập phía lâu thuyền cục diện sẽ nhanh chóng thay đổi bất ngờ chính là triệu phong không lựa chọn giúp đỡ lâu thuyền cũng không để ý đến thủ lĩnh hải tặc áo lam dựa theo lẽ thường triệu phong bị phía hải tặc công kích sẽ lựa chọn hỗ trợ lâu thuyền như vậy mới phù hợp lẽ thường và đạo nghĩa nếu các hạ có thể xuất thủ cứu giúp tiểu nữ tử nguyện ý đáp ứng mọi yêu cầu. Lâu lan ra cũng sẽ báo đáp gấp 10 lần, một thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng. Từ phía lâu thuyền truyền đến, chủ nhân của thanh âm này, chính là lâu lan chỉ thủy. Lúc này, dung mạo bình thường của lâu lan chỉ thủy đã không còn. Ngược lại bày ra một gương mặt xinh đẹp như ngọc, da trắng như tuyết xứ, không chút tì vết, hiện động một tầng ôn hồng, có chút thẹn thùng, tư thái động lòng người, lâu lan cô nương, song phương địch ta, một vài nam tử thoáng lâm vào kinh diễm si mê trong chốc lát, có thể hình dung như thế này. Trong thế giới vụ hải mênh mông, có một vị tiểu mỹ nhân khuynh thành tuyệt mỹ, dáng vẻ động lòng người, giống như khoảnh khắc đẹp nhất lúc hoàng hôn, nhất là câu nói, tiểu nữ tử nguyện ý đáp ứng mọi yêu cầu, càng khiến cho lòng người dao động. Chỉ tiếc, câu nói này lại nhằm vào một người không thuộc hai bên địch ta, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, thiếu niên trong tầm mắt lại giống như đầu đất, vẫn thờ quay đầu bay đi đội ngũ xong phương không khỏi ngạc nhiên đối mặt với sự hấp dẫn đến từ lời hứa của lâu lan chỉ thủy và báo ân của lâu lan gia vậy mà tiểu tử kia lại không phản ứng chút nào ồ không đúng bên phía hải tặc trời phát hiện một chuyện dị thường triệu phong cũng không phải bay về phía bát hoang sơn ban đầu mà là đang bay ngược lại vụt triệu phong hóa thành một trận lôi quang vượt qua vụ hải tiếp cận thuyền kim loại màu xám đây chính là thuyền hải tặc của đoàn hải tặc lam lôi a à, trên thuyền kim loại màu xám một vài hải tặc hậu cần đóng quân trên đó tu vi chỉ là chân trụ cấp tiểu thành đại thành lập tức bị hù cho hồn phi phách tán bịch triệu phong hạ xuống trên thuyền kim loại màu xám chủ nhân con thuyền hư không hải này vô cùng tốt lại dùng hải ngân tinh quý hiếm làm tài liệu lực phòng ngự mạnh thích hợp phi hành tại hư không hải nếu như đoán không sai con thuyền hư không hải này còn có thể lặn xuống dưới biển sâu, tiến hành ngụy trang trong vạn quỷ châu. Khô lâu đường chủ tạc tấm tắc nói, hiển nhiên, đối với con thuyền hư không hải này, khô lâu đường chủ hết sức hài lòng. Tiếp đó, triệu phong cũng không cần tốn bao nhiêu công sức, lập tức đánh đuổi đám hải tặc hậu cần trên thuyền. Hắc hắc, có đủ nguyên tinh thạch và một số nhân thủ là có thể khống chế con thuyền này ngao du hành tẩu trong hư không hải, mà người trên thuyền cũng có thể giảm bớt mệt mỏi phi hành để dành thời gian đó mà tham tu tốt hơn khô lâu đường chủ nói bởi vì cần một ít nhân thủ để điều khiển con thuyền hư không hải cho nên triệu phong mới lưu lại một vài người sống trên thực tế cướp đoạt con thuyền hư không hải này cũng là chú ý của khô lâu đường chủ triệu phong nghe xong những lời của hắn cũng vô cùng động tâm dù sao thì cũng không cần khổ cực phi hành lại có thể tiết kiệm thời gian dùng cho việc tu luyện dù sao triệu phong muốn tìm đến thiên thánh cầm cung thì cũng phải vượt qua một đại hải vực thuộc sự quản hạt của linh vực thánh địa. Đường xá xa, xa xôi gian khổ, quả thật cần có một con thuyền. Tặc tử vô sỉ, tên văn sĩ áo lam đang đại chiến thế vậy, thiếu chút nữa không nhịn được mà nổi điên. Những lo lắng trước kia của hắn, đều là dư thừa. Triệu Phong chẳng những không bỏ chạy, còn thừa cơ trộm con thuyền hư không hải của đám hải tặc. Bên phía đoàn hải tặc lam lôi, mọi người đều kinh hãi mắng lớn. Thân là hải tặc, Bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trên hư không hải, giao phong giữa hai bên, gần như thoáng dừng lại. Thì ra, ở đằng sau, triệu phong đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tặc tử vô sỉ này, mau ngăn cản, không thể để thuyền, lam lôi hải thiên, rơi vào trong tay đám chuột nhát được, bên phía hải tặc hư không hải, mọi người thoáng sững sờ, sau đó chửi ẩm lên, bên phía lâu thuyền đám người lâu lan chỉ thủy nhìn thấy triệu phong nhanh nhẹn thuần thục cướp đoạt thuyền lam lôi hải thiên không khỏi trợn mắt há hốc mồm lá gan của thiếu niên này thật lớn ngay cả thuyền của đoàn hải tặc lam lôi mà cũng dám cướp đoàn hải tặc lam lôi chính là một trong mười đoàn hải tặc hư không hải lớn nhất phụ cận bát hoang sơn khiến không ít cường giả du hành thậm chí các lộ thương đội vừa nghe tin đã sợ mất mất mặc dù đoàn hải tặc lam lôi trong số phần đông các đoàn hải tặc chiến lực không xếp hàng đầu nhưng tính cơ động ẩn nấp lại vượt qua phần lớn các đoàn hải tặc khác. Ưu thế lớn nhất trong đó, chính là nhờ vào thuyền hư không hải tốt. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên này đã có mấy trăm năm lịch sử, là một trong những con thuyền hư không hải có tính năng mạnh nhất tại khu vực Bát Hoang Sơn. Bất kể là tốc độ, tính ẩn nấp, hay lực phòng ngự, đều là nhất lưu. Lý nào lại như vậy? Dù là văn sĩ áo Lam tính tình trầm ổn ẩn nhẫn, cũng bị chọc giận. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn rong ruổi khắp vùng. Bát Hoang Sơn này, nếu như thuyền bị người ta cướp đoạt, đoàn hải tặc Lam Lôi cũng sẽ bị xóa tên trong 10 đoàn hải tặc hư không hải lớn nhất. Thủy Lôi Phiên Thiên Thủ, văn sĩ áo lam bất chấp phải trả một cái giá lớn, thúc dục bổn nguyên trong cơ thể, đánh ra một quang thủ khổng lồ, phát ra từng đợt gợn sóng, bao trùm phạm vi nửa dặm, một luồng áp lực vô tận giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, lôi quang sáng tối vạn vẹo, hoàn toàn phong bế cả một khu vực. Phành, lão giả mặc áo hoa vốn đã bị thương, lập tức bị phiên thiên thủ đánh bay ra ngoài một trượt ọc lão già mặc áo hoa thổ ra một búng máu thân hình lảo đảo thiếu chút nữa rơi vào hư không hải tiểu bối dám trộm đoạt thuyền hư không hải của ta văn sĩ áo lam nổi giận đùng đùng trên mặt dần nổi lên một tầng lãnh ý tàn nhẫn giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả đẩy lui lão già mặc áo hoa sau đó giết ngược trở về quay lại chế ngự tên tặc tử kia đoạt lại thuyền văn sĩ áo lam quát một tiếng hạ lệnh xuống. Sau đó dẫn đầu đám hải tặc rút lui, giết ngược về phía Triệu Phong. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên chính là căn cơ của đoàn hải tặc, nhất quyết không thể để mất. Huống chi, tiểu tử kia rất có thể đã nhận được truyền thư y bát của Phong Lôi Đại Đế, phải cố gắng tận dụng thời cơ. Tại phía khác, tôn giả mặc áo hoa, có vẻ ngoài dự liệu, văn sĩ áo lam chỉ cần có đủ quyết tâm là có thể giết chết mình, nhưng nếu vậy thì cũng sẽ không kịp giải quyết Triệu Phong mọi người trên lâu thuyền đều lộ vẻ hồi hộp, đồng thời có chút kinh ngạc. Ngay lập tức, người trên lâu thuyền liền lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Đoàn hải tặc lam lôi đột nhiên hạ lệnh rút lui, giết về phía Triệu Phong. Hắc hắc, tiểu tử kia lúc trước đối với chúng ta là thấy chết mà không cứu, bây giờ đến lượt hắn gặp phải suy xẻo rồi. Một vài người trên lâu thuyền nhìn thấy mà có chút hả hê, mọi người đồng loạt tán thành phụ họa. Hoàng Bá, thiếu niên kia thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực siêu phàm, chúng ta có thể cứu hắn. Liên thủ đối kháng hải tặc, như vậy cũng nắm chắc bốn, năm thành, bằng không. Sau khi đoàn hải tặc lam lôi diệt sát hắn, vẫn có thể quay lại đây. Đôi mi thanh tú của Lô Lan chỉ thủy khẽ cao lại, thấp giọng phân tích, nói thật, lúc trước, nàng cũng rất chán ghét đối với hành vi, thấy chết mà không cứu, của Triệu Phong, nhưng thế cục đã tới mức này, liên thủ với Triệu Phong mới là đường ra tốt nhất, chỉ thủy. Lão già mặc áo hoa có chút cay đắng, khẽ lắc đầu, dùng linh thức truyền âm, cho dù chúng ta liên thủ với thiếu niên kia, cũng chỉ có một con đường, đó là diệt vong, sinh lộ duy nhất chính là phải nhanh chóng mang người rút về Bát Hoang Sơn, hơn nữa, còn phải bỏ qua tất cả mọi người trên lâu thuyền. Lâu Lan chỉ thủy nghe vậy, hoa dung thất sắc, nhìn về phía lão già mặc áo hoa với vẻ khó tin, hiển nhiên, lão già mặc áo hoa bị thương còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng lúc này có lẽ đang cố gắng cưỡng chế thương thế. Một kích trước khi rời đi của Lam Lôi Đạo Tặc đã khiến cho bổn nguyên của tôn giả mặc áo hoa suy giảm sâu sắc, bỏ qua tất cả mọi người trên lâu thuyền. Lâu Lan chỉ thủy lộ vẻ không đành lòng, trên gương mặt trắng trẻo như tuyết sứ lộ ra một tia dần vặt. Nhưng nếu như không làm vậy, cho dù tôn giả mặc áo hoa có cường thịnh trở lại, xông lên tác chiến thì vẫn có đến tám chín phần vẫn lạc. Lúc đó, mọi người đều không thể chạy thoát. Chỉ thủy mau chóng theo ta quay trở về bát hoang sơn. Nhân lúc tiểu tử kia còn có thể kiềm chế một lúc, lão già mặc áo hoa chùi đi vết máu bên khóe miệng. Thân hình lảo đảo, hạ xuống trước mặt lâu lan chỉ thủy. Chẳng lẽ, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Lâu lan chỉ thủy xấu hổ không đành lòng. Đôi mắt trong suốt nhìn về phía thiếu niên trong tầng sương mù phía xa. Giờ phút này, văn sĩ áo lam đã dẫn đầu đám hải tặc. Đánh về phía triệu phong đang ở trên thuyền kim loại màu xám có chút ngoài dự liệu đó là thiếu niên kia vẫn chậm rãi điều khiển thuyền kim loại màu xám sau đó nhàn nhã nhìn đám người văn sĩ áo lam bao vây trong lòng văn sĩ áo lam hoài nghi có cạm bẫy cũng không lập tức ra tay tôn giả mặc áo hoa ở đằng sau cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước biểu hiện của triệu phong đương nhiên thực lực của triệu phong càng mạnh đối với việc bọn họ trốn chết lại càng có lợi chú ý trước hết hãy bắt tiểu tử kia lại thủ lĩnh hải tặc áo lam âm thầm ra lệnh, sau đó mang theo một đạo thủy lôi quang vân, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến Triệu Phong, Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng thủy lôi huyền diệu hùng hậu, giống như sấm chớp, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, liên tục trùng kích, lực lượng thủy lôi này cương mãnh bá đạo, lại nhu hòa không dứt, phong lôi trì hoàn, thân hình Triệu Phong bay lên, quanh người nổi lên từng vòng phong lôi tím xanh ngưng luyện rực rỡ những vòng tròn này liên tục trùng kích khắp bốn phương tám hướng mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra mấy chục vòng phong lôi chấn động cao tốc công phòng nhất thể phành hai loại lực lượng lôi điện mãnh lực giao phong một kích trên biển sương mù tại tốc độ công kích lôi đạo đơn thuần triệu phong có ưu thế nhất định khí tức từ diệt phong lôi có tốc độ ngạo thị thiên hạ đây nhất định là truyền thừa của phong lôi đại đế rồi còn may tiểu tử kia chỉ mới tìm hiểu được một phần của từ diệt phong lôi thủ lĩnh hải tặc áo Lam muốn bắt giữ triệu phong cho nên chỉ phát huy sáu bảy thành chiến lực, phành phành những vòng phong lôi đang quanh vòng tròn quanh người triệu phong bỗng nhiên ảm đạm, đồng thời vỡ thành từng mảnh nhỏ thân hình của hắn nhanh chóng thối lui, lực lượng thủy lôi của lam lôi đạo tặc này công lực thật thâm hậu huyền ảo, mặc dù truyền thừa của triệu phong có đẳng cấp rất cao, tốc độ công kích còn chiếm ưu thế, nhưng vẫn không thể chống lại đạo tặc đã tu luyện thành danh mấy trăm năm thực lực tu vi của tên thủ lĩnh hải tặc áo lam không hề thua kém thủy vận trưởng lão là bao đều là tiểu đan nguyên hậu kỳ với tình trạng của triệu phong hiện nay không thể khinh xuất sử dụng huyết mạch đồng tử tối đa chỉ có thể chống đỡ tiểu đan nguyên sơ kỳ và tiểu đan nguyên trung kỳ mà thôi thủ lĩnh hải tặc áo lam cũng không dốc toàn lực chỉ ngăn cản triệu phong mà thôi băng hoàng thương du đấu một hồi triệu phong lại xuất ra một phần khí tức lực lượng của hư ảnh băng hoàng thương bất chợt một luồng hàn uy đóng băng thiên hạ lập tức cuốn thẳng tới phía tên thủ lĩnh hải tặc áo lam. Tiểu tử này cũng có tàn binh địa cấp, e rằng không phải tầm thường. Tên thủ lĩnh hải tặc áo lam không những không sợ, ngược lại còn lấy là mừng rỡ. Cho dù tàn binh cùng cấp, cũng có tranh lệch khác biệt. Ví dụ như một vài mảnh vỡ hoặc tàn phiến thần binh địa cấp, có hạ phẩm, có trung phẩm, thậm chí có thượng phẩm và cả thần binh truyền thừa địa cấp nữa. Đáng tiếc, nếu tiểu bối này sớm liên thủ với ta, như vậy còn có hy vọng đánh lui lam lôi đạo tặc lão già mặc áo hoa cũng giật mình trước thực lực của Triệu Phong, đồng thời không khỏi cảm thấy tức hận. Thực lực của Triệu Phong có thể chống lại tiểu đan nguyên sơ kỳ bình thường, chỉ tiếc là tu vi của Lam Lôi đạo tặc quá cao thâm, thực lực cũng không tầm thường. Thoáng chốc, tình huống lại lâm vào khó khăn. Xuất quỷ thi chớ chú đại trận, có lẽ có thể áp chế người này, hoặc là trên mặt Triệu Phong cũng không hề có chút kinh hoàng nào. Tâm niệm trong lòng hắn xoay chuyển, thoáng rút lui, sau đó vung tay lên, vụt trong tầng xương mù ám chợt hiển hiện một bộ khô lâu âm trầm đáng sợ xương cốt hai màu kim ngân giao thoa trong hốc mắt là hai luồng hỏa diễm mù hồng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình một luồng khí tức tinh thần tử âm dày đặc tràn ngập hư không hải phụ cận trong phạm vi mấy trăm dặm vô số sinh linh trong hải dương đều phát ra một sự rung động đến từ linh hồn tôn giả đang nguyên cảnh luyện cốt quỷ đạo thủ lĩnh hải tặc áo lam bỗng nhiên biến sắc nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng lại không thể tiếp tục áp chế triệu phong bằng vào cảm ứng khí tức thực lực của vị tôn giả đang nguyên cảnh trước mặt tuyệt đối sẽ không chênh lệch với hắn là bao thủ lĩnh hải tặc áo lam thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức thần binh địa cấp tôn giả đang nguyên cảnh tôn giả mặc áo hoa đang chuẩn bị rút lui nhìn thấy một màn này cũng không khỏi nghẹn ngào tại vực ngoại hư không hải bình thường cũng xuất hiện vài cường giả ngao du phần lớn đều là những trình độ đỉnh cao tại vực nội tu vi ít nhất cũng là chân chủ cấp thậm chí là chân linh cảnh bởi vậy chân chủ cấp tại hư không hải là loại thường thấy nhất chẳng qua một khi tu vi đạt tới đan nguyên cảnh vậy thì mọi chuyện sẽ khác tại hư không hải này cũng rất hiếm gặp có thể xem là cường giả mà lúc này triệu phong chỉ mới vung tay đã tạo nên một tôn giả đan nguyên cảnh cục diện lập tức xảy ra biến hóa khặc 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 rất lâu rồi không ra ngoài hoạt động ngân cốt Toàn thân Khô Lâu Đường chủ nổi lên một tầng ô quang thâm thúy, trong lúc di động, quanh người bùng phát một luồng sát quang tử hắc, kinh hãi tâm hồn. Hiện nay, tư vi của Khô Lâu Đường chủ đã sớm khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của một lượng lớn tài nguyên trong di tích tử thánh, kỳ thực nội tình còn tăng trưởng hơn cả ngày xưa, thần binh địa cấp, cửu sát âm cốt thứ cũng không phải bình thường. Nó dung nhập vào trong cốt cách, có khả năng cường hóa độ cứng của xương cốt khiến lực phòng ngự nhận được tăng phúc rất lớn. Vừa xuất hiện liền ra tay. khô lầu đường chủ sông lên nghênh đón thủ lĩnh hải tặc áo lam. Cận thân chiến đấu. Mỗi một quyền một trưởng. Lực lượng tử âm đều sôi trào dậy sóng. Có. Cửu sát âm cốt thứ. Tăng phúc. Chiến lực của khô lâu đường chủ còn hơn cả tôn giả bình thường. Lão già mặc áo hoa đứng từ xa xem chiến. Không khỏi động dung. Ít nhất. Hắn tự thấy lúc mình chưa bị thương. Cũng không thể là đối thủ của khô lâu đường chủ. Khô lâu đường chủ đồng thời am hiểu tinh thần quỷ bí, quỷ đạo luyện cốt, thủ đoạn công kích có thể nhằm vào hai phương diện tinh thần và vật chất, từ diệt phong lôi xà vũ. Quanh người triệu phong nổi lên một đạo phong lôi chi xà rực rỡ hùng vĩ, uốn lượn vặn vẹo, kéo động vô số tàn phong điện ảnh, thế công xảo trá dị thường, hung hăng quấn lấy lam lôi đạo tặc. Dưới tình huống hai mặt bị giáp kích, lam lôi đạo tặc lập tức không địch lại, ngoác miệng chửi ầm lên. Mặc dù hắn có một kiện thần binh địa cấp phụ trợ, nhưng luận phẩm cấp hay là uy lực, đều không thể so sánh với cửu sát âm cốt thứ của Khô Lâu Đường chủ. Cửu sát âm cốt thứ, Khô Lâu Đường chủ từng bước áp chế, bỗng nhiên xuất ra thần binh địa cấp, chỉ thấy một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài hơn 10 trượng, kéo động mỗi chuỗi ảo ảnh sắc bén, tiếng rít chấn động không gian, bộc phát một luồng sát quang thiêu đốt ngập trời. A à, a, à, những dư âm còn lại, ngay lập tức tàn sát đám hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong gần đó thân hình lam lôi đạo tặc bị đẩy lui, kinh hãi mắng lớn. Đồng thời, hắn còn bị tử diệt phong lôi xà của triệu phong quấy nhiễu, khí huyết sôi trào, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Chiến lực của khô lâu đường chủ đã tăng lên không ít, triệu phong âm thầm gật đầu. Dưới tình huống hắn không thể động dụng huyết mạch đồng tử, khô lâu đường chủ mới là chủ lực để đối kháng cường địch. Cho đến hôm nay, thực lực của khô lâu đường chủ đã vượt qua thời kỳ đảm nhiệm. Xích nguyệt đường chủ, Năm xưa, một mặt là nhờ những tài nguyên khổng lồ trong di tích tử thánh thúc đẩy, một mặt khác, đó là thần binh địa cấp, cửu sát âm cốt thứ, có hỗ trợ rất lớn đối với thực lực và tu luyện thể nộ, bởi vì mỗi một kiện thần binh địa cấp, lịch sử của nó, đều ít nhất có một tí trí tinh thần của vương giả hư thần cảnh lắng động, nếu không thì cũng khó mà tạo nên một kiện thần binh địa cấp được. Ngoài ra, liên tiếp giao phong với cường giả của ba đại tổng phái, kỹ xảo chiến đấu và tầm mắt của bản thân khô lâu đường chủ đều có tăng lên lúc này tại trên khoảng không của vụ hải khô lâu đường chủ là chủ lực chiến lực của hắn ít nhất có thể sánh ngang với lam lôi đạo tặc thậm chí hơi chiếm phần ưu thế triệu phong ở bên cạnh phụ trợ thi triển phong lôi bí kỹ hoặc thúc giục khí tức lực lượng của thần binh băng hoàng thương không ngừng ngăn cản và áp bách tên thủ lĩnh hải tặc áo lam chủ tớ hai người liên thủ lực áp lam lôi đạo tặc đồng thời mở rộng ưu thế, phong lôi chi dực. Sau lưng triệu phong ngừng kết một đôi quang dực, lấy từ diệt phong lôi làm hạch tâm, khiến cho tốc độ của phong lôi chi dực lại lần nữa gia tăng. Theo việc không ngừng tìm hiểu tham ngộ, phong lôi chi dực của hắn không chỉ mang đến hiệu quả tăng phúc tốc độ, mà còn có thể gia tăng năng lực cảm ứng của triệu phong đối với lực lượng phong lôi. Vụt vụt, dưới sự gia trì của phong lôi chi dực, tốc độ và tính cơ động của triệu phong tăng cường, thế công mạnh mẽ áp lực lên người Lam Lôi đạo Tặc lại tăng. Thành viên hải Tặc bên cạnh vừa tiếp cận đã bị Triệu Phong thuận tay thu hoạch. A, à, hai tiểu đầu mục là lão giả cầm Đà Trượng và Nam Tử lân Phiến đều bị Triệu Phong dùng phong lôi bí thuật giết chết. Thời gian trôi qua, quanh người Lam Lôi đạo Tặc đã không còn tên huynh đệ hải Tặc nào, hoàn toàn lẻ loi một mình tác chiến. Thần binh địa cấp băng Hoàng Thương trong lòng bàn tay của Triệu Phong, hình thái hừng băng Hoàng Thương trong khoảnh khắc chuyển hóa thành thật thể hiện ra một màu u lam thâm thúy lấp lánh trong suốt như băng thương hoàng giả ô ô ông băng hoàng thương nhoáng lên một cái trên bề mặt nổi lên tầng tầng hàn quang băng lên màu u lam hàn lực cấm kỵ thượng cổ khiến hết thảy vật chất xung quanh hư không hải đều nhanh chóng kết băng thoáng chốc một luồng hàn uy thượng cổ băng hoàng ngưng kết thiên địa vạn vật bao phủ khoách tán khắp phương viên mười dặm triệu phong kiệt lực khống chế khiến cho uy lực của băng hoàng thương ngưng tụ áp xúc tại trong một dặm đám hải tặc hư không hải ở gần đó đều ngay lập tức bị đóng băng thần binh này chẳng lẽ là thần binh truyền thừa địa cấp của băng thượng cổ mọi người trên lâu thuyền phía xa xa đều cảm nhận được hàn uy vô hình của thượng cổ băng hoàng tâm linh và thân thể như hãm vào vực băng vô tận đồng dạng là thần binh địa cấp nhưng băng hoàng thương của triệu phong lại càng đặc thù hơn ẩn chữa một đạo truyền thừa có thể phát huy cảnh huyền ảo siêu cường vượt qua gông cùng xiềng xích của bản thân Mạnh như thủ lĩnh hải tặc áo lam, cũng bị hàn lực cấm kỵ thượng cổ này ảnh hưởng, thân thể và huyết dịch, thậm chí chân linh lực, cũng bị đông cứng tại một trình độ nhất định, bên ngoài thân thể ngưng kết một tầng băng xương, hư thiên âm ma thứ. Nhân cơ hội này, thần binh địa cấp của khô lâu đường chủ, rời khỏi tay, trong hư không xẹt qua một đạo hư quang gai xương ám ngân cực lớn, có cảm giác như phá tan gông cùng xiềng xích của không gian, phành, một tiếng, đánh lên lam lôi đạo tặc, ầm. Lam Lôi Đạo Tặc rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, gợn sóng thủy lôi quanh người trở nên ảm đạm, trước ngực lưu lại một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Lưu lại đi, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ liên thủ đánh ra một kích, hoàn toàn đánh bay Lam Lôi Đạo Tặc, không ngừng thổ huyết. Cùng lúc đó, từ đằng sau truyền đến một đạo khí tức đan nguyên cảnh, tiếng xé gió từ xa đến gần, "Lam Lôi Đạo Tặc, đi chết đi!" Lão già mặc áo hoa dẫn đầu đám người trên lâu thuyền đuổi giết tới xem như các ngươi hung ác. Sắc mặt Lam Lôi đạo tặc trở nên tối tăm phiền muộn, khóe miệng có vết máu, toàn thân hóa thành một đạo quang cầu thủy lôi chói mắt, khí tức tăng vọt gấp đôi, ầm, một tiếng, lập tức phá vòng vây của ba cường giả chiến lực đan nguyên cảnh, thoát ra vài giọng có dư, vụt, trong màn sương mù của hư không hải, chỉ thấy một đạo thủy lôi ảo ảnh như cầu vồng chói mắt lướt qua. Khoảnh khắc Lam Lôi đạo tặc thi triển bí thuật cuối cùng đẩy lui, khí huyết triệu phong liền sôi trào đã chịu chút thụ thương chẳng qua dưới sự trị liệu của huyết mạch thương thế của triệu phong nhanh chóng được chữa trị ngược lại vị lão già mặc áo hoa kia vốn định đánh cháu mù đường nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị chấn thương ọc lão già mặc áo hoa phun ra một búng máu thân hình lảo đảo sắc mặt trắng bệch cực kỳ phiền muộn chủ nhân tên lam lôi đạo tặc kia đã bị thương nặng có cần đuổi giết để chảm thảo trừ căn hay không khô lâu đường chủ dục dịch muốn hành động lúc ở di tích tử thánh hắn vẫn một mực áp chế theo thực lực tăng lên tiến vào ngoại vực cuối cùng hắn cũng có thể thống khoái một phen không cần triệu phong thẩm nghĩ chỉ cần cướp đoạt thuyền hư không hải là được về phần sự trả thù của lam lôi đạo tặc hắn lại không quan tâm chút nào hơn nữa muốn giết chết lam lôi đạo tặc cũng không dễ dàng như vậy ba cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh liên thủ cuối cùng vẫn để hắn thành công đào thoát. Từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương như thế nào. Tiếp theo, Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ, trở lại trên thuyền kim loại màu xám. Lại bắt đầu bố trí. Đáng tiếc, Triệu Phong phát hiện, sau vụ va chạm vừa rồi của thần binh địa cấp, những thuyền viên trên thuyền đã chết hết. Uy năng của thần binh địa cấp, đối với tồn tại dưới đan nguyên cảnh, chính là lực lượng cấm kỵ. Chỉ cần một tia dư âm cũng đủ loại bỏ chân chu cấp rồi. Huống chi, các thuyền viên hậu cần này, tu vi cũng không quá chân trụ cấp tiểu thành hoặc đại thành kém xa thành viên chiến đấu rất nhiều tiểu huynh đệ lão phu có một đề nghị ánh mắt lão già mặc áo hoa sáng lên vội vàng ôm quyền khách khí nói lúc này mọi người bên phía lâu thuyền kể cả lâu lan chỉ thủy cũng đã chạy đến ánh mắt triệu phong vừa quét qua lập tức minh bạch thì ra dưới sự vây công của đám hải tặc lâu thuyền kia đã bị phá hủy hơn phân nửa mà lâu thuyền của bọn họ cũng không có lực phòng ngự và phẩm chất tốt như thuyền lam lôi hải thiên. Dưới dư âm chiến lực cấp tôn giả, vẫn có thể kiên trì chống đỡ mà không hư hại. Tiểu huynh đệ, dù sao thì ngươi cũng không có thuyền viên. Muốn điều khiển, thuyền lam lôi hải thiên, e rằng không dễ. Không bằng chúng ta hãy kết bạn cùng đi. Chúng ta sẽ cung cấp thuyền viên. Lão già mặc áo hoa cười nói. Kết bạn cùng đi. Hình như chúng ta cũng không phải cùng một hướng A. Triệu Phong khẽ giật mình hắn muốn chạy đến Bát Hoang Sơn, còn phía lâu thuyền thì từ Bát Hoang Sơn xuất phát, nghịch hướng mà đi. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể hỗ trợ, hộ tống chúng ta đi, Tịnh Nguyệt Linh Tông, lão phu và Lâu Lan gia sẽ cảm kích vô cùng. Hơn nữa, điều này đối với tiểu huynh đệ mà nói, cũng là một đại kỳ ngộ. Lão già mặc áo hoa liền nói ra đề nghị của mình. Cái gì? Đi Tịnh Nguyệt Linh Tông? Triệu Phong thiếu chút nữa trợn mắt, tại quần đảo Vực Thiên Lô, Ba đại tông phái nhị tinh, đều bị hắn đắc tội hết, mà tịnh Nguyệt Linh Tông kia, lại càng kết thù với Triệu Phong sâu hơn, hai lần đến di tích tử thánh. Triệu Phong không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả của tịnh Nguyệt Linh Tông, trong đó còn có cả tôn giả đang nguyên cảnh. Cũng may, hiện nay đang ở biên giới của quần đảo Vực Thiên Lô, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng quá mức. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể không biết, tịnh Nguyệt Linh Tông này là siêu cấp tông phái nhị tinh rưỡi, với tư chất của ngươi. Nếu như có thể cùng Lâu Lan cô nương tiến vào Tịnh Nguyệt Linh Tông, lão già mặc áo hoa cố gắng khuyên bảo, "Dừng lại, việc này tuyệt đối không thương lượng." Triệu Phong cắt ngang lời hắn, thấy Triệu Phong quả quyết như thế, lão già mặc áo hoa và Lâu Lan Chỉ Thủy đều có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, lão hủ cũng không bắt buộc, nhưng ân cứu mạng của tiểu huynh đệ, chúng ta không thể không báo." Lão già mặc áo hoa và Lâu Lan Chỉ Thủy liếc nhìn nhau, bất chợt hai người thành khẩn yêu cầu Triệu Phong Đến Lâu Lan gia ở Bát Hoang Sơn làm khách, Bát Hoang Sơn vừa vặn là hướng đi của Triệu Phong, đoàn người lão già mặc áo hoa đành phải trở về theo đường cũ, bởi vì lâu thuyền của mình đã bị hư hại rồi, em công không thể không có thuyền viên được. Đến Bát Hoang Sơn có thể bổ sung hết thảy những thứ cần thiết để đi lại trong hư không hải, Chỉ thủy cũng thành tâm mời Ân công đến Lâu Lan ra làm khách một chuyến. Trong đôi mắt sáng của Lâu Lan Chỉ thủy tràn ngập sóng gợn lưu ba, lúc này triệu phong cướp đoạt được thuyền lam lôi hải thiên đánh bại đoàn hải tặc lam lôi nên lập tức giành được sự kính trọng của mọi người ngay cả vị lâu lan cô nương cũng đổi khác ấn tượng đối với triệu phong trong lòng dần có vài tia hào cảm và sùng bái bát hoang sơn trên mặt triệu phong thoáng hiện vẻ trầm ngâm thoáng suy tư theo như lời của lâu lan chỉ thủy bát hoang sơn chính là khu vực tiếp tế duy nhất tại biên giới hư không hải này một khi rời khỏi đây triệu phong sẽ rất khó tìm được địa phương để tiếp tế khác được triệu phong cũng muốn nhân tiện đi tham quan phong tỉnh dị vực một lần tiến vào thế giới ngoại vực dọc theo một đường đều là vụ hải và hư không vô tận không lâu sau đám người của lâu thuyền đã tập trung trên thuyền kim loại màu xám triệu phong cũng không quan tâm nữa những người này đều là thuyền viên điều khiển thuyền hư không hải thuyền lam lôi hải thiên này tại bát hoang sơn chính là một trong những thuyền hư không hải truyền kỳ tốc độ và phòng ngự đều là nhất lưu sở trường ngụy trang có thể nấp ở dưới sâu trong hải dương tính năng và phẩm cấp của thuyền lam lôi hải thiên khiến cho những thuyền viên này đều hưng phấn không thôi không lâu sau thuyền kim loại màu xám đã khởi hành đi xuyên qua vụ hải thuyền lam lôi hải thiên dài đến hai ba mươi trượng chia làm hai tầng đỉnh thuyền là phòng quan sát còn không gian bên trong thì được chia thành mười mấy gian phòng tại hạch tâm của thuyền là một cái điện các cỡ nhỏ bên dưới là phòng điều khiển. Chỉ cần có đủ nguyên tinh thạch và tài liệu, thì có thể khởi động thuyền hư không hải. Tiến bước trên con đường hư không hải vô tận đầy buồn chán này, Triệu Phong cũng không quản những chuyện khác nữa. Việc cần làm thì làm, nhanh chóng tiến vào phòng thuyền trưởng. Trong phòng thuyền trưởng, thấy chất liệu trang trí đặc biệt, chế tác tinh xảo, có thể ngăn cách linh thức ngoại giới, thích hợp dùng để nghỉ ngơi và tu luyện. Một lát sau, tại chính giữa tiểu điện, Triệu Phong và lão già mặc áo hoa cùng lâu lan chỉ thủy nhập tọa trò chuyện với nhau từ chỗ hai người triệu phong đã hiểu rõ về tình hình chung tại bát hoang sơn ba đại tông phái nhị tinh thậm chí là toàn bộ quần đảo vực thiên lô hoàng bá lâu lan cô nương tại sao nhị vị phải đi vòng qua bát hoang sơn triệu phong khó hiểu hỏi lão già mặc áo hoa có chút cay đắng giải thích thuyền bị hao tổn đường xá xa xôi thương thế của lão hủ rất nặng đây là một phần nguyên nhân ngoài ra lam lôi đạo tặc kia còn có một vị huynh đệ kết nghĩa chính là thủ lĩnh của liên minh hải tặc vùng bát hoang sơn triệu phong lập tức tỉnh ngộ tịnh nguyệt linh tông cách nơi này xa xôi không có thuyền hư không hải muốn đến nơi quả thật vô cùng gian nan thuyền lam lôi hải thiên một đường tiến thẳng nhanh chóng xuyên qua màn vụ hải một lúc nào đó phía trước chợt xuất hiện một luồng nguyên khí chấn động rõ ràng trong tầm mắt một dãy núi tráng lệ rộng rãi cây xanh cảnh đẹp chợt hiện ra đứng trên thuyền hư không hải cũng có thể cảm nhận được dòng chảy của nguyên khí thiên địa từ hư không hải ở ngoại vực nhìn lại bát hoang sơn kia thật không khác gì một khối phỉ thúy cỡ lớn triệu huynh sắp vào vực nội rồi lão già mặc áo hoa chợt nhắc nhở lúc này hai người và triệu phong đã nói chuyện với nhau quen thuộc rồi vực nội triệu phong che kín thần linh nhãn thoáng chút thả lỏng lập tức cảm ứng được một tầng khí lực trường vô hình bao phủ toàn bộ vực nội bát hoang sơn thuyền kim loại màu xám dần dần tiếp cận bát hoang sơn sắp tiến vào vực nội triệu phong tập trung lực chú ý bởi vì hắn không có kinh nghiệm từ vực ngoại vào vực nội bao giờ rất nhanh thuyền kim loại màu xám đã tiến vào vòng ngoài của bát hoang sơn đó là một tầng khí tức màu xanh đậm ô ô ông mặt ngoài của thuyền kim loại màu xám đổi lên một trận tia lửa đủ mọi màu sắc ồ lực cản tăng lên thân thể nặng hơn thân thể Triệu Phong có chút không thích nghi. Trong quá trình thuyền kim loại màu xám phi hành, lực cản rất lớn, hư không hải và vực nội. Quả nhiên là hai thế giới bất đồng, tu vi không đạt tới cấp độ nhất định, rất khó đột phá gông cùng xiềng xích của vực nội để thoát ra thế giới hư không hải. Cho nên, một vài thổ dân ở các đảo vực ngoài rìa, căn bản không biết bí mật ngoại vực, còn cho rằng lục địa của mình chính là đại lục. Trong quá trình phi hành, trọng lực, lực cản không khí, thậm chí nguyên khí thiên địa, điều phát sinh biến hóa bát hoang sơn theo tính toán có thể diện tích tương đương với một đảo vực cỡ nhỏ nó là một vực tự nhiên độc lập nguyên khí thiên địa các loại nhân tố đều tiếp cận cấp bậc của thanh hoa vực triệu phong cảm thấy những biến hóa này chỉ là phần mở đầu mà biến hóa lớn nhất chính là tranh lệch cấp độ không gian trong tầm mắt hình dáng sơn mạch vốn từ trên nhìn xuống chỉ trải dài cỡ mấy ngàn dặm thế nhưng trong quá trình tiến vào vực nội chợt phát hiện không gian thể tích của dãy núi trong tầm mắt không ngừng mở rộng khoách trương vô hạn càng lúc càng lớn loại cảm giác này thật giống như một hạt bụi nhỏ mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều ẩn chứa một thế giới mênh mông không thể tính toán nổi phạm vi thực tế của bát hoang sơn e rằng phải mấy chục vạn dặm gần như có thể so sánh với địa vực hoành vân thân thể triệu phong đã có chút thích ứng với hoàn cảnh vực nội một lát sau, vù, thuyền lam lôi hải thiên hơi trầm xuống, tiến vào vực nội. Loại cảm giác này, giống như từ không gian vũ trụ, tiến vào một tầng không gian khác, trời xanh, mây trắng, mặt trời, triệu phong giò xét không gian vực nội. Xem ra cũng không khác biệt nhiều so với thanh hoa vực, nhưng nếu không ra khỏi ngoại vực, vĩnh viễn không biết rằng, bát hoang sơn, đại lục thanh hoa, những địa vực khổng lồ, đều chỉ là những hạt bụi bậm nho nhỏ trong thế giới mênh mông tiểu huynh đệ chẳng lẽ ngươi không có kinh nghiệm từ vực nội vượt ra ngoại vực lão già mặc áo hoa cười một tiếng lâu lan chỉ thủy mỉm cười giải thích thế giới vực nội và hư không hải có khác biệt ở cấp độ không gian trong truyền thuyết hết thảy những địa vực lớn nhỏ tại hư không hải đều là do thái cổ man hoang sau khi vỡ vụn hóa thành những hạt bụi rải rác khắp phạm trụ thiên địa triệu phong khẽ gật đầu đối với truyền thuyết thần thoại này hắn hiển nhiên đã nghe qua không ít thế giới này gọi chung là Phạm trụ. Phạm trụ. Nghe nói chính là tân thế giới hậu thiên được hình thành sau khi thái cổ man hoang vỡ vụn. Sau thái cổ, lại trải qua thượng cổ, viễn cổ, mấy thời kỳ dài rằng giặc, mới dần dần diễn biến thành. Phạm trụ. Vô biên vô tận bây giờ. Các đồ vật chất của không gian phạm trụ. Đơn giản có hai loại, một loại là hư không hải. Không thích hợp cho các chủng tộc và sinh linh bình thường sinh sống. Một loại khác, chính là các vực lớn nhỏ, những vực này chính là nơi thích hợp để nhân loại và phần lớn sinh linh sinh trưởng, phát triển thành nhiều nền văn minh tươi đẹp. Bát Hoang Sơn chính là vùng biên giới của quần đảo vực Thiên Lô. Bên cạnh là quần đảo vực Thiên Lưu, khổng lồ, nơi này chính là trạm trung chuyển giữa hai đại vực. Lão giả mặc áo hoa giới thiệu, nghe đến đây, mạch suy nghĩ trong đầu Triệu Phong, càng trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt, hắn phải rời khỏi quần đảo vực Thiên Lô, tiến vào phạm vi quần vực khác nếu không có gì bất ngờ xảy ra. chạm tiếp theo chính là quần đảo vực Thiên Lưu, Thanh Hoa Vực, nơi Triệu Phong sinh ra, thuộc về quần đảo vực cổ Thanh, chính là láng giềng của quần đảo vực Thiên Lô, cũng là nơi sở tại của ba đại tông phái. nhưng khoảng cách giữa những quần vực với nhau vô cùng xa xôi. Triệu Phong không khỏi cảm khái, trong lúc bất chi bất giác, mình đã cách rất xa à cố hương rồi, mà mục đích hắn hướng đến, so với nơi này còn xa hơn không biết gấp bao nhiêu lần sau khi tiến vào vực nội tốc độ phi hành của thuyền lam lôi hải thiên vẫn rất nhanh tiếp cận tốc độ phi hành của tôn giả nếu như tại ngoại vực hư không hải tốc độ này còn có thể tăng lên gấp mười lần thậm chí là gấp mấy chục lần nửa ngày sau trên đỉnh một dãy núi xuất hiện một tòa đại thành tinh trắng hùng vĩ nơi này có nguyên khí thiên địa rất nồng đậm hơn gấp vài lần so với khu vực khác nơi này chính là thánh địa của bát hoang sơn bát hoang thánh thành thân sắc lão giả mặc áo hoa lộ ra một tia phức tạp ảm đạm. Đứng trên thuyền quan sát, thuyền kim loại màu xám, dần dần tiếp cận bát hoang thánh thành. Mọi người cũng đồng loạt chạy đến. Liễu vọng đài, của thuyền hư không hải, bát hoang thánh thành chính là trung tâm của bát hoang sơn, là một trạm trung chuyển giao dịch giữa hải vực hư không. Ba đại thế gia đều có thế lực đóng quân tại nơi này. Lâu lan chỉ thủy ngưng mắt nhìn tòa thánh thành, trong mắt có một tia tình cảm ôm ấp đặc thù. Thuyền lam lôi hải thiên, khí tức cường đại dần dần tiếp cận bát hoang thánh thành bát hoang thánh thành là khu vực hội tụ tinh anh cường giả trong vực nội bát hoang sơn địa vị của nó cũng giống như liên minh thánh vực tại thanh hoa vực ngoài ra nơi này còn có một số cường giả ngoại vực nữa tại nơi này tất cả thân ảnh có thể nhìn thấy cơ bản đều là cấp độ chân linh cảnh thậm chí còn cao hơn thuyền hư không hải này khí tức thật mạnh trời đất đây không phải là thuyền hư không hải của đoàn hải tặc lam lôi hay sao thuyền hư không hải của hải tặc làm sao dám tiến vào thánh địa của bát hoang sơn nhanh đi báo trong bát hoang thánh thành chợt nổi lên một hồi xôn xao thuyền hư không hải này có thể xuyên qua hư không đối với cường giả vực nội mà nói nó là một loại tồn tại hết sức xa xỉ còn may nơi này là thánh thành là trạm trung chuyển của một mảnh hải vực nếu đổi lại là khu vực vực nội khác e rằng rất nhiều cường giả đình cấp cũng chưa từng thấy qua thuyền hư không hải bao giờ không chỉ có vậy thuyền lam lôi hải thiên còn là thuyền hư không hải cường đại có tính truyền kỳ tại phụ cận bát hoang sơn này vụt 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 trong bát hoang thánh thành rối loạn một hồi sau đó nhanh chóng có mười luồng khí tức cường đại bay ra người cầm đầu là một lão già trường bào tu vi đan nguyên cảnh chấp pháp tôn giả mọi người đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía lão già trường bào thân là khu vực trung chuyển của một mảnh hải vực trong bát hoang thánh thành há có thể không có chấp pháp tôn giả tọa chấn hơn nữa, số lượng tôn giả ở đây, khẳng định không chỉ có một hai người. Lâm lão, lão già mặc áo hoa bay ra ngoài, chào hỏi chấp pháp tôn giả của thánh thành, cùng là tôn giả, đều xuất thân từ vực nội bát hoang sơn, ngay lập tức mọi người đều nhận thức nhau. Chư vị không nên hiểu lầm, thuyền lam lôi hải thiên này chính là chiến lợi phẩm mà chúng ta đoạt được, lão già mặc áo hoa giải thích. Một lát sau, các cường giả trong thánh thành trải qua một phen kiểm tra đơn giản, mới cho đi qua hoàng lão đầu, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, cũng có thể đoạt được thuyền lam lôi hải thiên của đoàn hải tặc lam lôi hay sao? Trong mắt vị chấp pháp tôn giả kia, chợt lộ ra một tiên nghi vấn. Xuất thân của con thuyền hải tặc này, chấp pháp tôn giả vô cùng nắm rõ, phụ cận bát hoang sơn. Đoàn hải tặc lam lôi chính là một trong mười đoàn hải tặc lớn, thực lực của lam lôi đạo tặc, há tôn giả bình thường có thể so sánh được. Lão già mặc áo hoa cười xấu hổ nói, kỳ thật, thuyền hư không hải này là chiến lợi phẩm của vị tiểu huynh đệ kia. Thiếu niên kia, ánh mắt chấp pháp tôn giả chuyển về phía triệu phong, trong mắt trợn lên, vẻ nghi vấn càng đậm, bằng vào hắn, có giỡn không đấy, chấp pháp tôn giả có chút tức giận, hư lạnh một tiếng, quay người rời đi, hiển nhiên, hắn cho rằng lão giả mặc áo hoa đang cố gắng trêu chọc hắn, vu, thuyền hư không hải nhanh chóng tiến vào thánh thành, bay về phía địa bàn của lâu lan thế gia, vị chấp pháp tôn giả kia đưa mắt nhìn mọi người trên thuyền hư không hải rời đi đột nhiên ánh mắt của hắn thoáng ngưng tụ dường như nghĩ đến chuyện gì đó tổ trong tay chấp pháp tôn giả nhanh chóng xuất hiện một bức họa trên bức họa miêu tả một thiếu niên tóc lam mắt trái của hắn là một màu u lam thỉnh thoảng lại biến thành màu xanh trên vai của thiếu niên tóc lam này có một con mèo lông xám bên cạnh người hắn còn có một bộ khô lâu tràn ngập khí tức u ám thiếu niên này dường như có chút giống thiếu niên thần bí mà ba đại tông phái trí cao liên hợp truy nã treo giải thưởng chấp pháp tôn giả khẽ than một tiếng cách đây không lâu tại thánh địa của bát hoang sơn nhận được một tin tức đến từ thánh địa tịnh nguyệt linh tông một đối tượng bị ba đại tông phái trí cao của quần đảo vực thiên lô liên hợp truy nã loại tình huống này quả thực ngàn năm khó gặp một lần hơn nữa giải thưởng truy nã lần này lại hấp dẫn kinh người đủ khiến cho tôn giả đan nguyên cảnh cũng phải đỏ mắt điên cuồng. Thậm chí, vốn liếng tài lực của ba đại thế gia gom cùng một chỗ, cũng chưa chắc hấp dẫn bằng giải thưởng này. Chẳng qua, tóc và mắt của thiếu niên này, đều rất bình thường, bên cạnh cũng không có con mèo hay bộ khô lâu quái dị nào, ánh mắt chấp pháp tôn giả lập lòe, kinh nghi bất định, mặc dù vẫn không thể xác định. Nhưng bàn tay hắn đang nắm bức họa vẫn khẽ run lên nhảy nhẹ. Loại hưng phấn này khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Sau khi tấn chức tôn giả, đây là tình huống chưa từng xuất hiện qua, Bát Hoang Thánh Thành, trong một tòa điện các bên cạnh Lâu Lan gia, Triệu Phong, Lâu Lan chỉ thủy, còn có đám cao tầng của Lâu Lan gia và Lâu Lan gia chủ đang ngồi nói chuyện. Về phần lão già mặc áo hoa, do bị thương quá nặng nên đã bế quan tĩnh dưỡng rồi. Lâu Lan gia chủ là một vị trung niên hiền lành hòa ái, tư vi nửa bước đang nguyên cảnh. Đồng thời, hắn cũng là phụ thân của Lâu Lan chỉ thủy, lần này quả thật đã làm phiền triệu tiểu hữu rồi, lâu lan gia chủ mấy lần biểu đạt cảm kích. Mặc dù hắn vẫn có chút nghi vấn đối với việc cướp đoạt thuyền hư không hải, bằng vào thực lực của triệu phong, nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của con gái. Lâu lan chỉ thủy, cho nên hắn vẫn tôn sùng là khách quý. Đối đãi tử tế, triệu phàm, người tới bát hoang sơn, nên nghỉ lại đây vài ngày. Trong lịch sử mấy vạn năm qua, nơi này có rất nhiều kỳ văn cảnh quan và sự tích truyền thuyết, hoàn toàn không thua một số đảo vực khác, Lâu Lan chỉ thủy nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng nhiệt tình. Từ khi trở về Lâu Lan ra, ánh mắt của nàng, hầu hết đều dừng lại trên người thiếu niên này, phóng mắt khắp toàn bộ bát hoang sơn, tuyệt đối không thể tìm ra thiên tài thứ hai có thể so sánh. Bởi vì, với tu vi chân chủ cấp tiểu thành của Lâu Lan chỉ thủy, đã có thể xem là thiên tri kiểu nữ cao cấp nhất, địa vị cũng giống như vũ thiên ngô tại thanh hoa vực. Ta không thể ở lâu. Hôm nay phải đi rồi triệu phong lắc đầu nói mặc dù hắn không thể đoán ra được thủ đoạn của ba đại tông phái nhưng càng đi sớm thì càng an toàn hơn triệu phong biết rất rõ điều này xuất phát từ tính cẩn thận hắn đã dùng tên giả triệu phàm trước khi rời đi triệu phong muốn nhờ thế lực của lâu lan gia hỗ trợ một số thuyền viên để điều khiển thuyền hư không hải lâu lan gia tại thánh địa bát hoang sơn chính là một trong ba đại thế gia địa vị của cỗ thế lực này cũng giống như thập đại tông phái của đại lục thanh hoa. Trên thực tế, đẳng cấp thế lực của ba đại thế gia cũng không thua kém nhiều so với tông phái nhất tinh. Chẳng qua, những năm gần đây, lâu lan thế gia đã dần dần xuống dốc, lập tức rớt khỏi hàng ngũ. Ba đại thế gia, mà hy vọng chấn hưng lâu lan ra, quá nửa đã đặt lên trên người lâu lan chỉ thủy. Một khi lâu lan chỉ thủy có thể gia nhập tông phái trí cao, tịnh nguyệt linh tông, của quần đảo vực thiên lô, đạt được sự trọng dụng lúc đó lâu lan ra cũng có thể nước lên thì thuyền lên mấy canh giờ sau lâu lan ra trên một bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng có mấy chục người đứng cách ăn mặc khác nhau nam nữ già trẻ đều có tu vi thực lực của những người này đều không tầm thường đã đạt tới chân chủ cấp một phần trong số đó thân hình bưu hãn thần sắc có vài phần hung ác hiển nhiên không phải loại lương thiện gì triệu tiểu hữu dựa theo yêu cầu của ngươi đây là những người nguyện ý lái thuyền hư không hải thực lực và tố chất của những thuyền viên này đều là đỉnh cao tại bát hoang sơn lô lan gia chủ cười nói triệu phong khẽ gật đầu lô lan gia quả không hổ là một trong ba đại thế gia của bát hoang sơn nhanh như vậy đã tìm được rất nhiều thuyền viên phù hợp điều kiện lựa chọn yêu cầu đối với tu vi của thuyền viên triệu phong muốn thấp nhất cũng phải là chân chủ cấp tiểu thành tuổi thọ của thuyền viên không thể quá lớn tốt nhất không quá một trăm tuổi có không gian phát triển nhất định Ngoài ra, còn một nhân tố trọng yếu khác, đó là Triệu Phong muốn xác định bản tính của những thuyền viên này, có thể trung thành đi theo. Xuất thân càng đơn giản càng tốt, hợp đồng là 20 năm. Đương nhiên, thù lao của Triệu Phong cũng cực kỳ phong phú, hàng năm đều cung cấp một lượng lớn tài nguyên, gấp mấy lần thuyền viên hư không hải bình thường, thậm chí là gấp 10 lần. Không chỉ có vậy, Triệu Phong còn hứa hẹn, chỉ cần thông qua một năm, thử việc, mỗi thuyền viên sẽ nhận được một khối mảnh vỡ thần binh địa cấp thù lao phong phú như thế. Ngay cả lâu lan gia chủ cũng có chút líu lưỡi. Một khối mảnh vỡ thần binh địa cấp, đối với lâu lan gia chủ mà nói, cũng là rất khó có được, vô cùng chân quý. Vậy mà những thuyền viên của Triệu Phong, một khi hợp cách, đều được nhận một khối mảnh vỡ thần binh địa cấp, thù lao ban đầu, không bao gồm ban thưởng sau này, Triệu Phong cười nhạt nói. Một phen tuyên bố, mọi người trên đất trống đều cảm thấy tâm thần phấn chấn. Đương nhiên cũng không thiếu một vài người có chút nghi vấn thù lao rất mê người. Không phải là biến tướng để dụ chúng ta đi làm hải tặc hư không hải chữ. Một vài người âm thầm nói. Hắc hắc, thù lao phong phú như vậy. Cho dù thật sự là đi làm, hải tặc hư không hải, cũng không lỗ chút nào. Càng nhiều người dục dịch muốn bắt tay vào làm ngay. Ta chỉ cần tám thuyền viên, đều là thành viên hậu cần. Về phần thành viên chiến đấu, các người còn kém quá xa. Triệu Phong không chút lưu tình đả kích. Hắn chỉ cần một vài nhân thủ hỗ trợ điều khiển thuyền hư không hải trải qua chặng đường gian khổ dài rằng giặc là được đoạn lữ trình này dài bao lâu xa xôi bao nhiêu triệu phong cũng không thể đánh giá được nhưng có một điểm có thể xác định trong lữ trình dài rằng giặc này phần lớn thời gian của triệu phong có thể đều đứng trên thuyền bao gồm cả tham ngộ tu luyện công pháp tiếp đó triệu phong bắt đầu nghiêm khắc lựa chọn ra tám tên thuyền viên lâu lan gia chủ và lâu lan chỉ thủy đều hứng thú đứng quan sát ngay lập tức tám gã thuyền viên đã được triệu phong nhanh chóng xác định những thuyền viên được chọn chúng đều kích động cuồng hỉ gia chủ một thân ảnh từ xa vội vã bay tới đáp xuống bên cạnh lâu lan gia chủ nửa quỳ dưới đất ồ liên minh bát hoang thánh thành lâu lan gia chủ tiếp nhận một cái lệnh bài đặc thù xem qua tin tức trong đó xem hết tin tức sắc mặt lâu lan gia chủ bỗng nhiên biến đổi vô thức quét nhìn về phía bóng lưng triệu phong chỉ thủy ánh mắt lâu lan gia chủ chợt lóe lên vội vàng kéo con gái đến một nơi yên tĩnh Triệu Phong, đối tượng liên hợp truy nã của ba tông phái trí cao, trên gương mặt tuyết sứ tinh mỹ của Lâu Lan Chỉ Thủy, chợt tràn ngập khiếp sợ, hàng lông mi cao vút nhẹ nhàng run rẩy. Không sai, Lâu Lan gia chủ lấy từ chỗ thủ hạ một bức họa, trên bức họa là một thiếu niên tóc lam, một bộ khô lâu và một con mèo xám, hình dáng thân sắc của mỗi người đều không rõ ràng. Điều này, điều này làm sao có thể, hắn ta làm sao có thể liên quan đến ba đại tông phái trí cao được. Lô Lan chỉ thủy khó mà tin nổi. Thiếu niên tóc lam trong ức họa và bộ khô lâu, hoàn toàn trùng khớp với Triệu Phong vừa đến Lâu Lan gia, Khác biệt duy nhất chính là tóc và đồng tử của hắn, đều là màu sắc bình thường. Chỉ thủy, ba đại tông phái trí cao liên thủ truy nã chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Giải thưởng và lợi ích bọn họ hứa hẹn, đủ khiến cho Lâu Lan thế ra chấn hưng, thanh âm của Lâu Lan gia chủ. Khó có thể kiềm chế được hưng phấn và rung động. Ba đại tông phái trí cao, tại quần đảo vực Thiên Lô, tuyệt đối là thế lực siêu nhiên khổng lồ che kín bầu trời lực ảnh hưởng bao trùm mười mấy đảo vực vô số tiểu vực giải rác và một mảnh hư không hải vô tận chỉ cần có thể bắt triệu phong như vậy cũng đủ cải biến vận mệnh của lô lan gia rồi chỉ thủy ta sẽ ngay lập tức đi thông chi cho lão tộc trưởng và hoàng lão con phải dùng mọi biện pháp ngăn chặn tiểu tử kia lô lan gia chủ trịnh trọng nói trước khi rời đi hắn còn đem trách nhiệm này giao cho con gái hít một hơi thật sâu rồi nói sự hưng suy tồn vong của Lô Lan Gia, có lẽ nằm trong tay ngươi đấy. Thế nhưng, Triệu Phong là ân nhân cứu mạng của chúng ta a à? Lô Lan chỉ thủy có chút bất lực, trong lòng không nỡ, trên mặt thoáng có vài phần rằn vặt, một bên là vận mệnh của Lô Lan Gia, một bên lại là ân nhân cứu mạng của mình. Trong lòng Lô Lan chỉ thủy rất là mâu thuẫn, lặng lẽ trở lại bên cạnh Triệu Phong. Lô Lan cô nương, ta chọn tám thuyền viên này, ngoài ra, ta còn muốn tìm một phó thuyền trưởng và quản gia như vậy là hoàn mỹ rồi. Triệu Phong hài lòng nói, tám tên thuyền viên là đủ điều khiển, thuyền lam lôi hải thiên, mà không cần Triệu Phong quan tâm rồi. Về phần thêm một phó thuyền trưởng, nhằm quản lý sự vụ trên thuyền, đây là đề nghị của khô lâu đường chủ. Khô lâu đường chủ phải luyện chế quỷ thi chớ chú, bản thân cũng cần phải tu luyện, không thể thiếu một quản gia để chiếu cố những sự vụ vụn vặt thay Triệu Phong. Đối với đề nghị này, Triệu Phong tự nhiên sẽ đồng ý, trước mắt, khô lâu đường chủ chính là chiến đấu chủ lực bên cạnh hắn lúc này những thuyền viên kia đã tiến vào thuyền lam lôi hải thiên thành công khống chế con thuyền hư không hải này vẻ mặt của lâu lan chỉ thủy ở bên cạnh thì có vài phần lo lắng lâu lan cô nương một cánh tay trầm ồn hữu lực vỗ lên vai nàng thân thể mềm mại của lâu lan chỉ thủy khẽ run lập tức bắt gặp một đôi mắt trong suốt bình tĩnh không lẫn chút tạp chất nào bất kể ngươi là triệu phàm hay là triệu phong đều là ân nhân cứu mạng của chỉ thủy. Người hãy mau chóng rời khỏi bát hoang sơn đi. Lâu lan chỉ thủy bỗng nhiên cắn răng, nở nụ cười cay đắng. Ồ, sắc mặt triệu phong trượt biến, trong lòng thầm giật thót. Lâu lan chỉ thủy có thể gọi ra tên của mình, như vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp thủ đoạn của ba đại tông phái. Triệu phong thở dài một hơi, hắn từ chỗ tàn linh tử thánh, truyền tống đến biên giới quần đảo vực thiên lô. Vốn tưởng rằng chỉ cần không dừng lại quá lâu, sẽ không bị người khác nhận ra. Nhưng hiển nhiên, ba đại tông phái vẫn có thủ đoạn đặc biệt. Đem thông tin của Triệu Phong, chuyển đến phụ cận bát Hoang Sơn. Nếu ngươi không đi, sẽ không còn kịp nữa. Trong thanh âm của Lâu Lan Chỉ Thủy, lộ ra một tia gấp gáp, đưa tay đẩy Triệu Phong. Được, Triệu Phong khẽ liếc Lâu Lan Chỉ Thủy một cái. Trong lòng có chút hào cảm, chuẩn bị xuất phát. Triệu Phong lập tức phân phó tám tên thuyền viên điều khiển thuyền hư không hải. Ô, ô, Ông, trên chiếc thuyền kim loại màu xám, chợt nổi lên một tầng gió, phá không mà đi, nhưng đúng lúc này, phương xa chợt chuyển đến tiếng xé gió. Tiểu bối, trốn đi đâu, thanh âm già nua từ xa đến gần. Nguyên khí thiên địa chấn động không ngừng, một luồng khí tức kinh thiên của tôn giả đang nguyên cảnh, từ giữa tầng mây chuyển đến. Không tốt, lão tộc trưởng đến rồi. Lâu lan chỉ thủy biến sắc, cùng lúc đó, một luồng khí tức đang nguyên cảnh có vài phần quen thuộc, từ bên trong lâu lan ra truyền đến, luồng khí tức này, Triệu Phong có thể nhận ra, đó chính là lão già mặc áo hoa, hoàng lão đầu, đang bị trọng thương, vụt, thân hình lâu lan chỉ thủy nhoáng lên một cái, nhảy lên phòng quan sát trên thuyền hư không hải, bắt lấy cánh tay của Triệu Phong, "Lâu Lan cô nương, ngươi làm gì vậy?" Một mùi hương thơm ngát của cơ thể thiếu nữ, xẹt qua chóp mũi của Triệu Phong, Triệu Phong thoáng đờ ra, một cánh tay của hắn đang bóp lấy cái cổ trắng tuyết như thiên nga của lô lan chỉ thủy thoáng chốc ôn hương nhuyễn ngọc ôm trọn trong lòng mà hết thảy những chuyện này triệu phong đều ở thế bị động còn không mau cưỡng chế ta như vậy mới có thể thoát khỏi lô lan gia lô lan gia xấu hổ nói triệu phong cuối cùng đã minh bạch vẻ mặt tràn đầy kinh dị không thể tin được dũng khí và quyết tâm của lô lan chỉ thủy thật ra người không cần phải làm như vậy triệu phong khẽ đầu nhưng xét thấy ý tốt của lô lan chỉ thủy triệu phong cũng không tiện cự tuyệt nếu như có thể thông qua cưỡng chế lô lan chỉ thủy khiến cho hai vị tôn giả của lô lan gia sợ ném chuột vỡ bình cơ hội chạy thoát khỏi nơi này của triệu phong lại càng lớn hơn dù sao tác chiến với hai đại tôn giả cũng không phải chuyện đơn giản vụt vụt đúng lúc này lão tộc trưởng của lô lan gia và lão giả mặc áo hoa cũng đã đuổi tới nơi phát sinh sự tình buông chỉ thủy ra lão giả mặc áo hoa biến sắc khẽ quát một tiếng hừ ai dám đến gần ta sẽ giết chết nàng ta triệu phong giữ chặt lấy cổ lâu lan chỉ thủy khiến mặt đối phương đỏ bừng cũng không biết là hô hấp khó khăn hay là bản năng thân thể dừng tay đám tộc trưởng của lâu lan gia nghiêm giọng quát triệu phong cười ha ha cưỡng chế thiên tri kiều nữ tuyệt đỉnh nhất của lâu lan gia đứng trên thuyền hư không hải hướng không trung ngoại vực bay đi thế nhưng triệu phong vừa mới bay lên không trung còn chưa thoát ly bát hoang thánh thành thì từ phương xa lại có một luồng khí tức tôn giả phóng về phía bên này lão tộc trưởng cho dù chúng ta không ra tay những thế lực khác của bát hoang thánh thành cũng sẽ không hạ thủ lưu tình sắc mặt lâu lan gia âm trầm bất định ý của ngươi là trong mắt lão tộc trưởng lóe lên tinh mang để hắn cho người khác tiện nghi còn không bằng chúng ta quân pháp bất vị thân vì toàn thể vận mệnh của lâu lan gia bỏ qua một tiểu nữ ngược lại cũng đáng vẻ mặt lâu lan gia chủ vặn vẹo trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hung ác, nghĩ đến giải thưởng của ba đại tông phái chí cao, ánh mắt của lão tộc trưởng cũng nóng rực lên, dần dần lộ ra một tia ác độc. Được, lão tộc trưởng liếc nhìn Lâu Lan gia chủ một cái thật sâu, đột nhiên phát tay ra lệnh. Nếu người làm cha như Lâu Lan gia chủ còn có thể bỏ qua con gái, hắn còn lời gì để nói nữa? Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lấy Triệu Phong. Lão tộc trưởng và Lâu Lan gia chủ đồng thời hạ lệnh, dẫn đầu đám cường giả đuổi theo triệu phong vù lúc này thuyền lam lôi hải thiên đã bay lên cao tiếp cận hư không hải ngoại vực lâu lan cô nương thân tộc của ngươi dường như cũng không thèm để ý đến sinh tử của ngươi triệu phong có chút ngoài dự liệu buông lâu lan chỉ thủy ra nếu như lâu lan ra đã không để ý đến sinh tử của lâu lan chỉ thủy triệu phong cũng định thả cho nàng rời đi phụ phụ thân sắc mặt lâu lan chỉ thủy trở nên tái nhợt thất vọng sâu sắc bất lực và cô độc chưa từng có đứng trên liễu vọng đài của thuyền thân thể mềm mại của nàng lung lay sắp đổ giờ phút này cha ruột của nàng và phần đông thân tộc đều bỏ qua sinh tử của nàng kiên quyết hùng hồ đuổi giết ngươi còn không đi triệu phong có chút ngoài dự liệu khẽ đẩy lâu lan chỉ thủy ta không thể quay về nữa lâu lan chỉ thủy cắn nát bờ môi chảy ra vài giọt máu vẻ mặt kiên quyết trên thuyền hư không hải của ngươi không phải còn thiếu một phó thuyền trưởng sao chỉ thủy có thể thử cho dù là nha hoàn thị thiếp của ngươi cũng không cần bất cứ thù lao gì ngươi hãy dẫn ta theo được chức phó thuyền trưởng tạm thời giao cho ngươi triệu phong một lời đáp ứng tao ngộ của lâu lan chỉ thủy hắn cũng có chút đồng tình nếu không phải vì báo ân trợ giúp triệu phong thoát khỏi bát hoang sơn lâu lan chỉ thủy cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như vậy đối với nàng ta triệu phong cũng có chút hào cảm càng tin tưởng bản tính của nàng hơn để Lâu Lan chỉ thủy đảm đương chức phó thuyền trưởng, quản lý những chuyện vụn vặt trên thuyền. Triệu Phong cũng yên tâm hơn. Từ đó, tám tên thuyền viên, một vị phó thuyền trưởng, ở trên thuyền hư không hải, cũng vào vị trí của mình. Đúng lúc này, vụt vụt vụt, tại bát hoang thánh thành, hai ba luồng khí tức tôn giả đang nguyên cảnh khác, cùng từ những phương hướng khác, xông đến bên này, tham gia đuổi giết, không chỉ có đan nguyên cảnh, còn có một số cường giả chân chủ cấp đỉnh phong và nửa bước đan nguyên cảnh. Nhanh, không thể để cho hai đại thế gia khác thực hiện được. Trong mắt lão tộc trưởng và gia chủ của Lâu Lan Gia, có vài phần lo lắng, dẫn đầu sông về phía thuyền hư không hải. Đối mặt với vài luồng khí tức tôn giả tiếp cận, Triệu Phong cũng không kinh hoàng, chậm rãi lấy ra một cây hắc kỳ. Ngươi vào trong trước đi, điều khiển thuyền, phi hành về phía quần đảo vực thiên lưu, Triệu Phong để cho Lâu Lan chỉ thủy tiến vào trong thuyền, đảm nhiệm việc chỉ huy, vụt, hắc kỳ trong tay hắn vung lên xương khói u ám nồng đậm kết thành một quỷ thi chớ chú đại trận oán lực tử khí kinh thiên tràn ra ngưng kết dày đặc từ xa nhìn lại một đám xương khói u ám dày đặc khổng lồ hoàn toàn bao phủ thuyền hư không hải che khuất cả bầu trời gần như không nhìn rõ tình huống bên trong phốc 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 công kích của mấy người lâu lan ra đánh vào quỷ thi chớ chú đại trận uy lực bị suy giảm sâu sắc triệu phong đứng tại trung tâm trận pháp vẫn bình yên vô sự, mạnh như lão tộc trưởng, với thế công cường đại của đan nguyên cảnh, cũng không thể đến gần thuyền hư không hải của Triệu Phong, cũng không tạo thành uy hiếp thực chất. Khắc khắc, quỷ thi chớ chú đại trận hiện nay đã có 60 bộ quỷ thi chớ chú chân chủ cấp đỉnh phong, đồng thời lúc ở trong di tích tử thánh còn hấp thu được tinh huyết hồn phách của vô số yêu thú, oán lực nguyền rùa ẩn chứa trong đó, đã vượt qua kế hoạch bách thi trong dự liệu rồi, thân hình khô lâu đường chủ chợt xuất hiện trên liễu vọng đài của thuyền. Hiện nay, uy lực của quỷ thi chớ chú đại trận đã tạo thành quy mô, vượt qua dự đoán ban đầu. Chủ yếu bắt nguồn từ hai nguyên nhân, thứ nhất, thực lực của quỷ thi chớ chú được đề cao, mỗi bộ đều có thực lực trụ cột là chân chủ cấp đỉnh phong. Dưới sự bố trí của trận pháp huyền diệu, oán lực nguyền rủa và tử âm chi khí của những quỷ thi này, tương hỗ lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể, không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Thứ hai, trong di tích tử thánh trải qua ma luyện o ngừng, hấp thu một lượng lớn tinh huyết hồn phách của yêu thú. Oán lực nguyền rùa còn vượt xa tại bách phần cấm địa. Nhớ lại ngày đó, số lượng yêu thú chân linh cảnh đã chết trong quỷ thi chớ chú đại trận, có thể nói là nhiều vô số kể. Trận pháp quỷ thi thật âm trầm, đám người lão tộc trưởng và lão già mặc áo hoa, không khỏi nghẹn ngào. Bên phía lâu lan ra, gồm một lão tộc trưởng ở trạng thái toàn thịnh và lão già mặc áo hoa bị thương hai đại tôn giả liên thủ cũng không công phá được quỷ thi chớ chú đại trận. Vụt vụt, Triệu Phong huy động quỷ thi chớ chú đại trận, dẫn động một luồng oán lực quỷ thi ở trạng thái sương mù dày đặc, xuất hiện hình thái một đầu hắc giao dữ tợn, điên cuồng tàn sát khắp phương viên một dặm. A, à, một vài cường giả chân chủ cấp và nửa bước đan nguyên cảnh của Lâu Lan gia ở phụ cận, thoáng tiếp xúc với oán lực nguyên rùa dạng sương mù, thân thể liền nhanh chóng thối giữa, cuối cùng hóa thành một vũng máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tu vi thấp hơn đan nguyên cảnh chỉ cần dính phải chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ a à, sau khi quỷ thi chớ chú đại trận giết chết một vài cường giả oán lực tàn phách của bọn hắn sau khi chết sinh ra lại bị quỷ trận hấp thu tăng cường oán lực nguyên rủa hừ đừng trách tai đại khai sát giới triệu phong cười lạnh một tiếng huy động hắc kỳ điều khiển quỷ thi chớ chú đại trận có thể công có thể thủ không xong lão giả mặc áo hoa bị thương gặp phải oán lực quỷ thi xâm nhập, thương thế bộc phát, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Hiện nay, oán lực nguyên rùa ẩn chứa trong quỷ thi chớ chú đại trận, hoàn toàn siêu việt, bách phần cấm địa, tôn giả toàn thịnh cũng gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Huống chi là tôn giả trọng thương bịch, sắc mặt lão giả mặc áo hoa tái nhợt, thân hình lay động, từ giữa không trung rơi xuống. Hoàng lão, đám người lâu lan gia chủ nhờ vào tàn binh địa cấp hộ thể, miễn cưỡng bảo trụ được một mạng tiếp lấy thân thể lão già mặc áo hoa đang không rõ sống chết trời đất hắn ngẩng đầu nhìn lên không khỏi hối hận bi thương lúc này trên bầu trời chỉ còn lại lão tộc trưởng của lâu lan gia vẫn đang cùng rằng co với quỷ thi chớ chú đại trận những người còn lại đều toàn bộ bỏ mình sắc mặt của lão tộc trưởng lâu lan gia cực kỳ khó coi vu vu oán lực quỷ thi hình thái hắc giao gào thét chấn động hư không đánh cho lão tộc trưởng liên tiếp bại lui cửu sát âm cốt thứ trong quỷ thi chớ chú đại trận, bỗng nhiên xông ra một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài hơn 10 trượng, kéo theo một chuỗi tử âm khí, sát quang thiêu đốt, tràn ngập cả bầu trời, oanh, cử sát âm cốt thứ và lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận chồng lên nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Phảng phất là một đầu cốt long tử vong với sát diễm đắc đằng đằng, uy năng tăng lên một cấp bậc hoàn toàn mới. ọc thân hình lão tộc trưởng bị đẩy lui, phun ra một búng máu trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo lỗ máu sắc mặt tín đen thân hình loạn trọng không đứng vững cho dù không có quỷ thi chớ chú đại trận tăng phúc khô lâu đường chủ phát động cửu sát âm cốt thứ cũng đủ khiến hắn không thể chống lại rồi ba đại thế gia của bát hoang sơn cũng không có gì đặc biệt triệu phong cười nhạt một tiếng nếu không phải lâu lan chỉ thủy ở trong thuyền cầu tình vừa rồi hắn hoàn toàn có thể thừa cơ thu hoạch tính mạng của hai đại tôn giả vụt lúc này thuyền lam lôi hải thiên vừa vặn đột phá tầng ngoài của bát hoang sơn bắn ra một chuỗi tia lửa mỹ lệ đẹp mắt sắp tiến vào ngoại vực trong tầm mắt bát hoang sơn càng ngày càng nhỏ thế giới lục địa vô biên vô tận lúc nãy đã hóa thành hình dáng một sơn mạch trải dài vài ngàn dặm giống như một khối phỉ thúy cỡ lớn ô ô ô ông trong khoảnh khắc tiến vào ngoại vực hư không hải tốc độ của thuyền lam lôi hải thiên cũng tăng lên gấp 10 lần trong hư không hải lực cản không khí rất nhỏ vật chất đều trở nên nhẹ như lông hồng tiểu bối đừng hòng chạy trốn vực nội bát hoang sơn lại có ba đại tôn giả đan nguyên cảnh đuổi theo đều là những thế lực đến từ các thế gia khác ba tôn giả này tu vi lần lượt là tiểu đan nguyên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ mạnh nhất là vị tiểu đan nguyên hậu kỳ thực lực ít nhất cùng một cấp độ với lam lôi đạo tặc tăng thêm tốc độ triệu phong không sợ chiến đấu thế nhưng vẫn đặt việc thoát ly lên là mục tiêu hàng đầu. Trong thuyền lam lôi hải thiên, đám người lâu lan chỉ thủy đang toàn lực thao túng thuyền hư không hải, tốc độ tăng lên đến cực hạn, tốc độ nhanh nhất của thuyền lam lôi hải thiên, có thể đạt tới cấp độ của tôn giả bình thường, chẳng qua, cũng tiêu hao rất nhiều nguyên tinh thạch, thậm chí nhiều gấp 10 lần. Phốc phốc phốc, ba đại tôn giả, truy sát không buông, bám giết lấy thuyền hư không hải, phát động công kích luân phiên liên tục. Chủ nhân, không bằng trước tiên giải quyết ba con ruồi này khô lâu đường chủ có chút mất kiên nhẫn không nên chiến đấu với chúng trước hết hãy chạy một khoảng đã rồi tính thần sắc triệu phong vẫn tỉnh táo vực nội bát hoang sơn kỳ thật không nhỏ vừa rồi bọn hắn chỉ kinh động cường giả bên trong bát hoang thánh thành mà thôi nếu như chiến đấu lâu dài tại phụ cận bát hoang sơn e rằng sẽ dẫn tới càng nhiều cường địch hơn hai ba tiểu đan nguyên hai người triệu phong còn có thể ứng phó nếu như nhiều thêm vài vị nữa như vậy thì phiền toái rồi hơn nữa đan nguyên cảnh còn chia làm tiểu đan nguyên và đại đan nguyên nếu như đánh với một vị đại đan nguyên vậy sẽ rất nguy hiểm theo triệu phong được biết sức chiến đấu của đại đan nguyên so với tiểu đan nguyên còn mạnh hơn gấp mấy lần tranh lệch giữa hai cấp độ này quả thực không khác gì chân chủ cấp và tôn giả vụt thuyền lam lôi hải thiên càng bay càng nhanh không đến nửa canh giờ thuyền hư không hải đã bay được hơn mấy vạn dặm trốn đi đâu ba đại tôn giả bỗng nhiên liên thủ, một cái khóa sắt rực rỡ kim quang, phá không bắn ra, giống như một sợi kim xích, cuốn lấy, thuyền lam lôi hải thiên. Sợi kim xích này, hiển nhiên là một kiện thần binh ngụy địa cấp, vô cùng cứng rắn, ba đại cường giả đan nguyên cảnh liên thủ, thần binh ngụy địa cấp, nhất cử cuốn lấy thuyền hư không hải, đồng thời cũng cuốn lấy cả quỷ thi chớ chú đại trận, ngay lập tức có thể thấy được. Bên trong vụ hải là một khối đại cầu xương khói u ám bị một sợi khóa sắt kim quang rực rỡ cuốn chặt không tốt đám thuyền viên của thuyền lam lôi hải thiên lập tức khủng hoảng cho dù thúc giục thuyền tăng tốc phi hành cũng sẽ bị ba đại tôn giả đang nguyên cảnh kéo lui sau động thủ triệu phong và khô lâu đường chủ căn bản không hề do dự thậm chí còn tụ lực xuất kích phù bên trong quỷ thi chớ chú đại trận dâng lên một đám oán lực quỷ thi như sương mù mênh mông hóa thành hình thái hắc dao lao thẳng tới ba đại tôn giả cửu sát âm cốt thứ một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn dài tới hơn mười trượng kéo động một chuỗi tàn ảnh gai xương sát quang thiêu đốt tràn ngập cả bầu trời thần binh địa cấp của khô lâu đường chủ gần như đồng thời đánh ra hai công kích kết hợp lại tăng phúc hỗ trợ lẫn nhau đồng thời bộc phát oành ba đại tôn giả bị đánh cho trở tay không kịp bọn hắn vừa mới liên thủ cuốn lấy thuyền hư không hải còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị phản kích không ngờ hai người triệu phong lại phản ứng nhanh như vậy. Thoáng chốc, ba đại tôn giả đang nguyên cảnh đã bị oán lực quỷ thi quấn quanh người. Cửu sát âm cốt thứ sinh ra tầng tầng tử âm khí và sát quang kinh thiên, chính diện va chạm với ba người. ọc tên tôn giả tiểu đan nguyên sơ kỳ trong đám là người đầu tiên thổ huyết trọng thương, bị oán lực quỷ thi thẩm thấu vào thân thể, một phần huyết nhục lập tức thối giữa. Huyết khí tinh phách bị một luồng lực lượng nào đó chậm rãi sói mòn, còn không đợi ba đại tôn giả kịp phản kích thì dị biến lại phát sinh thần binh địa cấp băng hoàng thương trong lòng bàn tay triệu phong xuất hiện thương ảnh băng lam nhanh chóng chuyển hóa thành thực thể hiện ra một cây băng hoàng thương rực rỡ trong suốt như thủy tinh toàn thân một màu u lam vụt băng hoàng thương phá không công kích mũi thương phun ra nuốt vào một chuỗi thương ảnh băng liên u lam những nơi nó đi quan hàn uy cấm kỵ thượng cổ lập tức ngưng kết đóng băng vạn vật rắc rắc thân thể của ba đại tôn giả đang nguyên cảnh lập tức cứng đờ bên ngoài cơ thể mơ hồ nổi lên một tầng sương lạnh phúc băng hoàng thương phát ra một luồng hàn uy thượng cổ băng hoàng đâm thủng tên tôn giả tiểu đan nguyên sơ kỳ bị thương kia a à, thân thể của tên tôn giả tiểu đan nguyên sơ kỳ lập tức cứng đờ biến giòn rắc rắc một tiếng vỡ thành mảnh nhỏ hắn là người đầu tiên bị bản thể của băng hoàng thương chính diện đâm chúng làm sao có thể không chết cho được hai đại tôn giả khác đều hoảng sợ thất sắc chỉ trong nháy mắt luân phiên công kích đã lấy đi tính mạng của một vị tôn giả hơn nữa hai đại tôn giả khác cũng chịu ảnh hưởng bị oán lực quỷ thi quấn thân chưa kịp hóa giải hư thiên âm ma thứ gần như cùng lúc trong khoảnh khắc băng hoàng thương đâm xuyên vị tôn giả kia kiện thần binh địa cấp thứ hai cũng phá không đánh ra lúc này tầng xương lạnh trên người hai đại tôn giả khác vẫn chưa hòa tan phanh cửu sát âm cốt thứ mượn nhờ uy lực của quỷ thi chớ chú đại trận xẹt qua một đạo hư quang gai xương ám ngân sắc, có cảm giác huyền diệu như phá tan gông cùng xiềng xích, xuyên thủng một vị tôn giả đang nguyên cảnh khác. A, à, tôn giả tiểu đan nguyên trung kỳ lập tức chết thảm tại chỗ, thân thể thối giữa, hóa thành một vũng máu. Vị tôn giả thứ hai đã vẫn lạc. Đi, triệu phong thừa cơ huy động hắc kỳ, dẫn động lực lượng quỷ thi chớ chú đại trận. Nuốt chừng tàn phách tinh khí do hai đại tôn giả bỏ mình lưu lại, tăng mạnh oán lực nguyền rùa cho quỷ thi chớ chú đại trận sau khi nuốt chừng tàn phách tinh khí do hai đại tôn giả bỏ mình lưu lại. Phần đông, quỷ thi chớ chú, trong đại trận, đều cảm thấy sướng khoái. Oán lực nguyền rùa càng mạnh mẽ hơn, khiến người khác vừa nhìn đã sợ hãi. Không tốt, tôn giả đan nguyên cảnh còn lại là một trung niên mặc kim khải. Vẻ mặt hoảng sợ, trong ba tôn giả tham gia đuổi giết, tu vi của trung niên mặc kim khải này là cao nhất, đạt tới tiểu đan nguyên hậu kỳ. Sánh ngang với lam lôi đạo tặc, vượt qua khô lâu đường chủ chẳng qua lúc này, hắn bị oán lực của quỷ thi chớ chú đại trận ăn mòn, lại bị hai kiện thần binh địa cấp trùng kích, cho dù không phải là bị trùng kích chính diện, những dĩ nhiên khó tránh khỏi thụ nhẹ. Đi, triệu phong huy động hắc kỳ, oán lực quỷ thi trạng thái sương mù bên trong quỷ thi chớ chú đại trận tràn ra, hóa thành hình dáng hắc giao dữ tợn, bay thẳng về phía trung niên mặc kim khải, cửu sát âm cốt thứ, khô lâu đường chủ một tay vung ra, tầng tầng thứ ảnh tử âm xuất hiện sát quang thiêu đốt, thúc đẩy một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài hơn 10 trượng, đồng thời tương hỗ với thế công của đại trận, bộc phát trùng điệp. Nhất là lúc này, quỷ thi chớ chú đại trận vừa nuốt tàn phách tinh khí do hai đại tôn già bỏ mình lưu lại, như được tiếp thêm sức mạnh, uy lực càng lớn hơn trước, kim ngục tỏa long, sắc mặt trung niên mặc kim khải trở nên nghiêm túc, chân nguyên trong cơ thể toàn lực bộc phát. Khóa sắt vàng rực sinh ra một chuỗi hư quang kim thiết trùng trùng điệp điệp hình thành một không gian lao tù màu vàng cực lớn, xuất hiện phía trước quỷ thi chớ chú đại trận. Phong ấn hoàn toàn thuyền hư không hải, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khu vực chỗ triệu phong và khô lâu đường chủ đã bị, kim ngục tỏa long, vây khốn, phành, khoảnh khắc tiếp theo, công kích của hai người, với ưu thế áp đảo tách ra, nghiền nát hư quang kim thiết xung quanh, phành, trung niên mặc kim khải nhanh chóng thối lui, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, nhân dịp có kẽ hở lập tức bay ngược ra sau hơn vài dặm. Bí kỹ kim ngục tỏa long này thật cao minh. Triệu phong động dung, tu vi của trung niên mặc kim khải cao tới tiểu đan nguyên hậu kỳ, thi triển bí kỹ vô cùng cường đại, uy năng huyền diệu kinh người. Trốn, trung niên mặc kim khải đã không còn một tia chiến ý, lập tức nhằm thẳng phương hướng bát hoang sơn mà bỏ chạy. Triệu phong, mỗi lần giết chết một vị tôn giả, quỷ thi chớ chú đại trận đều được tăng phúc nếu như quỷ thi chớ chú đại trận có thể thôn phệ một trăm vị tôn giả như vậy có lẽ sẽ sinh ra biến hóa mang tính đột phá sắc mặt khô lâu đường chủ đầy vẻ chờ mong đối với việc trung niên mặc kim khải đào tẩu hắn cũng không quá quan tâm việc cấp bách hiện nay vẫn là rời khỏi phạm vi của quần đảo vực thiên lô trước thần sắc triệu phong vẫn tỉnh táo không hề có chút kích động nào mặc dù lời đề nghị của khô lâu đường chủ có sức hấp dẫn cực lớn thế nhưng thân phận của triệu phong đã bại lộ càng kéo dài thời gian thì lại càng nguy hiểm hơn cho dù thực lực của hai người có mạnh gấp mấy lần trước ba cự vật khổng lồ như ba đại tông phái bọn họ vẫn hết sức nhỏ bé mà muốn giết chết một vị tiểu đan nguyên hậu kỳ cho dù hai người có liên thủ thì cũng phải phí một hồi công phu vụt trung niên mặc kim phải phá không bỏ chạy vẻ mặt tràn ngập lo lắng nếu vừa rồi không phản ứng nhanh rất có thể hắn cũng sẽ có kết cục giống như hai tên tôn giả kia hai người kia đều có thần binh địa cấp lại không phải người bình thường đại trận quỷ thi kia có án lực nguyền rủa thật đáng sợ ngay cả tôn giả cũng không thể may mắn thoát khỏi trung niên mặc kim khải cẩn thận phân tích phát hiện mình bại không oan thần binh địa cấp trên thế gian này vô cùng thưa thớt tôn giả có thể có được thần binh địa cấp nguyên vẹn cũng chỉ là số ít huống chi thần binh địa cấp của triệu phong và khô lâu đường chủ cũng không phải là hàng bình thường đúng lúc này phụt giữa hư không hải chợt dâng lên một luồng đại thế thiên địa không thể hình dung trong vòng nghìn dặm, nguyên khí xoay tròn hội tụ như nước thủy triều. Loại đại thế này, phảng phất bắt nguồn từ vũ trụ tự nhiên vô biên, độc tôn bát hoang, ngạo thị thiên hạ, rắc rắc, dưới luồng uy thế khổng lồ này bao phủ, một mảnh vũ hải trong thiên địa hư không, đều không thể gánh chịu nổi áp lực, tầng tầng nát mấy sụp đổ, vụt, trong vũ vụ hải mênh mông, đột nhiên sáng ngời, trong phương viên hai trăm dặm, rõ ràng giống như ban ngày tại khu vực lục địa, tầm mắt cũng thông thoáng hơn luồng lực lượng này, thân hình trung niên mặc kim khải bỗng nhiên chấn động. Một khắc ngay sau đó, luồng đại thế thiên địa này, phối hợp với uy năng nguyên khí to lớn đang dâng trào như thủy triều, lao tới với khí thế che trời lấp đất. Kim tộc trường, giữa hư không, một vị lão giả mặt đen, gương mặt tràn đầy tăng thương, thanh âm giống như thiên vực, từ xa xôi chuyển đến, bát hoang tôn chủ, hô hấp trung niên mặc kim khải như cứng lại, trên mặt tràn đầy kính sợ, lập tức kho mình hành lễ. Bát hoang tôn chủ chính là cường giả trí cao trong vực nội bát hoang sơn, tư vi đạt tới đại đan nguyên, phóng mắt khắp khu vực phụ cận bát hoang sơn này, người có thể ngang hàng với hắn, chỉ có thủ lĩnh của liên minh mười đoàn hải tặc mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy vị cường giả trí cao là bát hoang tôn chủ, vẻ mặt trung niên mặc kim khải trật lộ kinh hỉ, vội vàng chỉ về một hướng, ta sẽ lập tức ra tay, bắt tiểu tử kia lại, lão giả mặt đen, bát hoang tôn chủ khẽ cười nhạt một tiếng thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy gì nữa vụt một đạo tàn ảnh xuyên phá vụ hải mông lung màu đen nhảy vào hư không hải xa xôi tốc độ phi hành của hắn thậm chí còn gấp đôi cả thuyền lam lôi hải thiên có bát hoang tôn chủ ra tay hai người kia nhất định khó thoát một kiếp vẻ mặt trung niên mặc kim khải đầy tự tin khẽ lẩm bẩm cùng lúc đó thuyền lam lôi hải thiên đã phá không phi hành được một hai ngàn dặm ô giác quan tinh thần của khô lâu đường chủ rất nhạy cảm, lập tức phát hiện một tia dị thường. Nguyên khí thiên địa ở phương xa chấn động bất thường, đặc biệt còn ẩn chứa cả uy thế thiên địa. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Phong nhìn về phía sau. Khô lâu đường chủ tinh thông bí thuật tinh thần, giác quan vượt xa tôn giả bình thường rất nhiều. Mèo meo. Lúc này, tiểu tặc miêu chợt nhảy lên vai Triệu Phong, ném hai đồng tiền cổ lên trời. Dấu hiệu không tốt, căn cứ theo quẻ bói của tiểu tặc miêu, có nhân tố bất lợi đang tiếp cận triệu phong gặp phải tình huống như vậy triệu phong đành phải rút một lần lực lượng huyết mạch đang ngăn cách mắt trái của mình thần linh nhãn chợt nổi lên một tia lam trạch quét về phía sau chỉ vận dụng năng lực viễn thị của thần linh nhãn cho nên tiêu hao rất ít đồng lực chỉ trong chớp mắt triệu phong lại nhanh chóng ngăn cách mắt trái lại người này là ai thanh âm của triệu phong chợt vang lên trong đầu lâu lan chỉ thủy vụt hình ảnh của một lão già mặt đen đầy vẻ tăng thương chợt xuất hiện trong đầu lâu lan chỉ thủy. Hiện nay, Triệu Phong đã lĩnh ngộ sâu sắc tinh thần huyễn thuật, có thể dễ dàng phục chế lại một cảnh tượng hoặc một khu vực, mà hình ảnh lại sống động như thật. Bát hoang tôn chủ, lâu lan chỉ thủy kinh hãi hô lên, thanh âm run rẩy, lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đó là cường giả trí cao tại vũ nội khu vực bát hoang sơn, tu vi đạt tới đại đan nguyên. Lâu lan chỉ thủy thất kinh, vội vàng nói, đại đan nguyên, triệu phong và khô lâu đường chủ đồng thời biến sắc sắc mặt triệu phong trở nên lạnh lùng rất nhanh hạ xuống mệnh lệnh vụt thuyền kim loại màu xám nhanh chóng lặn xuống hải dương bên dưới hư không hải ục ục sau một hồi bong bóng nổi lên thuyền kim loại màu xám đã tiềm nhập vào trong hải dương hư không thuyền lam lôi hải thiên ngoại trừ tốc độ và phòng ngự không tầm thường ra đặc điểm lớn nhất chính là có năng lực ngụy trang ẩn nấp rất tốt tiếp tục lặn xuống ánh mắt triệu phong rất nhạy bén trước tiên thu hồi khô lâu đường chủ vào trong vạn quỷ châu. Còn bản thân cũng lập tức tiến nhập trong thuyền hư không hải. Chỉ trong chốc lát, thuyền lam lôi hải thiên đã chìm xuống biển sâu. Khi tức thu liễm đến mức tận cùng, hoàn toàn dung hợp làm một thể với hoàn cảnh chung quanh. Dưới biển sâu, thuyền kim loại màu xám đã giảm tốc độ, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, vụt, bên trong vụ hải, chợt truyền đến tiếng rít gào chấn động kinh thiên. Khu vực vụ hải mông lung ở phụ cần bị nghiền nát bấy tầm mắt lập tức trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Bất chợt, một luồng đại thế mênh mông che trời lấp đất, lấy khu vực thiên địa vũ trụ này làm trung tâm, từ trên cao giáng xuống, trong phương viên một hai trăm dặm, phần đông sinh vật biển đều phù phục kinh hãi. Quả nhiên là đại đan nguyên, sâu bên trong hải dương hư không, đám người triệu phong đều cảm thấy luồng uy thế khổng lồ vô biên này. Có thể thấy nó hoàn toàn vượt xa tôn giả tiểu đan nguyên, vụt, một lão giả mặt đen với dáng vẻ tăng thương lạnh lùng giống như trí tô một phương, xuất hiện tại khu vực vũ hải này, thoáng dừng lại một chút, giác quan linh thức ngay lập tức quét ngang phương biên mấy trăm dặm. Giờ khắc này, thuyền kim loại màu xám đang chìm sâu trong hải dương hư không, đã hoàn toàn bất động, không dám di chuyển chút nào. Một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp, thời gian vào lúc này trôi qua hết sức chậm chạp, chỉ trong nháy mắt, thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức tinh thần lực lượng mờ nhạt đến gần như không thể phát hiện quét qua nơi này còn may hải dương hư không là một tồn tại đặc thù có khả năng suy yếu và cản trở rất lớn đối với linh thức hoặc lực lượng tinh thần linh thức của bát hoang tôn chủ quét qua một phạm vi rộng lớn sau đó lại rót vào sâu trong hải dương hư không cho nên năng lực của linh thức thoáng chốc đã suy yếu đến cực hạn ngoài ra thuyền lam lôi hải thiên còn có tác dụng ngăn cách giác quan linh thức rất mạnh thậm chí còn có năng lực nguy trang hoàn toàn dung hợp là một thể với khí tức hoàn cảnh xung quanh ba nhịp hô hấp qua đi uy thế khổng lồ vô biên của đại đan nguyên cũng dần rút đi càng lúc càng mờ nhạt phù mọi người trong thuyền đều thở phào nhẹ nhõm trên trán triệu phong cũng chảy ra một giọt mồ hôi áp lực đến từ bát hoang tôn chủ so với các tôn giả mà mình đã từng gặp còn lớn hơn rất nhiều tôn giả mà hắn đã gặp chỉ có ba loại loại thứ nhất giống như hồng giáo chủ huyền băng nữ vương đều là tôn giả nhất lưu bình thường loại thứ hai như thủy vận trưởng lão lam lôi đạo tặc tôn giả vũ tinh thần thực lực của loại tôn giả đan nguyên cảnh thứ hai hoàn toàn vượt qua tôn giả bình thường mà loại thứ ba chính là tôn giả đại đan nguyên thực lực của loại thứ ba đã vượt qua hai loại trước uy thế ý cảnh như vậy phẳng phát hòa cùng thiên địa vũ trụ tuy hai mà một có thể được xưng là tôn chủ chính là cấp bậc đại đan nguyên triệu phong cẩn thận vô cùng rút đi một phần nhỏ lực lượng huyết mạch dùng thần linh nhãn quan sát ngoại giới sau đó lập tức ngăn cách nó lại trước mắt thần linh nhãn của triệu phong không dám chính thức thi triển tối đa chỉ triệt hồi phong bế một phần lực lượng huyết mạch trong giây lát để quan sát mà thôi đi thôi trải qua một thời gian ngắn tìm hiểu triệu phong xác định phương hướng của bát hoang tôn chủ đã rời khỏi khu vực này xuất phát triệu phong thoáng thay đổi lộ tuyến một chút sau đó để đám người lâu lan chỉ thủy điều khiển thuyền lam lôi hải thiên tiếp tục tiềm ẩn phi hành mới đầu tốc độ phi hành của thuyền lam lôi hải thiên bị khống chế khá thấp khoảng hai canh giờ sau khi không còn bất kỳ điều gì dị thường nữa triệu phong mới hạ lệnh tăng tốc tiến về phía trước nửa ngày sau thuyền lam lôi hải thiên dưới biển sâu đã xuyên qua mấy chục vạn dặm lúc này triệu phong lại hạ mệnh lệnh phát động thuyền lam lôi hải thiên với toàn bộ tốc lực tài liệu chế tạo nên thuyền lam lôi hải thiên có thuộc tính thích hợp với hư không hải kể cả hải dương hư không cho dù là ở trong hải dương thì tốc độ phi hành của nó vẫn vượt qua nửa bước đan nguyên cảnh bình thường ba ngày sau thuyền lam lôi hải thiên đã đến khu vực phụ cận biên giới của bát hoang sơn nếu tiến thêm một khoảng nữa sẽ tiếp cận một khu vực địa bàn khác quần đảo vực thiên lưu có lẽ bát hoang tôn chủ khó mà đuổi tới đây được mọi người trên thuyền đều cảm thấy an tâm sai một ly đi một dặm hư không hải này thật sự quá lớn chỉ cần phương hướng truy tung hơi có chút sai lệch, theo thời gian trôi qua, sai lệch sẽ càng lúc càng lớn, nhưng vào sáng sớm ngày thứ ba, khoảng hư không phía sau, đột nhiên dâng lên một luồng uy thế đại đan nguyên, kèm theo đó là sát khí kinh thiên, không ngờ bước thẳng tới hướng thuyền hư không hải. Hết chương 570 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.